Chiến thần Trần Quốc, Diệp Quân Lâm. Tập 21. Nếu muốn bước vào cánh cửa nhà họ Diệp, Diệp Quân Lâm phải tự mình phấn đấu. Nếu không, không có hy vọng. Không đưa mẹ của tôi đến. Diệp Quân Lâm hỏi. Đừng lo lắng, bà ấy không sao. Bà ấy an toàn, tôi có thể đảm bảo việc này. Diệp Minh Thiên nói. Diệp Quân Lâm hỏi, được rồi, vậy ông gọi tôi đến đây làm gì? Diệp Minh Thiên đột nhiên nở nụ cười, mục đích của tôi rất đơn giản, đến để thăm thẳng con trai của tôi xem nó tài giỏi như thế nào. Quả nhiên, người của tôi không ngoa chút nào, nhìn thấy cậu còn kiêu ngạo hơn tôi tưởng. Diệp Quân Lâm vui vẻ, ông đến chỉ để xem chút bản lĩnh của tôi. Nói rõ mục đích của mình đi, không cần vòng vo. Diệp Quân Lâm không tin những lời vặt vãnh mà Diệp Minh Thiên nói. Đúng rồi, ông ta đến đây rất kín tiếng và lặng lẽ. Nhất định là không muốn ai biết được ông ta đến Giang Bách. Anh không dám di chuyển mẹ mình. Chỉ còn tính đến một khả năng, điều tra rõ ràng bí mật kia. Anh hạ quyết tâm. Mẹ anh đã tự cứu mình bằng bí mật này. Diệp Minh Thiên nhìn có chút mất tự nhiên, vẻ mặt phức tạp, có lẽ là không biết mở miệng như thế nào. Ông ta rất muốn ngồi bên cạnh anh để nói chuyện. Bà ấy có nói qua cho cậu về chuyện của tôi? Diệp Minh Thiên thở dài hỏi. Có nói cùa. Diệp Quân Lâm mỉm cười. Vậy bà ấy có từng nói gì đó về bí mật nào chưa? Diệp Minh Thiên hô hấp dồn dập, gắt gao nhìn chăm chăm Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm mỉm cười, tất nhiên là có, mẹ tôi đã nói cho tôi biết rất nhiều bí mật của ông Âm. Nhìn thấy nụ cười đầy ác ý của Diệp Quân Lâm, da đầu của Diệp Minh Thiên như muốn nổ tung, trái tim như muốn rơi ra khỏi lồng ngực. Diệp Quân Lâm đưa ra một câu trả lời mơ hồ. Euro ó vẻ như anh biết rõ bí mật kia. Nhưng cũng không chắc chắn. Sợ rằng Chí Oánh nói ra những bí mật khác nữa. Bí mật gì? Diệp Minh Thiên cắn đầu hỏi. Diệp Quân Lâm cười, ông lại không biết bí mật của chính mình sao? Diệp Minh Thiên toát ra mồ hôi lạnh lo lắng một hồi. Bây giờ ông ta không thể chắc chắn liệu Diệp Quân Lâm có thực sự biết bí mật hay không. Giết hay không giết? Vấn đề này rất rối. Sao? Muốn giết tôi? Đột nhiên giọng nói của Diệp Quân Lâm vang lên bên tai khiến ông ta run lên. Ý định của ông ta đã bị Diệp Quân Lâm biết. Ông muốn làm gì thì làm đi. Dù sao thì ông vốn là người không từ thủ đoạn để đạt được mục đích của mình. Khi Diệp Quân Lâm nói như vậy, ông ta liền khẳng định anh đã nắm rõ được bí mật của mình. Điều ông ta lo sợ là anh sẽ dùng bí mật này để đe dọa ông ta và có thể đường đường chính chính vào nhà họ Diệp. Làm sao mà loại người như vậy có thể đáp ứng đủ điều kiện để bước chân vào nhà họ Diệp? Nhà họ Diệp vẫn cần mặt mũi. Tao nói cho mày biết, Diệp Quân Lâm mày. Đừng mong dùng chuyện này để uy hiếp tao tiến vào nhà họ Diệp. Tao nói cho mày biết, cho dù bị gia quy trừng phạt đến hủy hoại danh tiếng. Tao nhất định không để mày bước chân vào nhà họ Diệp. Diệp Minh Thiên tức giận đến cực điểm. Thà rằng bí mật của bản thân để cả dòng họ biết. Ông ta cũng không để cho Diệp Quân Lâm bước vào nhà họ Diệp. Với ông ta, điều này không thể xảy ra. Nghe vậy, Diệp Quân Lâm nở nụ cười. Tôi sẽ dùng bí mật này uy hiếp ông để vào nhà họ Diệp. Không thể nào, Diệp Minh Thiên, để tôi nói cho ông biết, tôi một chút cũng không để chuyện nhà họ Diệp vào mắt. Đừng nói cho dù nhà họ Diệp mời tôi cũng sẽ không cần. Diệp Quân Lâm cười lạnh nói. Mày, ngông cuồng. Có ngày rồi sẽ chết vì điều này không hay. Diệp Minh Thiên tức giận hét lớn. Diệp Quân Lâm cười nói, mục đích của ông hôm nay gọi tôi đến đây để xem tôi có biết bí mật của ông hay không. Dĩ nhiên là tôi biết rõ, nhưng tôi sẽ không dùng bí mật này để uy hiếp ông làm gì, bởi vì ông không đủ tư cách để tôi làm vậy. Diệp Minh Thiên hô hấp dồn dập. Ông ta thực sự muốn giết Diệp Quân Lâm ngay tại chỗ. Diệp Quân Lâm cười lạnh nói, tiếp theo. Tôi có một vài chuyện muốn nói với ông. Đầu tiên để mẹ tôi trở về trước. Tiếp theo, sau khi con của tôi ra đời, tôi sẽ tự mình đến nhà họ Diệp để cho tất cả các người phải hối hận vì đã làm hại đến mẹ con tôi. Thứ ba, tôi sẽ giết Diệp Thân trước mặt ông. Lúc Diệp Quân Lâm nói xong ba điều này, Diệp Minh Thiên ngẩn cả người. Nhìn Diệp Quân Lâm một cách khó tin. Kiêu ngạo. Quá kiêu ngạo. Trước mặt ông ta mà cũng dám nói ra điều này. Còn muốn giết chết Diệp Thần trước mặt mình. Nực cười.
thật là nực cười. Điều thứ nhất, tao không có gì để nói. Còn điều thứ hai, muốn lật đổ nhà họ Diệp, để tất cả mọi người phải hối hận. Diệp Minh Thiên vui vẻ. Đây chính là dòng tộc mạnh nhất. Di sản đã tồn tại hàng nghìn năm. Ai có khả năng này? Chỉ dựa vào một thằng nhóc 20 tuổi. Nó có khả năng sao? Ừ, không siêu tôi sẽ thực hiện mong ước của mẹ tôi trước mặt mọi người trong nhà họ Diệp nói ông không xứng với mẹ tôi. Tôi muốn tất cả các người phải hối hận, để mẹ tôi nói cho tất cả các người biết con của bà ấy mạnh nhất thế giới này. Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói. Ha 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 ha, chỉ dựa vào mày, được rồi, tao sẽ đợi. Mày còn muốn giết con tao Diệp Thần. Mày không có khả năng. Diệp Minh Thiên cười to nói. Ông ta vẫn còn sống, ai dám động đến Diệp Thần. Yên tâm đi, người tôi muốn giết, ông cũng không giữ được. Một tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong mắt Diệp Quân Lâm. Kể từ khi Diệp Thần xuất hiện trong lễ cưới của anh đã xác định phải tiên Diệp Thần lên đường. Không được phép sống. Diệp Quân Lâm không cho phép ai vứt bỏ vòng hoa tang mà Diệp Thần mang đến vào hôn lễ của anh. Bởi vì anh muốn dùng nó cho Diệp Thần. Tốt, tốt, tốt có bản lĩnh. Thời gian cụ thể là như thế nào? Tao hy vọng mày không để tao phải chờ quá lâu. Diệp Minh Thiên cười lạnh nói. Khoảng một năm sau khi con tôi ra đời, tôi nhất định sẽ san bằng nhà họ Diệp. Được, vậy tao và mày cùng đánh cược một lần. Một năm sau, nếu mày có thể bước chân vào nhà họ Diệp nửa bước, tao liền làm rõ mọi chuyện năm đó. Tao sẽ quỳ gối xin lỗi trước mặt mẹ con mày. Muốn tao hối hận, chỉ có một cách, đó là có năng lực. Nếu không dù mày giết tao, tao cũng sẽ không chút nào hối hận. Diệp Minh Thiên và Diệp Quân Lâm giao kèo một năm. Theo như ông ta thấy, Diệp Quân Lâm có trở lên mạnh mẽ, cũng không có khả năng bước chân vào nhà họ Diệp. Tốt, một lời đã nói. Diệp Quân Lâm gật đầu. Diệp Minh Thiên cười nhạo nói, nếu không có khả năng bước chân vào nhà họ Diệp, cũng đừng trách tôi độc ác. Yên tâm, nếu tôi không đủ khả năng để bước chân vào nhà họ Diệp tôi sẽ tự đi tìm cái chết. Một lời đã định, tao đợi mày ở nhà họ Diệp. Diệp Minh Thiên sau khi hoàn thành giao ước rời khỏi Giang Bắc. Ông ta không cần lo lắng Diệp Quân Lâm sẽ nói ra bí mật này. Thông qua Euroua nói chuyện, ông ta cảm thấy mình đã hiểu rõ tính khí của Diệp Quân Lâm. Đây là một kẻ kiêu ngạo, nhưng thực chất là một người kiêu ngạo đến tận sâu bên trong. Anh ta sẽ không đưa bí mật này ra để đàm phán. Loại chuyện này đối với người có tính cách cao ngạo là một sự sỉ nhục. Cùng với điều kiện một năm mà Diệp Minh Thiên đã đưa ra, các kế hoạch sẽ được chuẩn bị. Ông ta dám chắc sẽ không để cho Diệp Quân Lâm để lộ bí mật của mình nửa phần. Diệp Minh Thiên cười lạnh nói, điều này chính là sự chênh lệch giữa gia đình mình và anh ta. Chúng tao không để những thứ mờ mịt này vào mắt, chỉ cần đối với bản thân tao có lợi, tao sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Chuyện lớn không cần để ý những tình tiết vụn vặt. Diệp Quân Lâm mày vĩnh viễn không làm được chuyện lớn. Một năm sau, tao tại nhà họ Diệp sẽ xem bộ dạng thê thảm của mày ở dưới đất. Diệp Minh Thiên xem người rất đúng, Diệp Quân Lâm quả thực là một kẻ kiêu ngạo đến tận xương tủy. Anh sẽ không thèm dùng đến bí mật đó để đe dọa Diệp Minh Thiên. Để giải quyết mọi việc, chúng ta phải dựa vào năng lực thực sự. Diệp Minh Thiên nhìn trúng điểm này nên mới thiết lập giao ước. Ông ta cho rằng Diệp Quân Lâm tuổi còn trẻ, sẽ nhất thời xúc động, đồng ý với giao ước của ông ta. Thật ra ông ta không biết mánh khóe của mình đều bị Diệp Quân Lâm nhìn thấu. Diệp Thiên Minh cũng tuân thủ giao ước của mình trả lại tự do cho Trí Oánh. Hơn nữa đem tin tức về giao ước giữa ông ta và Diệp Quân Lâm lan truyền khắp nơi. Cả Lạc Việt đều biết về giao ước của hai người họ. Danh tiếng của nhà họ Diệp ở Bắc Ninh tăng lên. Dù sao thì bọn họ cũng chứng minh rõ ràng là mình cho đứa con riêng một cơ hội. Đây là điều chưa từng có. Theo lý mà nói, một gia đình giàu có như vậy có con riêng cũng chỉ muốn giấu còn không kịp. Trước đây những đứa con ngoài giá thú đều bị giết. Nhưng dòng họ ở Kinh Thành lại suy nghĩ theo hướng khác. Không chỉ công nhận sự tồn tại của những đứa con riêng này mà còn cho chúng cơ hội thử thách. Điều này cho thấy khả năng của những gia đình giàu có ở Lạc Việt. Diệp Minh Hạo, người đưa ra lời khiêu chiến này nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Với dũng khí như vậy, ông ta là người có thể trở thành người được lựa chọn.
Ngay cả các trưởng lão lâu năm của dòng họ Diệp cũng rất ngưỡng mộ cách xử lý vấn đề này của Diệp Minh Hạo và rất tán dương ông ta. Không ai nghĩ rằng đứa con riêng đương Quân Lâm này đột nhiên xuất hiện lại đem đến nhiều lợi thế cho Diệp Minh Thiên. Đặc biệt hữu ích cho vị trí thủ trưởng của ông ta. Ngay cả bản thân Diệp Minh Thiên cũng không ngờ tới loại lợi ích này. Đôi khi một điều tồi tệ chưa chắc đã là điều tồi tệ, nó phụ thuộc vào cách bạn xử lý nó. Thỏa thuận giữa Diệp Quân Lâm và Diệp Minh Thiên vẫn không ngừng lan truyền, các khu vực thượng lưu khác mọi người đều biết đến. Cái tên Diệp Quân Lâm cũng được nhiều người biết đến. Nhưng mọi người đều cho rằng Diệp Quân Lâm thật ngu xuẩn. Không còn nghi ngờ gì nữa, Diệp Quân Lâm là đang lấy trứng chọi đá. Anh sẽ dùng gì để đấu lại nhà họ Diệp? Tự bản thân. Một tên nhóc nhỏ tuổi vậy mà đi khiêu chiến với dòng tộc lớn mạnh nhất Lạc Việt. Như nhiều người đã biết, có những tiêu chuẩn khi khe để bước vào cổng của nhà họ Diệp ở Bắc Ninh. Bốn lĩnh vực quân sự, thương mại, chính trị và quân sự phải vững chắc mới được nhà họ Diệp công nhận. Quân đội, ít nhất là mạnh mẽ ở phòng tuyên biên cương. Doanh nghiệp, ít nhất là một sản nghiệp khổng lồ. Chính trị, ít nhất cũng phải là một ông chủ lớn. Thương mại cũng phải ngang bằng với nhà họ Diệp. Đầu tiên phải thỏa mãn được những điều kiện trên. Nhưng tất cả đều quá khó. Trong mắt mọi người, Diệp Quân Lâm chỉ có một số thành tựu trong kinh doanh. Nhưng một tập đoàn Minh Cường vẫn chưa là gì trong mắt nhà họ Diệp. Nếu có thể mở rộng hơn 10 lần, vài chục lần thì vẫn may, ra mới có cơ hội. Làm sao có thể chỉ trong một năm? Sẽ không ai tin rằng Diệp Quân Lâm có thể vượt qua thử thách và thành công và bước vào cánh cửa nhà họ Diệp bằng chính sức lực của mình. Nhưng ai có thể nghĩ đến? Thay vào đó, lĩnh vực kinh doanh lại là điểm yếu nhất của Diệp Quân Lâm. Không cần phải nói về vấn đề quân sự. Chiến thần Lạc Việt. Một mặt, võ thuật càng không nói gì thêm. Trong vòng 6 năm trải qua hơn 2.000 trận chiến tôi luyện. Có thể đánh bại mọi thứ. Ngay cả bây giờ, anh cũng không cần phải hành động gì cả. Euro ó rất nhiều người tài giỏi. Sau khi chị Oánh trở về, bà ấy nhìn Diệp Quân Lâm, phức tạp nói, con trai, con không nên. Euroon đồng ý với ông ta, là rơi vào kế hoạch của ông Tết. Ông ta biết tính tình của con, dùng điều này để khống chế con. Mẹ, không sao đâu, kế hoạch của ông ta là đúng, nhưng ông ta tuyệt đối không nghĩ đến con có bản lĩnh như vậy. Mẹ đừng lo lắng, con sẽ giúp mẹ thực hiện mong ước. Đối với chị Oánh, có nằm mơ cũng không dám mơ. Chỉ dám tưởng tượng lướt qua. Đây mới gọi là người đứng từ trên cao nhìn xuống. Dụng ý của con trai bà là muốn để cho nhà họ Diệp phải hối hận. Được, con trai mẹ sẽ chờ một năm sau. Chí Oánh mỉm cười. Mặc kệ một năm sau kết quả có như thế nào. Dù sao thì trong một năm tiếp bà cũng sẽ ở cùng Diệp Quân Lâm cùng đón cháu mình ra đời. Cuộc sống bình thường của bà đã đi vào đúng quỹ đạo của nó. Hai nhà họ Trịnh Đoàn đều rất bất mãn đối với việc làm của Diệp Quân Lâm. Đáng lẽ ra nên cầu xin sự tha thứ. Thà cứ làm con cả nhà họ Diệp. Bây giờ còn muốn khiêu chiến với nhà họ Diệp. Đây là điên rồi sao? Nhà họ Diệp ở Kinh Thành còn đưa ra những tiêu chuẩn cho Diệp Quân Lâm. Về quân đội nhất định phải hơn được Diệp Kiến Viễn, hắn là người đứng đầu của quân đoàn sói xám cảnh Bắc còn là chiến thần Côn Luân. Chính trị thì nhất định phải hơn Diệp Văn Phàm hẳn ta là người có chức quyền ở Kinh Thành. Về kinh doanh, nhất định phải hơn Diệp Thần một phần, sản nghiệp của anh ta nhiều vô số. Riêng tập đoàn Lăng Thiên đã đủ cho người khác phải ngước nhìn. Võ công phải đánh bại Diệp Thiên, anh ta được biết đến là người giữ cửa trẻ tuổi nhất nhà họ Diệp, một người có võ công mạnh mẽ. Có lẽ những điều này tất cả mọi người đều biết. Những người này không phải là mạnh nhất trong nhà họ Diệp, họ chỉ được coi là có tài năng. Điều này cho thấy nhà họ Diệp yêu cầu rất cao. Quả thực không có thân phận muốn vào nhà họ Diệp bằng thực lực quả thật quá khó khăn. Đặc biệt trong thương trường, Diệp Thần tiêu chuẩn là 1/12. Có thể thấy Diệp Thần mạnh đến mức nào. Hơn nữa, việc đặt tiêu chuẩn của Diệp Thần là 1/20 là có chủ ý. Luôn luôn nhắc nhở Diệp Quân Lâm và Chí Oánh. Theo nguyên văn lời của Diệp Minh Thiên và Long Thanh Tình nói, Diệp Quân Lâm còn không bằng một góc ai trong số những người con của ông ta, Chí Oánh bà lấy gì mà kiêu ngạo. Mọi người đều biết rằng nếu Diệp Quân Lâm thất bại, anh ấy sẽ phải đối diện với cái chết. Cố lên Quân Lâm, em tin rằng anh sẽ làm được điều đó trong một năm.
Em sẽ giúp anh phát triển tập đoàn Minh Cường. Sau khi Lý Từ Nhiệm biết về thỏa thuận này, cô đã cổ vũ Diệp Quân Lâm rất nhiều. Trước mắt niềm hy vọng của họ là tập đoàn Minh Cường. Không còn nhiều thời gian cho họ. Trong vòng một năm nhất định phải làm được. Nếu không thì đó là một con đường chết. Diệp Quân Lâm vui vẻ. Một năm là thời gian anh cho nhà họ Diệp có thêm thời gian chuẩn bị, không phải là nhà họ Diệp cho anh thêm thời gian sống. Anh cũng đang chờ Từ Nhiệm sinh em bé. Bằng không anh đã tấn công nhà họ Diệp. Cho nên Diệp Quân Lâm không cảm thấy khẩn trương chút nào. Sau đó, Diệp Quân Lâm đều ở bên cạnh với Lý Từ Nhiệm. Đối với anh lúc này, Lý Từ Nhiệm và đứa con trong bụng là quan trọng nhất. Về phần tập đoàn Minh Cường anh đã giao cho Phùng Ngọc Hân quản lý. Lý Từ Nhiệm rất bất mãn, nhưng cũng không thể làm gì hơn, nếu không phải Từ Nhiệm mang trong bụng đứa con của cậu chúng tôi đã cùng cậu đoạn tuyệt quan hệ. Nhà họ Đoàn và nhà họ Trịnh đều rất bất mãn nhưng cũng chỉ có thể ngoảnh mặt làm ngơ. Thời gian trôi đi rất nhanh, người kế nhiệm vị trí gia chủ của dòng họ Diệp đã đến lúc tiếp nhận vị trí của mình. Cuối cùng Diệp Minh Thiên đạt được nhiều sự tán thành, ngồi vào vị trí gia chủ. Để bảo đảm cho sự phát triển của nhà họ Diệp, nên vị trí gia chủ này phải cố định 20 năm. Mà vừa khớp với tuổi thọ của Diệp Minh Thiên. Giờ phút này, Diệp Minh Thiên cũng đứng ở vị trí cao nhất trong nhà họ Diệp. Điều này tao phải cảm ơn mày Diệp Quân Lâm. Điều này không sai. Lúc trước những người lớn tuổi có vai vế lớn trong nhà họ Diệp không đồng ý để cho Diệp Minh Thiên ngồi vào vị trí gia chủ. Nhưng sau giao ước một của ông ta với Diệp Quân Lâm, rất nhiều người đã thay đổi thái độ đối với Diệp Minh Thiên. Có thể nói, Diệp Quân Lâm là người giúp đỡ không ít cho vị trí gia chủ của Diệp Minh Thiên. Đây là đứa con mang trên người dòng máu của ông ta, cũng là điều duy nhất khiến ông ta cảm thấy có ích. Ha ha ha, đứa con hoang này xem chừng vậy mà cũng có chút lợi ích. Diệp Minh Thiên còn gọi điện đến để thông báo cho Diệp Quân Lâm. Từ nay về sau, tao đã trở thành người đứng đầu của dòng tộc này. Những bí mật mà mày nảm giữ không còn đủ để uy hiếp tao nữa. Mày đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất. Giọng điệu của Diệp Minh Thiên tràn đầy kiêu ngạo. Người đứng đầu gia tộc họ Diệp. Vậy tôi chúc mừng ông. Diệp Quân Lâm mỉm cười. Đúng, không sai. Hiện tại tao đã trở thành người đứng đầu của Lạc Việt theo đúng như tao tính toán. Mày cũng không nên mơ tưởng nữa. Tao sẽ không thừa nhận thân phận của mày. Chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra. Cả đời này tao cũng sẽ không bao giờ thừa nhận mày. Con của tao chỉ có một đó là Diệp Thần. Thu hồi lại suy nghĩ vớ vẩn của mày đi. Diệp Minh Thiên cười lạnh nói. Khóe miệng Diệp Quân Lâm hiện lên một nụ cười chế giễu. Diệp Minh Thiên ông biết mình là loại người nào không? Loại người? Diệp Minh Thiên tò mò hỏi. Người tự cao tự đại, luôn cho mình là đúng. Nhìn đời bằng đôi mắt nhỏ bé tầm nhìn hạn hẹp, thật ra không biết bên ngoài thế giới rộng lớn kia. Ông cũng chỉ là con kiến trong mắt người khác. Diệp Minh Thiên nghe xong, không khỏi bật cười, ha ha ha, tao là cần kiến trong mắt người khác. Mày không rõ thân phận của tao sao? Tao như vậy nhưng lại là gia chủ của Lạc Việt dòng tộc mạnh nhất. Cha, Diệp Minh Thiên thời gian ông ở nhà họ Diệp cũng không còn nhiều lắm, trong khoảng thời gian này ông có thể dồn toàn lực để đánh bại tôi. Bằng không khi thời gian hết, ông và nhà họ Diệp cũng không còn cơ hội nữa đâu. Diệp Quân Lâm nhớ rõ mình đã nói điều này hai lần. Đầu là nhà họ Diệp. Đoán chừng thái độ của ông ta với nhà họ Diệp sẽ như nhau. Đối với anh Vân như cũ không để mắt đến. Ha 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 ha, người lo lắng không phải nên là mày sao? Cái giao hẹn này toàn bộ người ở Lạc Việt đều đã biết. Đến lúc đó, không phải mày nên suy nghĩ xem làm sao để có thể kéo dài cái mạng chó của mày sao? Quả nhiên Diệp Minh Thiên cũng để anh vào mắt. Cho dù xét ở góc độ nào, Diệp Quân Lâm cũng không thể thách thức được ông ta. Càng không đem lại sự uy hiếp nào cho ông ta. Ha 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 ha. Diệp Quân Lâm cười to thăng điên. Diệp Minh Thiên chửi một tiếng rồi cúp điện thoại. Trong mẹ ông ta, Diệp Quân Lâm chính là một thằng điên, không thể nói lý lẽ với kẻ điên. Nếu không sẽ kích thích đến anh ta. Không có câu nói như vậy sao? Ngu dốt thì càng ra vẻ bản thân thông minh. Diệp Quân Lâm chính là một kẻ ngu dốt. Ba, đừng nóng giận. Sớm muộn gì đứa con hoang này cũng sẽ hiểu trời cao đất rộng là gì. Nếu anh ta muốn thắng, anh ta chỉ có một con đường kinh doanh để đi. Nhưng con không muốn anh ta được thuận lợi như vậy. Con hứa rằng trong vòng một năm,
tập đoàn Minh Cường của anh ta sẽ chỉ còn đường rút lui. Diệp Thần cười nói. Anh ta sẽ không để cho Diệp Quân Lâm có bất kỳ cơ hội nào. Diệp Minh Thiên tất hài lòng với Diệp Thần. Không từ thủ đoạn, mới có thể làm được việc lớn. Đây mới là con trai của ông ta. Tiếp theo, sự phát triển của tập đoàn Minh Cường sẽ bị hạn chế ở khắp mọi nơi, và việc phát triển thêm một bước nữa là quá khó khăn. Chỉ có thể chết ở vùng Giang Bắc này. Phùng Ngọc Hân tìm Diệp Quân Lâm và Lý Tử Nhiễm thương lượng. Không có gì bất ngờ, tập đoàn nhà họ Diệp đã chặn hết mọi tuyến đường giao thương. Phùng Ngọc Hân nói ra suy nghĩ của mình. Tất cả mọi người đều biết rằng chính nhà họ Diệp đã tạo áp lực để cản trở Diệp Quân Lâm. Lý Tử Nhiễm căn môi nhìn Diệp Quân Lâm, Quân Lâm, em muốn nghe ý kiến của anh nói xem phải làm sao. Mọi người hiện tại cũng không có cách gì. Chỉ có thể nhìn về Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm cười và nói, đề nghị của anh rất đơn giản, em hay bảo vệ bản thân mình thật tốt, không cần quan tâm chuyện này. Việc này để bọn họ lo là được rồi, em chỉ cần chăm sóc bản thân mình thật tốt. Lý Tử Nhiệm mang thai vào thời điểm này. Diệp Quân Lâm hy vọng không xảy ra bất kỳ điều gì phiền phức. Anh thầm nghĩ phải chăm sóc cô thật tốt cho đến khi em bé ra đời. Còn lại những chuyện khác đều là chuyện nhỏ. Nhìn thấy bộ dạng này của Diệp Quân Lâm, sắc mặt cô liền thay đổi. Giờ không phải là lúc lo cho cô, anh cần giải quyết việc của công ty trước. Đáng ra phải là bộ dạng khẩn trương chuẩn bị. Nhưng khi nghe đến việc này lại làm như không quan tâm. Nhưng anh ấy còn có một năm giao hẹn với nhà họ Diệp nữa. Không nói đến việc có thẳng được hay không, nhưng tối thiểu cũng phải quan tâm đến nó đã. Anh ấy nên làm việc chăm chỉ cho đến giây phút cuối cùng, đó cũng là một sự thành công. Thua hay không chưa biết. Nhưng thái độ này là không được. Một năm sau, Diệp Quân Lâm lấy cái gì mà đầu lại nhà họ Diệp? Quả thực buồn cười. Khoảng thời gian này, sức khỏe của Từ Nhiệm là quan trọng nhất. Còn lại những chuyện khác đối với anh đều là chuyện nhỏ. Diệp Quân Lâm nói thẳng. Hai. Lý Tử Nhiệm thở dài. Quả nhiên, Diệp Quân Lâm gặp phải đối thủ mạnh như vậy cũng là lúc nên rút lui. Anh biết mọi người đang lo lắng cái gì, yên tâm, một cái nhà họ Diệp anh căn bản không để vào mắt, người nên lo lắng phải là bọn chúng mới đúng. Nghe được Diệp Quân Lâm mạnh miệng như vậy, Lý Tử Nhiệm rất tức giận. Tử Nhiệm, em đừng tức giận. Anh cũng vẫn sẽ phát triển tập đoàn Minh Cường thật mạnh mẽ để cho Từ Nhiệm an tâm, Diệp Quân Lâm chỉ có thể giả bộ cố gắng hết sức. Cái này không kém nhiều lắm, ít ra cần phải có thái độ tốt. Lý Từ Nhiệm lúc này mới nguôi giận. Theo kế hoạch của Diệp Quân Lâm vẫn là giao công ty cho đám Việt Sang phát triển. Doanh nghiệp này của anh dùng để thúc đẩy sự phát triển cho Giang Bắc và đem lại lợi ích cho người dân ở đây. Làm sao anh lại dùng nó để đem đi đối phó nhà họ Diệp? Hơn nữa, nó không cần thiết. Bây giờ mục đích của anh chỉ có một, chăm sóc tốt cho Lý Tử Nhiệm. Hiện tại mọi người đều biết đến giao ước của anh và Diệp Minh Thiên. Nhưng mọi người đều nhìn thấy được Diệp Quân Lâm sẽ không làm được việc gì. Coi như anh cam chịu số phận. Nghe nói Diệp Thần đã đưa ra nhiều hạn chế đối với tập đoàn Minh Cường, đây cũng coi như là cho Diệp Quân Lâm quyền được bỏ cuộc. Không bỏ cuộc cũng làm gì có cách nào khác, chỉ có thể chấp nhận số phận. Theo chuyến bay từ Kinh Thành đến Giang Bắc, có người thảo luận sự việc của Diệp Quân Lâm. Đối thủ quá mạnh. Anh không có bất kỳ khả năng nào để thẳng. Giờ phút này, trên chuyến bay ở trong khoang hạng nhất, có mấy người trẻ đang ngồi. Tổng cộng có 2 nữ và 3 nam. Nhìn cách ăn mặc và khí chất, có thể thấy họ đều là con nhà có điều kiện. Nghe được người xung quanh đang bàn luận Diệp Quân Lâm, bọn họ dường như rất hứng thú, mỗi người khẽ nhếch miệng. Trên đường đi bọn họ đều được nghe về Diệp Quân Lâm. Sau đó, chuyến bay hạ cánh xuống sân bay Giang Bắc. 5 người cũng rời khỏi máy bay. Hy vọng Diệp Quân Lâm không để chúng ta phải thất vọng, chúng ta đã đi một quãng đường rất dài để tới Giang Bắc. Một người trong số đó nói. Hóa ra những người trẻ này từ Kinh Thành đến đây là vì Diệp Quân Lâm. Nghe nói con của Diệp Quân Lâm sắp chào đời. Còn không phải sao, thật là may mắn. Nếu như Diệp Quân Lâm trở về nhà họ Diệp, có khi chị Di Quân phải gả cho anh ta. Gả cho anh ta, chị Di Quân sao? Mấy người vừa nói chuyện vừa châm chọc. 5 người theo thứ tự lần lượt là Thiệu Diệp Vân, Tô Dương Bình, Lữ Thành Hiên cùng với Tê Hiểu Đồng và Hạ Tuyên Tuyên.
bọn đều là từ các dòng tộc lón ở kinh thành đến. Ở kinh thành các dòng tộc được chia thành 5 loại. Loại thứ nhất đương nhiên là một dòng họ lâu đời như nhà họ Diệp. Loại thứ hai là gia đình hoàng tộc. Loại thứ ba là vương tộc. Loại thứ tư là giàu có. Loại thứ năm là bình thường. Tuy nhiên, gia đình giàu có ở thủ đô mạnh hơn hoàng gia ở Hải Phòng. 5 người trước mặt đều là người của hoàng tộc Bắc Ninh, dòng họ phía sau còn mạnh hơn cả dòng họ Diệp của hoàng tộc Thiên Phủ. Cho nên khi đến Giang Bắc, tự khắc bọn họ cũng trở nên kiêu ngạo. Xét cho cùng, nguồn gốc của họ vẫn là ở trên Giang Bắc. Lúc trước Diệp Minh Thiên vì dỗ dành Chí Oánh cho nhà họ Khương đồng ý hôn ước. Chính là Diệp Quân Lâm cùng Khương Di Quân đính ước từ nhỏ. Nhưng Diệp Minh Thiên lại coi đó là một trò đùa, một lời nói dối vĩnh viễn đối với Chí Oánh. Nhưng có thể do thân phận bất đồng, là người đứng đầu dòng họ ở kinh thành nên lời ông ta nói ra, người khác đều tưởng thật. Nhất là chuyện cưới hỏi, nhà họ Khương tưởng thật. Còn cố ý viết hôn óc, Diệp Minh Thiên cùng Chí Oánh đều ấn dấu vân tay. Lúc đó, Diệp Minh Thiên không coi trọng việc này. Bởi vì ông ta biết nhà họ Diệp không đồng ý cho ông ta cưới Chí Oánh. Nói cách khác đứa con này cũng không thể tồn tại được. Cho nên đồng ý hôn ước cũng không sao. Dựa theo quy tắc mà nói, hôn ước này có ích, đến bây giờ cũng vẫn có ích. Trừ phi hai bên không đồng ý, tại chỗ hủy bỏ hôn ước, mới hết hiệu lực. Khương Di Quân có lẽ là vì hôn ước này mà đến nay cũng không có lập gia đình. Dù sao đây cũng là hôn ước của nhà họ Diệp. Nếu nhà họ Diệp chưa đồng ý, Khương Di Quân tự ý lập gia đình, đó chính là xúc phạm tới thanh danh nhà họ Diệp. Nhà họ Khương sẽ liền gặp phải tai họa. Nhà họ Khương cũng lo lắng chuyện này, không biết rõ ý tứ của nhà họ Diệp, cũng không thể mở lời hỏi thăm. Lúc này lại có giao ước của Diệp Minh Thiên cùng Diệp Quân Lâm, cũng là để cho nhà họ Khương biết rõ thái độ của nhà họ Diệp đối với Diệp Quân Lâm. Cho, nên bọn họ chuẩn bị đến từ hôn, cùng với Diệp Quân Lâm hủy bỏ hôn ước tại chỗ. Nhà họ Khương mặc dù thuộc hoàng tộc trong kinh thành, nhưng để cho họ đến từ hôn, thật sự mất mặt. Dù sao Diệp Quân Lâm cũng chỉ là một đứa con hoang mà thôi. Cho nên cử những tiểu thư cậu chủ trong dòng họ đến tìm Diệp Quân Lâm từ hôn, hủy bỏ hôn ước. Tôi thực sự chán ghét Diệp Quân Lâm, vì anh ta mà Di Quân đến nơi không dám yêu đương còn không phải sao, nếu dựa theo thời điểm này, chị Di Quân có lẽ đã sớm lập gia đình. Năm người tức giận nói. Hạ Tuyền Tuyền cười nói, lần này chỉ cần Diệp Quân Lâm hủy bỏ hôn ước, chị Di Quân sau này sẽ hoàn toàn tự do. Đúng, Lăng Thiên Long như vậy mà chờ chị Di Quân đã nhiều năm. Cũng chỉ có anh Lăng mới xứng đôi với chị Di Quân. Tề Hiểu Đồng vẻ mặt mong đợi. Trong mắt bọn họ, Lăng Thiên Long đứng thứ hai trong danh sách các cậu chủ ở Bắc Ninh. Danh sách cậu chủ tính thứ hạng của các thành viên khác trong kinh thành ngoại trừ dòng họ. Điều này mạnh hơn gấp trăm lần so với môn phái Thái Tử Đảng. Có thể nói, những người trẻ tuổi quyền lực nhất Lạc Việt đều nắm trong danh sách cậu chủ của Bắc Ninh. Bỏ họ muốn hủy bỏ, hôn ước càng sớm càng tốt, để cho Khương Di Quân gả cho Lăng Thiên Long. Rất nhanh nhóm người của Hạ Tuyên Tuyền đã đi đến trước cửa của tòa nhà tập đoàn Minh Cường phía trước. Nhìn tập đoàn Minh Cường, Thiệu Diệp Vân cười lạnh nói, có sao nói vậy? Nhà họ Thiệu tôi cũng có thể nghiền nát được tập đoàn Minh Cường này. Còn không phải sao, một cái tập đoàn Minh Cường nhỏ bé này, chúng ta tùy tiện dùng chút thủ đoạn, là có thể phá hủy bọn chúng. Vậy mà còn dám đấu với nhà họ Diệp, muốn khiêu chiến, đây có phải là chuyện nực cười hay không? Loại người tự cao tự đại này sao có thể xứng đôi với chị Di Quân? Bọn họ cười lạnh nói, thực tế sau khi nhìn thấy tập đoàn Minh Cường, họ càng cho rằng Diệp Quân Lâm khiêu chiến với nhà họ Diệp thật là một trò cười. Loại người như vậy không thể tiến xa hơn được. Lúc này, Diệp Quân Lâm đang cân nhắc xem buổi tối nên cho Lý Tử Nhiệm ăn gì ngon, Võ Sâm gọi điện thoại đến có mấy người muốn gặp anh. Diệp Quân Lâm lầy làm lạ đi vào khu nghỉ ngơi ở đại sảnh. Trước mặt là 5 người trẻ tuổi, anh cũng không nhận ra. Thấy bọn họ cũng lộ ra vẻ kiêu ngạo, chắc chắn là lai lịch không tầm thường. Anh chính là Diệp Quân Lâm. Thiệu Diệp Vân hỏi, trong giọng nói mang theo một tia khinh thường. Là tôi, các người là ai? Diệp Quân Lâm nghi ngờ hỏi, chúng tôi đến từ kinh thành, là thay người đến để hủy bỏ hôn ước từ nhỏ. Tề Hiểu Đồng trực tiếp nói ra mục đích, hôn ước từ nhỏ, chuyện này có liên quan gì đến tôi? Diệp Quân Lâm vẻ mặt mò mịt, con anh còn sắp ra đời.
giờ lại có người đến nói cho anh biết có hôn ước từ nhỏ. Đây không phải chuyện gây cười sao? Không sai, sẽ là hôn ước của anh, là cha mẹ đẻ anh cho người sắp đặt hôn ước từ khi còn bé, vào lúc anh chưa sinh ra. Đối tượng là người phụ nữ đẹp nhất kinh thành tên là Khương Di Quân. Hạ Tuyên Tuyên cười lạnh nói, lúc bọn họ nhìn thấy, cảm thấy Diệp Quân Lâm là đang giả vò. Chị Oánh chắc chắn đã nói cho anh ta biết, vậy mà giả bộ như không biết, quả thực ghê tởm, hừm, hôn ước từ nhỏ. Người lớn sắp đặt. Diệp Quân Lâm lập tức nhớ đến mẹ mình, gọi bà đến nơi này. Một lát sau, chị Oánh đi vào. Mẹ, mẹ sắp đặt hôn ước từ bé. Diệp Quân Lâm hỏi. Chị Oánh sững sờ, ngay sau đó liền gật đầu, ừ, không sai. Lúc trước ông ta cho người lập hôn ước từ nhỏ, là người nhà họ Khương. Gọi là Khương Di Quân, ta cũng quên mất chuyện này. Làm sao vậy? Diệp Quân Lâm nhìn năm người một cái nói, bọn họ thay nhà họ Khương đến từ hôn. Chị Oánh vỗ đầu, ôi trời, chuyện này ta quên mất. Như thế nào, hôn ước này đúng là tồn tại. Đây không phải là trì hoãn thời gian của con gái người ta sao? Cô gái kia có hôn ước bên người có lẽ sẽ không gả đi được. Thực xin lỗi các vị, chuyện này là lỗi của tôi. Đối mặt với lời xin lỗi của chị Oánh, mấy người Hạ Tuyền Tuyền cười lạnh nói, bà còn ý thức được là bà sai rồi. Bà đã làm trễ bao nhiêu năm của chị Di Quân, chị ấy đến nay còn chưa lập gia đình, lại còn không dám yêu đương. Chính bà đã hủy hoại cả tuổi xuân của chị ấy, người như bà sẽ gặp báo ứng. Chết không yên, cũng là bà hại chị ấy, nếu không có bà, sẽ không có hôn ước này. Hiện tại bà còn không hủy bỏ nó, còn muốn để anh ta lấy chị Di Quân. Mục đích của các người chúng tôi cũng biết, không phải là muốn tiến vào nhà họ Diệp sao? Năm người bắt đầu hướng vào Chị Oánh chỉ trích bà. Diệp Quân Lâm nổi giận. Con mẹ nó, tôi là do Diệp Minh Thiên tạo ra đấy, sao các người không đi mà tìm Diệp Minh Thiên? Diệp Quân Lâm để lại một câu khiến mọi người á khẩu không ai trả lời được. Làm sao mà dám đi tìm Diệp Minh Thiên? Nói đến ông Diệp làm gì? Trách thì trách mẹ anh đấy. Bây giờ chúng ta liền hủy bỏ hôn ước. Dù mọi người đều biết rõ hôn ước này đều do Diệp Minh Thiên đồng ý. Cùng với Chị Oánh không có bất kỳ quan hệ nào. Tại vì ý vào bản thân có chút ra thế, mà bọn chúng đổ hết mọi việc lên đầu Chị Oánh không dám cùng Diệp Minh Thanh có bất kỳ quan hệ nào. Tất cả đều do Chị Oánh sai. Nói xong, Hạ Tuyền Tuyền đưa tờ giấy hôn ước cho Diệp Quân Lâm, bảo anh hủy bỏ hay tại chỗ. Mấy người còn lại còn lấy máy ảnh ra quay quay chụp chụp ghi chép. Chị Oánh thở dài, Quân Lâm, hủy bỏ hôn ước đi con. Chuyện này là do chúng ta mắc nợ con gái nhà người ta. Trả lại cho người ta sự tự do. Đúng, đây mới là thái độ biết điều. Làm chậm trễ thời gian của chị Di Quân lâu như vậy, chúng tôi không trách tôi. Tranh thủ bây giờ, hủy bỏ hôn ước, về sau đừng bám lấy chị Di Quân là được. Tề Hiểu Đồng vẻ mặt cao ngạo. Xé nó đi, anh còn ngơ ngác cái gì? Tranh thủ thời gian xé đi, chúng tôi còn phải về. Nhìn thấy Diệp Quân Lâm không động, mọi người thúc giục nói. Nào ngờ Diệp Hạo Đông lấy tay vò hôn ước thành một cục, sau đó cất vào túi áo. Một màn này khiến cho tất cả mọi người đều ngây người. Anh ta muốn làm cái gì? Diệp Quân Lâm anh, muốn làm cái gì? Hạ Tuyền Tuyền nổi giận nói. Đến Chị Oánh cũng khó hiểu. Nghe cho kỹ, trước tiên tôi sẽ giữ hôn ước này. Từ hôn có thể, hủy bỏ hôn ước cũng được. Làm thế nào cho bản thân có lợi nhất, các người đều tính toán đến, nhưng cũng dám đối xử với mẹ tôi như vậy. Hoặc các người trực tiếp đi tìm Diệp Minh Thiên mà từ hôn. Diệp Quân Lâm nhìn bọn họ lạnh lùng nói. Đám người kia nếu nói chuyện dễ dàng, anh cũng liền xé bỏ hôn ước. Nhưng lại dám chỉ trích mẹ anh. Anh sẽ không dễ dàng đồng ý. Hôn ước này không có dễ dàng hủy bỏ như thất anh. Tất cả mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Quân Lâm. Anh đám, Tề Hiểu Đồng quát lên. Cút hết đi, nếu muốn hủy bỏ hôn ước bảo Khương Di Quân tự mình đến. Những người khác không làm gì được đâu, Diệp Quân Lâm tức giận nói. Anh, tôi thấy anh chính là không muốn hủy dù mọi người đều biết rõ hôn ước này đều do Diệp Minh Thiên đồng ý. Cùng với Chị Oánh không có bất kỳ quan hệ nào. Tại vì ý vào bản thân có chút ra thế, mà bọn chúng đổ hết mọi việc lên đầu Chị Oánh không dám cùng Diệp Minh Thanh có bất kỳ quan hệ nào. Tất cả đều do Chị Oánh sai. Nói xong,
Hạ Tuyền Tuyền đưa tờ giấy hôn ước cho Diệp Quân Lâm, bảo anh hủy bỏ hay tại chỗ. Mấy người còn lại còn lấy máy ảnh ra quay quay chụp chụp ghi chép. Chị Oánh thở dài, Quân Lâm, hủy bỏ hôn ước đi con. Chuyện này là do chúng ta mắc nợ con gái nhà người ta. Trả lại cho người ta sự tự do. Đúng, đây mới là thái độ biết điều. Làm chậm trễ thời gian của chị Di Quân lâu như vậy, chúng tôi không trách tôi. Tranh thủ bây giờ, hủy bỏ hôn ước, về sau đừng bám lấy chị Di Quân là được. Tề Hiểu Đồng vẻ mặt cao ngạo. Xé nó đi, anh còn ngơ ngác cài gì. Tranh thủ thời gian xé đi, chúng tôi còn phải về. Nhìn thấy Diệp Quân Lâm không động, mọi người thúc giục nói. Nào ngờ Diệp Hạo Đông lấy tay vò hôn ước thành một cục, sau đó cất vào túi áo. Một màn này khiến cho tất cả mọi người đều ngây người. Anh ta muốn làm cái gì? Diệp Quân Lâm anh, muốn làm cái gì? Hạ Tuyền Tuyền nổi giận nói. Đến Chị Oánh cũng khó hiểu. Nghe cho kỹ, trước tiên tôi sẽ giữ hôn ước này. Từ hôn có thể, hủy bỏ hôn ước cũng được. Làm thế nào cho bản thân có lợi nhất, các người đều tính toán đến, nhưng cũng dám đối xử với mẹ tôi như vậy. Hoặc các người trực tiếp đi tìm Diệp Minh Thiên mà từ hôn. Diệp Quân Lâm nhìn bọn họ lạnh lùng nói. Đám người kia nếu nói chuyện dễ dàng, anh cũng liền xé bỏ hôn ước. Nhưng lại dám chỉ trích mẹ anh. Anh sẽ không dễ dàng đồng ý. Hôn ước này không có dễ dàng hủy bỏ như thất anh. Tất cả mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Quân Lâm. Anh đám. Tề Hiểu Đồng quát lên. Cút hết đi, nếu muốn hủy bỏ hôn ước bảo Khương Di Quân tự mình đến. Những người khác không làm gì được đâu. Diệp Quân Lâm tức giận nói. Anh, tôi thấy anh chính là không muốn hủy bỏ hôn ước, cố ý lấy hôn ước đi. Đã nghĩ đến chị Di Quân sẽ gả cho anh có đúng hay không? Diệp Quân Lâm sắp kết thúc rồi mà còn không biết xấu hổ, anh không xứng với chị Di Quân. Chị ấy là người phụ nữ đẹp nhất kinh thành, là người thuộc dòng họ Khương như hòn ngọc quý. Anh có tư cách gì? Không nói đến vợ anh còn đang mang thai. Nếu còn tư tưởng đến chị Di Quân, anh Long nhất định sẽ tính sổ với anh. Bọn họ tức giận quát. Ha ha, các người càng như vậy, tôi sẽ càng không hủy bỏ hôn ước. Trừ phi Khương Di Quân tự mình đến. Võ Sâm tiễn khách. Diệp Quân Lâm ra lệnh một tiếng. Võ Sâm liền đuổi 5 người ra khỏi tập đoàn Minh Cường. Bỏ hôn ước, cố ý lấy hôn ước đi. Đã nghĩ đến chị Di Quân sẽ gả cho anh có đúng hay không? Diệp Quân Lâm sắp kết thúc rồi mà còn không biết xấu hổ, anh không xứng với chị Di Quân. Chị ấy là người phụ nữ đẹp nhất kinh thành, là người thuộc dòng họ Khương như hòn ngọc quý. Anh có tư cách gì? Không nói đến vợ anh còn đang mang thai. Nếu còn tư tưởng đến chị Di Quân, anh Long nhất định sẽ tính sổ với anh. Bọn họ tức giận quát. Ha ha, các người càng như vậy, tôi sẽ càng không hủy bỏ hôn ước. Trừ phi Khương Di Quân tự mình đến. Võ Sâm tiễn khách. Diệp Quân Lâm ra lệnh một tiếng. Võ Sâm liền đuổi 5 người ra khỏi tập đoàn Minh Cường. 5 người này quả thực tức giận. Nhưng không thể dùng rông cưỡng ép rắn nói lời đạo lý. Tôi nghĩ tên Diệp Quân Lâm này có ý với chị Di Quân, dù không muốn kết hôn, cũng muốn lợi dụng hôn ước để lừa gạt nhà họ Khương. Hạ Tuyền Tuyền phân tích. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Những người còn lại hỏi. Đem chuyện nói cho chị Di Quân cùng nhà họ Khương đi. Để họ tùy ý quyết định. Mọi người đều đồng ý. Đúng lúc này điện thoại của Lữ Thành Hiên vang lên. Là anh Long gọi đến. Anh ấy cũng chú ý đến hôn ước này. Lữ Thành Hiên nhận điện thoại. Anh Long ngoài ý muốn, Diệp Hạo Đông không muốn từ hôn, còn cầm hôn ước đi. Anh ta còn yêu cầu chị Di Quân tự mình đến từ hôn. Lữ Thành Hiên đem mọi chuyện nói hết cho Lăng Thiên Long. Bên kia đầu Lăng Thiên Long như muốn nổ tung. Không được. Các cậu tạm ở lại Giang Bắc vài ngày, tôi sẽ tự mình đến đó để giải quyết việc này. Lăng Thiên Long thanh âm lạnh như băng truyền đến. Mọi người đều vui vẻ đồng ý. 5 người này quả thực tức giận. Nhưng không thể dùng rông cưỡng ép rắn nói lời đạo lý. Tôi nghĩ tên Diệp Quân Lâm này có ý với chị Di Quân, dù không muốn kết hôn, cũng muốn lợi dụng hôn ước để lừa gạt nhà họ Khương. Hạ Tuyền Tuyền phân tích. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Những người còn lại hỏi. Đem chuyện nói cho chị Di Quân cùng nhà họ Khương đi. Để họ tùy ý quyết định. Mọi người đều đồng ý. Đúng lúc này điện thoại của Lữ Thành Hiên vang lên. Là anh Long gọi đến.
anh ấy cũng chú ý đến hôn ước này. Lữ Thành Hiên nhận điện thoại. Anh Long ngoài ý muốn, Diệp Hạo Đông không muốn từ hôn, còn cầm hôn ước đi. Anh ta còn yêu cầu chị Di Quân tự mình đến từ hôn Lữ Thành Hiên đem mọi chuyện nói hết cho Lăng Thiên Long. Bên kia đầu Lăng Thiên Long như muốn nổ tung. Không được. Các cậu tạm ở lại Giang Bắc vài ngày, tôi sẽ tự mình đến đó để giải quyết việc này. Lăng Thiên Long thanh âm lạnh như băng truyền đến. Mọi người đều vui vẻ đồng ý. Người tàn nhẫn thứ hai trong bảng xếp hạng công tử ở thủ đô muốn đích thân đối phó Diệp Quân Lâm. Lần này có trò hay để xem rồi. Nghĩ đến thái độ của Diệp Quân Lâm ban nãy, căn bản là muốn xua đuổi họ. Bọn họ tức muốn nổ phổi, quyết định phải cho Diệp Quân Lâm một bài học. Vừa hay Lăng Thiên Long lại đến tận nơi. Diệp Quân Lâm có ba đầu sáu tay cũng phải ngoan ngoãn mà quỳ. Anh đám không từ bỏ hôn ước ư, thủ đô, trang viên của gia tộc Hoàng gia họ Khương. Cô gái mặc một chiếc váy dài toàn thân trắng tỉnh, trông như tiên nữ xuống hạ giới. Khuôn mặt hình trái xoan đường nét rõ nàng, ngũ quan tinh tế, đẹp đến mức làm người khác hít thở không thông. Đôi mắt hạnh trong như nước mùa thu, tạo cho người đối diện cảm giác mơ hồ. Hơn thế, dáng người cô ta vô cùng thướt tha uyển chuyển, thậm chí còn hơn cả người mẫu. Cô gái này là Khương Di Quân, có danh là mỹ nhân xinh đẹp nhất thủ đô. Là người tình trong mộng của biết bao người đàn ông. Nhưng không ai dám theo đuổi cô ta, dù là yêu mến cũng thầm kín. Trong đó bao gồm Lăng Thiên Long trong bảng xếp hạng công tử, người cũng xuất thân từ hoàng gia. Dù sao thì Khương Di Quân và Diệp Quân Lâm có hôn ước, mà ai ai cũng kinh sợ nhà họ Diệp. Tiểu thư, ông chủ bảo tôi mời cô qua phòng, nói là có chuyện quan trọng người hầu trong nhà đến báo. Khương Di Quân đi thật nhanh đến phòng họp của nhà họ Khương. Ông nội Khương Văn Hán cùng ba cô ta Khương Chiếu không đều đã ở đây. Khương Di Quân rất thông minh. Hỏi ngay, ông nội, ba, việc hủy hôn có vấn đề gì sao? Đúng vậy, Diệp Quân Lâm không đồng ý hủy bỏ hôn sự trừ khi con tự đến tìm hắn tai. Khương Chiếu không thở dài. Khương Di Quân sốt ruột nói, ý của tên đó là sao? Vợ con hắn ta đều có cả rồi, tại sao cứ quấn lấy con không buông? Mấy năm nay hắn ta làm hại con chưa đủ sao? Chẳng lẽ còn muốn hại cả đời con? Nhà họ Khương cũng như vậy. Rõ ràng chuyện hôn nhân này do một tay Diệp Minh Thiên thúc đẩy. Cũng không ai dám nói Diệp Minh Thiên làm sai. Chỉ biết cho rằng Diệp Quân Lâm là kẻ cầm đầu. Cho rằng Diệp Quân Lâm làm hại cô ta. Hại cô ta không thể yêu đương, không thể lập gia đình. Có thể Diệp Quân Lâm chẳng biết chuyện gì. Chúng ta cũng không hiểu mục đích của hắn ta là gì. Trước mắt có thể suy đoán được hai điều. Thứ nhất, hắn ta muốn lấy con, không muốn hôn sự này mất hiệu lực. Thứ hai, hắn ta định lợi dụng hôn ước này để chiếm đoạt một số gia sản nhà ta. Khương Văn Hán sầu não. Lý nào lại như vậy? Trên đời còn có loại đàn ông thế sao? Còn mãi mãi khinh thường người như vậy. Khương Di Quân thở hổn hển tức giận nói. Vậy ông, ba, con phải làm thế nào bây giờ? Khương Di Quân hỏi. Xem ra bây giờ con phải tự đến Giang Bắc một chuyến rồi. Chỉ cần yêu cầu của hắn ta không đến mức quá đáng thì cái nào chấp nhận được nên chấp nhận. Khương Chiếu không căn dặn. Ánh mắt Khương Văn Hán lo lắng, nếu Di Quân đi một mình ba không yên tâm ba đừng lo, con sẽ phái thêm nhân lực để bảo vệ con bé, Di Quân sẽ an toàn thôi. Khương Chiếu không đảm bảo. Không, không phải ba lo lắng cái đó. Ba chỉ sợ đội vệ sĩ Tâm Di cũng không giải quyết được chuyện này. Khương Chiếu không nhíu mày lại thành một chữ xuyên. Vậy cũng không thể để hai chúng ta đi chứ, như thế rất không hợp lý. Ông Hán, chú không, để con đi cùng Di Quân cho sau âm thanh vừa phát ra, một bóng người cao lớn xuất hiện. Khuôn mặt người đàn ông đẹp trai lạnh lùng, phong thái hiên ngang. Anh ta chính là Lăng Thiên Long. Vừa thấy Lăng Thiên Long, đôi mắt Khương Di Quân sáng ngời lên. Trong lòng cô ta luôn rất thích Lăng Thiên Long. Dù sao mọi khía cạnh của anh ta gần như là hoàn hảo. Hơn thế, trong số các thế gia, nhà anh ta xếp thứ hai. Mọi người là bề trên không tiện ra mặt, khó tránh những lời đàm tiếu. Dù sao đây cũng là nhà họ Diệp. Nên hãy để con giải quyết chuyện này. Con cam đoan sẽ khiến hẳn ta giải trừ hôn ước. Sau đó nhà họ Lăng sẽ đến đây thăm hỏi, con muốn lấy Quân Di làm vợ. Lăng Thiên Long hứa trước mặt mọi người. Khương Văn Hán và Khương Chiếu không thỏa mãn nói, tốt quá.
nếu Thiên Long đi việc này ắt sẽ được giải quyết, giả sử Diệp Quân Lâm không đồng ý thì Lăng Thiên Long cũng có thể cưỡng ép anh giải trừ hôn ước. Với Lăng Thiên Long, tất cả mọi người đều vô cùng hài lòng, ngoại trừ là công tử nhà thế gia, đó còn là người đứng thứ hai trong bảng xếp hạng công tử đói không chỉ hoàn toàn xứng đôi với Khương Di Quân, anh ta còn một mực chờ đợi cô ta. Vậy chuyện này giao cho cháu nhé Thiên Long, phiền cháu dẫn Di Quân đi theo xử lý mọi chuyện nhé. Sau đó, Lăng Thiên Long và Khương Di Quân cùng đi về phía Giang Bắc. Tại Giang Bắc, Chi Oánh rất bất mãn với việc Diệp Quân Lâm không hủy bỏ hôn ước. Diệp Quân Lâm làm như vậy chính là tự tạo kẻ thù cho mình. Người ở trong thủ đô kia, ai hợ cũng không thể trêu vào. Người của tập đoàn Minh Cường quá yếu, thực không thể chịu nổi thương tổn. Lý Tử Nhiệm cũng biết chuyện này. Cô nói đùa, giữ lại hôn ước này, có phải vẫn muốn thực hiện cuộc hôn nhân hồi bé không? Chỉ cần em đồng ý, anh không ý kiến gì đâu. Hi hi, anh thật là. Lý Tử Nhiệm hung dữ cấu véo Diệp Quân Lâm. Anh không nhìn nổi cái thái độ khinh người của họ, anh tuyệt đối sẽ không cúi đầu mà hủy bỏ hôn ước đâu. Dù sao cũng không ảnh hưởng gì đến anh, còn anh cũng đã được sinh rồi. Diệp Quân Lâm nói. Vậy anh giải quyết cẩn thận nhé, đừng làm mọi chuyện to lên, Lý Tử Nhiệm bất đắc dĩ đáp. Cô thật sợ Diệp Quân Lâm lại tự gây thù chuốc oán. Dù gì những người này đều đến từ thủ đô. Vào buổi tối, Khương Di Quân và Lăng Thiên Long đã tới Giang Bắc, theo sau họ là 10 vị cao thủ. Cậu Long, chị Di Quân, Diệp Quân Lâm thật quá kiêu ngạo, dám đuổi chúng ta ra ngoài. Mấy người Hạ Tuyền Tuyền khóc lóc nói. Bình thường thôi, nếu không tự cao tự đại có thể lập nên thỏa thuận với nhà họ Diệp sao? Giọng Lăng Thiên Long lạnh lùng. Mặt Khương Di Quân lạnh như băng nói, nghe nói rất nhiều người gọi hẳn là tên điên. Làm ra những hành vi kỳ quặc như vậy cũng phải thôi. Chị Di Quân, nếu hẳn ta không chịu hủy hôn thì phải làm sao? Tề Hiểu Đồng hỏi. Lăng Thiên Long nổi giận, hắn ta dám. Bi nào, lần này chúng ta tới chính vì bắt hắn ta hủy hôn, Diệp Quân Lâm dám nói nửa chữ không? Mắt Lăng Thiên Long văn lên những tia lạnh lẽo. Rất nhanh mọi người đã tới biệt thự của Diệp Quân Lâm, nhưng bị chặn ở bên ngoài. Bọn tôi là người ở thủ đô đến. Tôi là Lăng Thiên Long, mau mở cửa Red. Lăng Thiên Long trực tiếp nói ra thân phận. Nhưng bảo vệ canh gác biệt thự lại cười khẩy nói, mặc kệ cậu đến từ chỗ nào, tới đây thì phải tuân theo quy tắc. Tên bảo vệ kia. Tất cả mọi người đều bị chọc phát điên. Từ trước tới nay, bọn họ ở thủ đô, đi bất cứ chỗ nào chẳng được coi là khách tôn quý. Giờ lại bị mấy tên bảo vệ nhỏ nhoi ngăn cản. Nơi thấp bé chính là nơi thấp bé, ngay cả tên của cậu chủ Long đây cũng chưa được nghe cùa. Mấy người cười cợt nói, vẻ mặt khinh khỉnh. Người thủ đô bọn họ, luôn có cảm giác vượt trội hơn những nơi khác. Họ mới là chính thống dưới chân hoàng đế, còn lại cũng chỉ là dòng phân nhánh mà thôi. Lăng Thiên Long thấy thế, chế nhạo nói, Diệp Quân Lâm lớn lên ở đây, không trách được nhà họ Diệp không để vào mắt. Giờ coi như tôi đã hiểu, đám người kia hoàn toàn là nhắm mắt làm liều, xa rời thực tế. Khương Di Quân đồng ý nói, không phải có câu nói như vậy ư. Người không biết sẽ can đảm, không biết gì thực sự có được tự tin mù quáng, coi trời bằng vung. Thực ra nơi hẳn ta ở vô cùng nhỏ mà thôi, thậm chí còn chẳng phải thủ đô. Các người muốn làm gì? Tới tìm ai? Bảo vệ hỏi. Tôi là Khương Di Quân, đến từ thủ đô. Cứ nói tên của tôi cho hẳn ta, rồi hẳn ta sẽ ra gặp thôi. Một lúc sau bảo vệ đã trở lại. Cậu Diệp bảo cậu ấy đang ăn cơm, không rảnh. Các người chịu khó đợi một lúc đi. Sao cơ, Diệp Quân Lâm khinh người quá đáng. Lăng Thiên Long tức phát điên. Anh ta luôn luôn là người quyết đoán. Không chịu được nhất chính là tình huống như vậy. Dám để cho bọn tôi đợi. Hẳn ta thực sự nghĩ mình là người có máu mặt đấy à? Lý nào lại thế? Nhưng anh ta đường đường là cậu chủ lớn của hoàng tộc trong thủ đô. Lại còn là người đứng thứ hai bảng xếp hạng công tử. Để cho anh ta chờ ư? Sao có thế? Rồi mặt mũi anh ta biết để đâu? Khương Di Quân mặt lạnh băng, cũng rất tức giận. Hay là chúng ta đành đợi chút vậy? Hủy hôn là quan trọng nhất, những thứ khác đều là việc nhỏ. Khương Di Quân tính chờ đợi một lúc. Không sai. Diệp Quân Lâm đúng là đang ăn cơm. Tuy vậy cơm nước vốn đã xong xuôi. Anh đang nói chuyện phiếm cùng mấy người Tây Phương. Chiến thần,
nghe nói người đến là Khương Di Quân và Lăng Thiên Long. Hình như hẳn ta là người đứng thứ hai bảng xếp hạng công tử đó. Tây Phương nhanh nhạy nắm giữ mọi thông tin. Từng hành động của bọn Khương Di Quân đều nằm trong khống chế của anh ta. Nói đến cái này, vẻ mặt Tây Phương chợt thay đổi. Mắt anh ta lóe lên những tia dị thường nhanh như chớp, nhưng vẫn để Diệp Quân Lâm bắt được. Tôi nhớ anh là người thủ đô phải không, Tây Phương? Tây Phương gật đầu. Diệp Quân Lâm nhớ rõ, anh và Tây Phương đều là người kế tục được chọn ra từ trong tù. Dĩ nhiên không phải ai cũng có cơ hội. Ngay như Diệp Quân Lâm cũng bị đổ oan lúc đầu, mới có cơ hội được tuyển chọn. Người phía trên cũng đã cho điều tra kỹ càng, nhưng vì liên quan đến vấn đề bí mật cho nên mới không công bố chuyện bị oan. Do đó Diệp Quân Lâm biết rõ Tây Phương vào tù cũng là oan uổng. Sau khi được tuyển chọn, trải qua một sống hai chết mới có được địa vị như ngày hôm nay. Ban đầu vì sao anh phải vào ngục giam? Diệp Quân Lâm hỏi. Tây Phương do dự cười nói, ngồi thay người khác. Quả nhiên, Tây Phương cũng do oan uổng, nên mới bị vào doanh trại để tuyển chọn. Diệp Quân Lâm tò mò hỏi, có ngại nói chi tiết hơn không? Có thể nói, vừa hay tên Lăng Thiên Long này tới đây lại gợi tôi nhớ một số chuyện cũ. Tất cả mọi người đều nhìn Tây Phương, chờ nghe anh ta kể chuyện. Thực ra xuất thân của tôi không thấp, không có gì ngoài việc trong số 10 thế gia hàng đầu ở thủ đô, nhà họ Tân chúng tôi đứng thứ nhất. Tây Phương vừa dứt lời, mọi người đều hít sâu một hơi. Thì ra Tây Phương còn có xuất thân đến mức này. Tôi là người đứng đầu trẻ tuổi của nhà họ Tân, về phương diện năng lực cũng coi là thông qua. Dựa theo quy tắc thì tôi sẽ là người thừa kế, nhưng em trai tôi, Tân Chiến Thiên, giỏi hơn tôi về mọi mặt nên ông nội trực tiếp để nó làm người thừa kế. Nó mới đúng là hy vọng tương lai nhà họ Tân. Cái này tôi nhường nhịn, vì tôi không bằng nó. Nhưng hẳn mọi người không ngờ rằng, có lần nó phạm phải một sao lâm cực kỳ nghiêm trọng đến cả hoàng tộc cũng không bảo vệ nổi, phải ngồi tù 20 năm. Nhà họ Tần ấy vậy mà đẩy tôi ra làm thế thân, thay nó ngồi tù. Từ trên xuống dưới nhà họ Tân đều đồng ý, cha mẹ tôi cũng chỉ có thể nghe theo. Nhưng đáng hận nhất là, ngay khi vừa đưa tiễn tôi vào tù, Tân Chiến Thiên quay gót lấy vị hôn thê của tôi. Còn dám nói là thay mặt tôi chăm lo chú ý đến vị hôn thê của tôi cả đời. Nói đến đây, trên người Tây Phương đã ngập tràn căm hận. Sau khi nghe Tây Phương kể chuyện, tất cả hô hấp dồn dập, quả nhiên nhà quyền thế đều có thể xảy ra những chuyện không tưởng tượng nổi. Thảm! Quả thảm rồi! Thì ra Tây Phương cũng phải chịu đựng không kém Diệp Quân Lâm. Ít nhất thì Diệp Quân Lâm còn có Lý Tử Nhiệm yên lặng chờ đợi, 6 năm. Nhưng Tây Phương chẳng có gì. Chỉ có sự tuyệt tình của người trong nhà và sự phản bội của vị hôn thê. Không trách được nhiều năm như thế, Tây Phương không muốn nhắc về gia đình. Vậy nên ai cũng nghĩ anh ta là trẻ mồ côi. Tân Chiến Thiên, có phải là Tân Chiến Thiên người đứng đầu bảng xếp hạng công tử? Bắc Phương hỏi. Cô ta nắm rõ trong lòng bàn tay vị trí bảng xếp hạng công tử. Đúng, không sai, Tân Chiến Thiên có năng lực siêu mạnh mẽ, bất kể là phương diện nào. Đúng là danh xứng với thực trong bảng xếp hạng công tử. Nó có vốn liếng như vậy, chính là nguyên nhân từ thấp đến cao nhà họ Tần cật lực bảo vệ nói. Trước kia không gặp được mọi người, tôi cứ nghĩ Tần Chiến Thiên là kẻ trẻ tuổi mạnh nhất. Năng lực của nó khủng bố đến mức làm tôi e ngại. Khi đó dù tôi cố gắng đến đâu đi chăng nữa, cũng chẳng theo kịp bước chân của nó. Tây Phương bất đắc dĩ thở dài. Trọng tâm là, vị hôn thê của tôi ấy thế mà nói, chỉ có người mạnh nhất mới xứng đáng với cô ta, tôi không xứng. Nói cuộc đời của tôi mãi mãi không bằng Tần Chiến Thiên. Tuy vậy nhưng hết lần này đến lần khác, tôi đều không thể phản bác, bởi thật sự Tần Chiến Thiên quá kinh khủng, vượt qua tất cả người trẻ tuổi khác trong thủ đô. Nó khiến người khác không còn chút hy vọng nào. Nói đến đây, Tây Phương đã nổi điên. Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn tên khốn này khiến mọi người phải nén những hoài bão dự định vào trong. Diệp Quân Lâm nhìn theo anh ta hỏi, vậy giờ anh thấy thế nào? Có còn e ngại hắn ta không? Tây Phương đột nhiên nở nụ cười. Trải qua những năm tháng rèn luyện này, dù là tâm trí hay thực lực của anh ta đều đạt đến một trình độ chưa từng có. Tần Chiến Thiên, người từng là ác mộng của anh ta, giờ không còn gây sợ hãi nữa. Thật ra anh ta rất mong chờ có một trận chiến với Tân Chiến Thiên. Cho tất cả người nhà họ Tần, cho cả ả tiện nhân kia thấy được mình mạnh mẽ hơn Tần Chiến Thiên thế nào.
quyết định ban đầu của họ đã sai rồi. Vậy anh có nghĩ đi đến nhà họ Tần không? Có muốn so sức mạnh với Tần Chiến Thiên không? Có muốn chứng minh cho tiện nhân kia thấy quyết định của cô ta là sai lầm? Có muốn làm cho toàn bộ người nhà họ Tần hối hận? Diệp Quân Lâm liên tục hỏi. Sau một hồi do dự, Tây Phương vẫn gật đầu. Đây vốn là mục tiêu, là ước mơ của anh ta. Sao có thể không muốn? Nhưng dù sao vẫn còn công việc ở đây, anh ta chưa thể đi. Chư Ong 1378. Tốt, tôi ủng hộ anh. Anh cũng biết, tôi sắp đi thủ đô rồi. Đến lúc đó chờ anh đến nhà họ Tân khai đao. Chúng ta sẽ khuấy động thủ đô long trời lở đất. Diệp Quân Lâm võ nhẹ vai Tây Phương. Anh cả, có anh đứng đằng sau, em không thấy sợ gì nữa. Trận chiến này không chỉ minh chứng cho em, mà còn là minh chứng cho người Côn Luân chúng ta. Đôi mắt Tây Phương rực lửa. Anh ta đã không chờ được nữa rồi. Diệp Quân Lâm cùng anh em nói chuyện, thời gian trôi qua rất nhanh. Ở cổng khu biệt thự, bọn người Khương Di Quân chờ đến nóng nảy. Nửa giờ không thấy ai. Một giờ không thấy ai. Ba giờ sau cũng không thấy người nào. Nếu không phải Khương Di Quân không ngăn lại, thì Lăng Thiên Long đã sớm tiến vào lật ngược biệt thự lên rồi. Ăn một bữa cơm tốn 3-4 giờ, hắn ta đây là cố ý. Tất cả mọi người đều trong trạng thái tức giận. Di Quân, chờ tí nữa hủy hôn rồi, tôi nhất định tính sổ với Diệp Quân Lâm. Hắn ta không quỳ lại 10 cái, tôi không để yên đâu. Lăng Thiên Long cáu giận quát. Rốt cuộc nửa giờ sau Diệp Quân Lâm mới tới. Thật ngại quá, để các vị đợi lâu rồi. Diệp Quân Lâm cười nói. Thật sự là có lỗi, tôi quên mất mấy người đang chờ tôi. Diệp Quân Lâm vẻ mặt áy náy, phóng khoáng đi đến. Nghe Diệp Quân Lâm nói như vậy, mọi người như thùng thuốc súng phát nổ. Vậy mà anh lại quên, gần 4 giờ rồi đó, bọn họ trợn trừng mắt lên nhìn một lúc lâu. Chủ yếu chính là thân phận của họ. Là công tử, tiểu thư hai nhà hoàng tộc cùng 5 vương tộc lớn ở thủ đô đó. Nhìn thấy Diệp Quân Lâm, trong mắt Lăng Thiên Long bùng cháy lửa giận. Để bọn tao chờ gần 4 giờ, đưa ra lời giải thích hợp lý đi. Lăng Thiên Long gầm lên nói. Vốn anh ta đã không phải người kiên nhẫn, giờ lại phải đợi những 4 giờ, quả là một sự dày vò. Ý nghĩ muốn giết Diệp Quân Lâm cũng có luôn rồi. Khương Di Quân níu Lăng Thiên Long lại, ý bảo anh ta chớ làm bậy. Được thôi, chưa nói chuyện này vội. Mày, hủy hôn ngay lập tức, tao lệnh cho mày, ngay lúc này ngay bây giờ. Lăng Thiên Long ngẩng mặt cao lên nhìn Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm tái mặt nói, con mẹ nó mày là thằng nào? Tao là Lăng Thiên Long. Chưa từng nghe qua, cút sang một bên. Để Khương Di Quân tự mình qua đây. Diệp Quân Lâm không cho Lăng Thiên Long một chút mặt mũi nào. Mọi người, bọn họ cũng choáng váng cả người, nhao nhao nhìn Diệp Quân Lâm. Đây là lần thứ hai Lăng Thiên Long bị ngó lơ. Là người thừa kế hoàng tộc, đứng thứ hai bảng xếp hạng công tử. Đi tới đâu, cũng đều làm mưa làm gió. Tại chốn nhỏ nhoi Giang Bắc này, lại lần nữa bị người ngó lơ. Sao Lăng Thiên Long có thể nhẫn nhịn chuyện này? Tức phát điên, mày muốn chết phải không? Cả người Lăng Thiên Long bùng lên khí tức chết người đè ép Diệp Quân Lâm. Bầu không khí Dương Cung Bạt Kiếm hết sức căng thẳng. Tôi là Khương Di Quân. Khương Di Quân đứng dậy kịp lúc. Cô ta và Diệp Quân Lâm cùng đánh giá lẫn nhau. Tuy nhiên ánh mắt của Diệp Quân Lâm khiến cô ta rất không thoải mái, cảm giác như nó nhìn thấu cô ta vậy. Anh có vợ rồi, lại dám nhìn mình chằm chằm như thế. Anh có ý gì, nhìn chòng chọc tôi như thế rồi bỏ đi. Xin hãy tự trọng. Khương Di Quân chán ghét liếc Diệp Quân Lâm. Ánh mắt đó dường như muốn nói, anh cũng dám lấy tôi. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Trong lòng cô ta nghĩ thầm không hay rồi, hình như anh không định hủy hôn, ngược lại còn muốn lấy mình. Sau khi nhìn thấy mặt cô ta, sợ rằng sẽ không buông tha nữa. Dù sao cha đẻ anh còn vì Long Thanh Tình mà vứt bỏ mẹ con chí oánh. Chắc hẳn Diệp Quân Lâm cũng như thế. Vì cô ta mà từ bỏ vợ con. Diệp Quân Lâm chỉ là muốn xem, đến cùng thì cô gái xinh đẹp nhất thủ đô như thế nào. Ấy vậy mà lại bị hiểu nhầm. Cô gái xinh đẹp nhất thủ đô à? So cái này sao, còn chẳng bằng vợ tôi. Sau khi cẩn thận đánh giá, Diệp Quân Lâm buông lời kết luận. Vốn anh không định nói ra, nhưng thấy thái độ của cô ta nên nói thẳng.
Mặt Khương Di Quân lộ vẻ phẫn nộ. Quả nhiên Diệp Quân Lâm thật đáng căm ghét. Lăng Thiên Long nghe được người con gái mình yêu mến bị Diệp Quân Lâm nói vậy, nổi giận tại chỗ. Xin lỗi, mau xin lỗi Di Quân. Lăng Thiên Long chỉ vào Diệp Quân Lâm quát lên. Diệp Quân Lâm nhíu mày, xin lỗi. Tại sao tao phải xin lỗi? Mày vừa nói Di Quân không bằng vợ của mày, đây là sỉ nhục lớn nhất đối với Di Quân. Mày phải xin lỗi cô ấy. Thái độ Lăng Thiên Long cưỡng ép. Đúng thế, trên đời này có người còn đẹp hơn chị Di Quân. Không thể nào. Anh xin lỗi chị Di Quân ngay đi. Những người khác lần lượt bắt Diệp Quân Lâm xin lỗi. Đó cũng là ý nghĩ của Khương Di Quân. Từ nhỏ cô ta đã được nhà họ Khương nâng trong lòng bàn tay như hòn ngọc quý. Không một người con gái nào có thể sánh bằng cô ta. Vậy mà Diệp Quân Lâm dám nói cô ta không bằng vợ anh. Khương Di Quân không chấp nhận nổi. Đối với cô ta đây chính là sự sỉ nhục. Từ khi trưởng thành, cô ta vẫn luôn ngồi vững ngôi vị đệ nhất mỹ nhân thủ đô. Không ai so sánh được với cô ta. Ngay cả đối với một người phụ nữ mà nói, lấy cô ta với Khương Di Quân so sánh, chính là niềm vinh dự lớn nhất đối với cô ta, có thể so sánh, nhưng không thể nói Khương Di Quân sẽ thua. Diệp Quân Lâm, chuyện trước đây anh bắt buộc phải xin lỗi tôi. Diệp Quân Lâm lạnh lùng nhìn cô ta. Vô lý, quá vô lý. Trước đây tôi chưa từng nghe nói đến loại chuyện này còn phải xin lỗi. Diệp Quân Lâm cười lớn. Lần đầu tiên gặp phải trường hợp như vậy. Lần đầu tiên nghe nói so sánh một chút, còn phải xin lỗi. Diệp Quân Lâm, anh căn bản không hiểu địa vị của chị Di Quân ở thủ đô, ngồi trên danh hiệu đệ nhất mỹ nhân gần 10 năm rồi. Ai dám lấy chị ấy đi so sánh chứ? Anh dám nói chị ấy thua kém vợ anh. Anh như vậy là đang xúc phạm chị Di Quân. Hạ Tuyền Tuyền tức giận nói. Thực ra cô ta nói không sai, ở thủ đô, tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Nhưng trong mắt Diệp Quân Lâm, những người này là một đám thần kinh. Xin lỗi, không thể nào, nếu không có chuyện gì, tôi đi đây. Diệp Quân Lâm quay người bỏ đi. Đứng lại, tao cho mày đi chưa? Lăng Thiên Long gào lên, đứng trước mặt Diệp Quân Lâm. Xin lỗi. Ngay lập tức, tao lệnh mày lập tức xin lỗi. Lăng Thiên Long đang trên đà háo chiến, không thể chịu đựng nổi Diệp Quân Lâm cười, nếu như tao không xin lỗi thì sao? Vậy đừng trách tao tần nhãn. Lăng Thiên Long nằm chặt tay, phát ra tiếng răng rắc. Đứng thứ hai trong danh sách công tử tàn nhãn ở thủ đô. Không chỉ trong lĩnh vực sức mạnh, mà thậm chí còn mạnh hơn ở mặt vũ lực. Lăng Thiên Long học võ từ khi còn nhỏ. Đã dày công tôi luyện từ lâu đã thành thạo võ công, đao thương bất nhập. Súng bắn cũng không làm anh ta bị thương. Nhìn thấy trận chiến sắp bắt đầu, Khương Di Quân nhanh chóng hòa giải, được rồi, khẩu khí này tôi nhịn. Anh không cần phải xin lỗi, nhưng anh phải xé bỏ hôn ước, trả tôi một thân tự do. Nghĩ đến mục đích chính, Lăng Thiên Long cùng đành nhịn. Chỉ cần hôn ước hủy bỏ rồi, đến lúc đó báo thù cũng không muộn. Đúng, mau chóng hủy bỏ hôn ước. Nhưng người khác thúc giục. Các người cũng biết là tới hủy bỏ hôn ước. Vậy các người ở đây nói phí lời nửa ngày làm gì? Diệp Quân Lâm hỏi ngược lại. Cái này. Mọi người có chút ngại ngùng. Khương Di Quân phản ứng nhanh nhất. Vậy cậu mau hủy bỏ hôn ước đi. Sau này chúng ta không có bất cứ quan hệ gì nữa. Hiện tại muốn hủy bỏ hôn ước. E rằng sẽ không đơn giản như vậy. Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói. Nếu như vừa nãy bọn họ nói chuyện đàng hoàng, không phải sẽ xé bỏ hôn ước sao? Cũng không phải chuyện lớn, chỉ là một vấn đề nhỏ. Nhưng với thái độ này, anh làm sao có thể chịu được? Cái gì? Tất cả đều sững sờ, nhìn Diệp Quân Lâm với ánh mắt không thể tin nổi. Đây chính là một tên vô lại, anh thậm chí không muốn hủy bỏ hôn ước. Anh nói cái gì? Chẳng lẽ anh không muốn hủy bỏ hôn ước sao? Khương Di Quân ngày càng tin rằng Diệp Quân Lâm muốn lấy mình rồi. Anh ta muốn bỏ rơi vợ con, từ cái nhìn trước đây đến hành vi hiện tại, nhưng một người như vậy có thể lọt vào mắt của cô ta sao? Thậm chí có thể nói, mắt nhìn người của Khương Di Quân cao hơn cả bầu trời. Giống như ba người đứng đầu trong danh sách công tử ở thủ đô, cô ta thậm chí còn không để trong mắt. Cô ta cảm thấy rằng chỉ có những người con trai của một vài gia đình lớn mới có thể xứng đáng với cô ta, chẳng hạn như Diệp Thần. Một Diệp Quân Lâm đi cùng cô ta. Nói đùa sao? Ha ha ha, quả nhiên, Diệp Quân Lâm chúng tao đã biết trước mày muốn làm gì. Nói đi,
điều kiện để hủy bỏ hôn ước là gì? Đương nhiên lấy Di Quân là không được. Lăng Thiên Long hỏi. Trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ ràng, việc Diệp Quân Lâm không hủy bỏ hôn ước chỉ có hai mục đích, một là muốn kết hôn với Khương Di Quân, hoặc hai là muốn lợi dụng chuyện này để lừa gạt một số lợi ích nào đó. Ừ, tất nhiên là phải có điều kiện rồi. Diệp Quân Lâm cười thản nhiên. Mặt mũi mọi người xung quanh lập tức trở nên vặn vẹo. Quả nhiên là vậy mà. Mấy người các người xin lỗi tôi, xin lỗi mẹ tôi đi, thì tôi mới chấp nhận hủy bỏ hôn ước này. Hơn nữa, mày cũng phải quỳ xuống mà xin lỗi tao nữa. Diệp Quân Lâm chỉ thẳng vào mặt Lăng Thiên Long mà hất cằm nói. Những lời này vừa nói ra khỏi miệng thì đám người Khương Di Quân đều lập tức sững cả người. Không đòi lợi ích gì. Mà chỉ muốn lời xin lỗi thôi sao? Làm sao mà có thể xin lỗi được chứ? Bọn họ chính là tiểu thư, công tử của các gia đình vương tôn hoàng tộc, làm sao có thể hạ mình xin lỗi một tên con hoang thấp hèn như thế được? Đừng nói tới việc bọn họ không sai gì cả, mà cho dù là bọn họ có sai lầm đi chăng nữa thì cũng không bao giờ có chuyện bọn họ xin lỗi đâu. Còn muốn tao quỳ xuống xin lỗi á? Mày đừng có mà nằm mơ giữa ban ngày, tao quỳ xuống xin lỗi cũng được thôi. Nhưng mày có thể nhận được cái quỷ đó sao? Lăng Thiên Long cười gắn từng chữ. Khương Di Quân khẽ hé môi, ra vẻ cao ngạo. Lãnh khốc mà nói, Diệp Quân Lâm, anh muốn gì thì cứ việc nói thẳng, muốn tiền hay bất cứ lợi ích gì khác, chỉ cần anh nói ra thì chúng tôi đều có thể thỏa mãn cho anh. Còn về chuyện xin lỗi thì không có đâu. Chúng tôi đâu có làm sai chuyện gì, tại sao lại phải xin lỗi? Huống chi đối tượng lại còn là anh nữa. Nếu chúng tôi mà xin lỗi anh thì chẳng phải là sẽ bị người khác chê cười sao? Thái độ của Khương Di Quân vô cùng kiên quyết, chắc chắn là không thể có chuyện cô ta xin lỗi được. Vậy cơ đấy, được, được, được thôi, nếu không biết mình sai ở chỗ nào, thì xem ra là không thể xin lỗi được rồi đúng không? Vậy thì cũng đừng hủy bỏ hôn ước nữa. Khi nào nhận ra được mình sai ở chỗ nào thì lại đến tìm tôi nhé. Nói rồi Diệp Quân Lâm lại xoay người đi vào trong biệt thự. Lăng Thiên Long vừa định ngăn anh lại. Rầm rập, thì đã thấy xung quanh xuất hiện hàng loạt bóng người lập tức bao vây bọn họ lại. Dám tới Giang Bắc gây sự, đã hỏi ý kiến bọn tao chưa? Đám người xung quanh ít nhất cũng phải có hơn trăm người. Lăng Thiên Long vừa định nổi giận thì đã bị Khương Di Quân kéo lại. Tốt nhất là giải quyết trong hòa bình đi. Chúng ta về trước. Về rồi bàn bạc kế sách tiếp. Khương Di Quân không muốn chuyện này bị xé to ra, không may mà tới tai được gia tộc họ Diệp ở thủ đô rồi bị bọn họ trách tội thì sao? Chẳng lẽ cứ chịu đựng như vậy sao? Tôi không phục. Lăng Thiên Long bực bội đến nóng cả đầu rồi. Sau khi trở về thì bọn họ lại ngồi lại bàn bạc với nhau. Muốn chúng ta xin lỗi ư, nhưng mấu chốt là chúng ta sai ở chỗ nào cơ chứ? Mọi người đều nhìn nhau. Vẻ mặt mờ mịt không hiểu ra sao. Bình thường bọn họ đã quen thói ương ngạnh, kiêu căng rồi, đối xử với người khác luôn mang theo tư thái trịch thượng hơn người như vậy, nên chưa bao giờ bọn họ cảm thấy được có chỗ nào không ổn cả. Dù sao thì khi những người khác gặp phải bọn họ đều phải khúm na khúm núm, cung kính ân cần, nên cho dù thái độ của bọn họ có cường thế, lăng liệt một chút thì cũng không ai dám ý kiến gì. Mọi người suy nghĩ cả nửa ngày trời cũng không thể nghĩ thông được rốt cuộc là bọn họ đã sai ở chỗ nào. Lúc này, đột nhiên Khương Di Quân lại nói, có phải là Diệp Quân Lâm đang chê thái độ của chúng ta quá cứng rắn, cường ngạnh không? Có phải trước đây các người đã từng ăn nói lỗ mãng với mẹ của hắn ta đúng không? Nhờ sự nhắc nhở của Khương Di Quân mà đám người còn lại mới chợt giật mình nhớ ra. Hóa ra là thế, trước kia bọn em đúng là đã từng nạt nộ mẹ hắn ta thật. Nhưng những gì chúng em nói đều là sự thật thôi, chính mẹ của hắn ta là người đã một ta hủy hoại chị Di Quân mài. Chẳng phải là như thế sao, nếu không phải có mẹ của hắn ta, thì chị Di Quân đã có thể lập gia đình từ lâu rồi. Cho dù bọn họ đã biết, được điều gì đã khiến cho Diệp Quân Lâm tức giận, nhưng bọn họ lại vẫn cảm thấy được mình làm không hề sai. Dùng chuyện còn con ấy mà bắt chúng ta phải xin lỗi sao? Tên nhãi danh này đang cố tình muốn gây khó dễ cho chúng ta phải không? Còn muốn tôi phải quỳ xuống xin lỗi? Không bao giờ có chuyện đói. Lăng Thiên Long mang theo vẻ mặt cao ngạo tuyên bố. Bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Hạ Tuyền Tuyên hoang mang hỏi. Bắt bọn họ phải xin lỗi thì khó chịu chẳng khác nào bắt bọn họ ăn ruồi bỏ cả.
Những kẻ có thân phận cao quý như bọn họ lại phải đi xin lỗi một thằng con hoang vô thừa nhận ư? Chuyện này mà để lộ ra ngoài thì sau này bọn họ làm sao còn có thể sống yên trong giới quý tộc ở thủ đô được nữa chứ? Nghe theo kế hoạch của tôi đi, lát nữa tôi sẽ bắt cóc thằng con hoang kia tới đây, ép nó phải hủy bỏ hôn ước cho băng được. Di Quân, cô cứ yên tâm đi, chuyện này vô cùng đơn giản, không cần phải vì nó mà phiền lòng đến vậy. Lăng Thiên Long cười lạnh, nói. Khương Di Quân lúc này cũng không có cách nào, chỉ đành chấp nhận đề nghị của anh ta. Vào lúc nửa đêm, Lăng Thiên Long đưa toàn bộ những người có thân thủ tốt đến bên ngoài khu biệt thự. Khương Di Quân và những người khác đã đợi bên ngoài. Di Quân à, yên tâm đi, chỉ là chuyện vặt vãnh thôi. Một cái Giang Bắc nhỏ bé, anh cũng không cần quan tâm đến bất cứ kẻ nào. Sau khi Lăng Thiên Long nói xong, khi hắn ta định đưa người của mình đến bắt Diệp Quân Lâm, điện thoại đã reo lên. Sau khi Lăng Thiên Long trả lời điện thoại xong, Diệp Thần đã gọi tới. Xin chào, cậu chủ Diệp Thần. Thật làm cho người khác không thể tin được, Lăng Thiên Long giống như đã biến thành một người khác, cúi đầu nghe điện thoại, trên mặt lộ ra vẻ nịnh nọt. Cho dù gia tộc của hắn ta có mạnh đến đâu thì trước mắt nhà họ Diệp đều chỉ là con sâu cái kiến. Tôi nghe nói cậu định đối phó với Diệp Quân Lâm. Diệp Thần lạnh giọng nói. Tối. Lăng Thiên Long do dự một chút, nhưng vẫn thừa nhận. Tôi biết cậu thích Khương Di Quân, và cũng vì Khương Di Quân mà hủy bỏ hôn ước. Nhưng mà mọi chuyện đều phải giải quyết trong hòa bình, có hiểu không? Diệp Quân Lâm cho dù là một đứa con hoang, thì vẫn có liên hệ với nhà họ Diệp của tôi. Cậu làm ra nhiều chuyện như vậy, chính là đánh vào trên mặt của nhà họ Diệp, có hiểu hay không? Diệp Thần nói lời cảnh cáo. Lúc này Lăng Thiên Long đã toát một thân mồ hôi lạnh. Cũng may là hắn đã làm chậm một bước. Nếu không, bây giờ đã xảy ra chuyện lớn rồi. Trước đây hắn cũng không để ý lắm tới vấn đề này. Diệp Quân Lâm thì sao chứ? Nhưng vì vụ cá cược toàn cầu kia, tất cả mọi người đều đã biết mối quan hệ của Diệp Quân Lâm và Diệp Minh Thiên. Nếu hắn làm ra chuyện gì đó lộn xộn, thật sự là sẽ mạo phạm tới nhà họ Diệp. Một hành động đơn giản như vậy, nói không chừng có thể hủy diệt cả nhà họ Lăng. Tôi đã hiểu rồi, cậu chủ Diệp Thần. Lăng Thiên Long hít một hơi thật sâu. Có chuyện gì xảy ra vậy? Mọi người nghi ngờ nhìn Lăng Thiên Long, sắc mặt hắn tái nhợt. Diệp Quân Lâm này không thể đụng tới. Cần phải tìm cách khác để giải quyết. Lăng Thiên Long nói với mọi người về lời cảnh cáo của Diệp Thần. Như vậy thì phải làm sao đây? Không lẽ đi xin tha lỗi sao? Tất cả mọi người đều cảm thấy bất lực. Ngày hôm sau, Diệp Quân Lâm như thường lệ chăm sóc cho Lý Tử Nhiệm. Đối với vấn đề kia, anh gần như đã quên mất. Dù sao thì chỉ là một đám người tầm thường không có liên quan gì, không đáng để anh phải quan tâm. Lúc này, đám người Khương Di Quân đã đến tìm anh một lần nữa. Thế nào, nhận ra sai lầm rồi sao? Diệp Quân Lâm hỏi. Lần này thái độ của Khương Di Quân đã mềm mỏng không ít, cô gật đầu nói, đúng vậy, chúng tôi đã biết sêu. Cậu Quân Lâm, ngay tại đây, tôi thành thật xin lỗi anh và mẹ anh. Lúc trước, thái độ của chúng tôi không tốt, xin anh tha thứ cho chúng tôi. Để có thể hủy bỏ hôn ước, lấy lại sự tự do, Khương Di Quân bắt buộc phải cúi đầu. Phải nhịn, coi như là ăn chúng một con ruồi. Những người khác cũng không tình nguyện mà lên tiếng xin lỗi. Xin lỗi Diệp Quân Lâm là điều quá xấu hổ đối với bọn họ. Để hủy bỏ hôn ước của Khương Di Quân, bọn họ đành phải liều mình thôi. Ngay cả Lăng Thiên Long cũng nhỏ tiếng nói, thật sự xin lỗi, lúc trước thái độ của tôi có phần không tốt. Nói cái gì cơ, giọng của cậu quá nhỏ rồi. Diệp Quân Lâm tiến lại gần nói. Thành thật xin lỗi. Lăng Thiên Long đầu tiên là sửng sốt. Sau đó cao giọng nói. Diệp Quân Lâm cười nói, có vẻ như các người đã thật sự đã nhận thức được sai lầm của mình. Khương Di Quân vẻ mặt hài lòng, lập tức hỏi, nói như vậy là anh đã đồng ý hủy bỏ hôn ước. Đương nhiên có thể hủy bỏ hôn ước, nhưng lời xin lỗi của các người vẫn còn chưa đủ. Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói. Cái gì, anh định trở mặt hay sao? Chúng tôi đều xin lỗi anh rồi. Khương Di Quân gấp gáp nói. Ánh mắt của Diệp Quân Lâm rơi vào trên người của Lăng Thiên Long, tôi đã nói là cậu ta phải quỳ xuống xin lỗi chưa? Anh! Lăng Thiên Long tức giận muốn bùng nổ. Vốn dĩ xin lỗi đứa con hoang này đã là điều nhục nhã nhất trong cuộc đời hắn.
còn muốn hẳn quỳ xuống xin lỗi Diệp Quân Lâm. Đây là điều không thể nào. Nếu cậu ta quỳ xuống xin lỗi, tôi lập tức bỏ hôn ước. Nghe thấy câu trả lời vô cùng khẳng định của Diệp Quân Lâm, ánh mắt của Khương Di Quân và những người khác đồng loạt nhìn về phía Lăng Thiên Long. Không, không, không. Tôi làm sao có thể quỳ xuống trước mặt anh ta chứ? Di Quân, điều này là không thể nào. Lăng Thiên Long lại nhìn về phía Diệp Quân Lâm, tên kia, anh hãy thay một điều kiện khác đi, tôi đồng ý với cậu. Không, tôi chỉ muốn cậu quỳ xuống xin lỗi. Diệp Quân Lâm thái độ vô cùng cứng rắn nói. Lăng Thiên Long thực sự muốn giết Diệp Quân Lâm ngay tại chỗ. Nhưng nghĩ đến lời nhắc nhở của Diệp Thần, hắn vẫn phải nhịn xuống. Anh Thiên Long, xin anh hãy giúp em lần này. Em thật sự không muốn cái hôn ước này một lần nữa trói buộc em đâu. Khương Di Quân cầu xin. Lăng Thiên Long do dự khoảng 5 phút, rồi mới hít một hơi thật sâu, gật đầu đồng ý. Được, anh giúp em. Lăng Thiên Long quỳ xuống trước mặt Diệp Quân Lâm, lớn tiếng nói, anh Lâm Lâm, tôi sai Lâm rồi. Tôi thành thật xin lỗi anh, xin anh hãy tha thứ cho chúng tôi. Một cái quỳ này, cũng có nghĩa là nhân phẩm của Lăng Thiên Long, hoàn toàn đã bị đạp xuống. Nó tương đương với việc Diệp Quân Lâm dùng một chân dăm lên mặt hắn. Nhưng vì người phụ nữ mà hắn yêu, hắn phải chịu đựng. Ừ, cũng không tới nỗi nào. Nói xong, Diệp Quân Lâm lấy tờ hôn ước ra và xé nó trước mặt Khương Di Quân. Khương Di Quân, cô nghe cho kỹ. Từ nay về sau, một chút hôn ước giữa chúng ta đã hủy bỏ. Tôi và cô cũng không có bất kỳ liên quan gì đến nhau nữa. Mong cô cũng đừng đến quấy rối tôi nữa. Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói. Hả? Điều này làm cho Khương Di Quân sửng sốt. Đây không phải là điều mà cô nên nói hay sao? Sao lại thành Diệp Quân Lâm nói rồi? Yên tâm đi, tôi sẽ không quấy rầy anh đây. Bởi vì anh không có đủ tư cách. Khương Di Quân cao ngạo nói. Đúng vậy, tôi nghĩ đây là hôn ước có chênh lệch lớn nhất trong lịch sử, không có có cái thứ hai. Cậu cùng chị Di Quân, giống như cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga. Mấy người Hạ Tuyền Tuyền hét lên. Khương Di Quân chế nhạo, Diệp Quân Lâm, anh nói tôi thua kém vợ anh, nhưng tôi muốn xem, tôi rốt cuộc thua kém ở chỗ nào. Không phải nói ngoa, nhưng nhiều năm như vậy, tôi chưa từng thấy người phụ nữ nào ưu tú hơn tôi. Khi nấy, cô còn có chút cố kỵ cái tờ hôn ước kia, bây giờ hôn ước đã bị xé ra, cô có gì mà không dám nói chứ? Ừ, không sai, đừng nói bây giờ tôi đã kết hôn. Ngay cả trước khi tôi kết hôn, nếu giữ hai người là cô và Từ Nhiệm, tôi vẫn sẽ chọn Lên Nguyên. Bởi vì cô ấy tốt hơn cô nhiều. Diệp Quân Lâm nói. Lời này vừa dứt. Tất cả mọi người đều im lặng trong vài giây. Khương Di Quân nhìn bằng vẻ mặt vô cùng khó tin. Trong lòng của Diệp Quân Lâm, người đẹp hạng nhất như cô thật sự thua kém vợ anh. Đó là lý do tại sao anh sẵn sàng hủy bỏ hôn ước. Khương Di Quân lạnh lùng hỏi. Ừ, không sao. Anh sẽ phải hối hận, đợi tới khi anh đến thủ đô, anh sẽ biết, anh đã làm ra một quyết định sai lầm đến như thế nào. Anh sẽ phải hối hận khi chọn cô ta chứ không phải tôi. Khương Di Quân giống lên. Lần này khi đến Giang Bắc, cô ra ngoài cũng không trang điểm, đầu tóc bù xù, quần áo ó cũng đơn giản, căn bản không có ăn diện. Rất khiêm tốn. Chính là để ngăn Diệp Quân Lâm có bất kỳ suy nghĩ nào đối với cô. Cô nào biết lại có kết quả như vậy. Nhưng dù sao bây giờ sau khi Diệp Quân Lâm hủy bỏ hôn ước, trong lòng cô lại cảm thấy mất cân bằng. Cô thậm chí còn muốn Diệp Quân Lâm phải chọn cô. Sau tất cả, cô không thể thua Đoàn Lên Nguyên. Ngày anh đến thủ đô, tôi sẽ lấy bộ dáng đẹp nhất của mình để xuất hiện, khi đó anh sẽ biết thế nào mới là điều kỳ diệu. Anh sẽ vì những gì mình nói hôm nay mà hối hận. Khương Di Quân đã tính toán tốt rồi. Lần sau, cô sẽ chuẩn bị thật xinh đẹp, đứng trước mặt Diệp Quân Lâm, khiến anh ta hối hận. Di Quân, không cần đâu, anh hiện tại sẽ khiến hắn hối hận. Lăng Thiên Long không thể chịu đựng được nữa. Hắn nhìn Diệp Quân Lâm với vẻ mặt đầy sát khí. Hẳn đã không còn có thể quan tâm đến những thứ khác nữa rồi. Hẳn có thể tự mình chịu nhục, thậm chí quỳ xuống trước mặt Diệp Quân Lâm. Nhưng không thể tha thứ cho việc Khương Di Quân bị ghét bỏ. Toàn thân hẳn tràn đầy hào quang sấm sét, từng bước áp sát về phía Diệp Quân Lâm. Nghĩ đến mọi chuyện trước đây, hắn hận không thể không giết Diệp Quân Lâm. Anh Thiên Long,
Khương Di Quân và những người khác muốn ngăn hắn lại, nhưng đã quá muộn. Bốp! Chỉ nghe thấy tiếng một cái tát rõ ràng vào mặt. Mọi người đều chết lặng. Ngay cả Lăng Thiên Long cũng chết lặng. Bởi vì người bị đánh là Lăng Thiên Long. Đây là điều không ai nghĩ tới. Ngay cả Lăng Thiên Long cũng không kịp phản ứng lại. Cậu dám đánh tôi? Lăng Thiên Long khóe miệng run run nhìn thẳng vào Diệp Quân Lâm. Bốp, bốp, bốp. Diệp Quân Lâm giống như tên đã cung, trái rồi lại phải, tát liên tiếp vào mặt Lăng Thiên Long vài cái. Mọi người đều nhìn tới phát ngốc rồi. Thật sự là dám đánh. Chẳng mấy chốc, khuôn mặt của Lăng Thiên Long đã sưng lên như đầu heo, thậm chí còn có một vết máu tràn ra nơi khóe miệng. Hắn đứng trước mặt Diệp Quân Lâm, mở mồm thở hồng hộc. Một cơn giận dữ trào ra từ thân thể hắn. Tao sẽ giết mày. Lăng Thiên Long giống như bị điên, điên cuồng muốn giết chết Diệp Quân Lâm. Không được. Mấy người Khương Di Quân nhanh chóng bước tới và giữ chặt lấy Lăng Thiên Long. Nếu cứ thế này giết chết Diệp Quân Lâm, vậy thì nhà họ Diệp nhất định sẽ trách tội bọn họ. Đến lúc đó ai cũng không thể gánh nổi. Lời thuyết phục của một số người đã dội một gáo nước lạnh vào Lăng Thiên Long, khiến hắn ta tỉnh táo trở lại. Nghĩ đến lời cảnh cáo của Diệp Thần, hắn chỉ có thể chịu đựng. Mày đợi đó cho tao, sớm muộn cũng sẽ có một ngày mày chết trong tay của tao. Lăng Thiên Long để lại một câu và quay người rời đi. Khương Di Quân nhìn Diệp Quân Lâm với vẻ mặt phức tạp. Theo lý mà nói, sau khi xé bỏ hôn ước, cô không còn liên quan gì đến Diệp Quân Lâm hết. Nhưng trong lòng cô cảm thấy không phục. Cô thề, sẽ để Diệp Quân Lâm nhìn thấy vẻ mặt đẹp nhất của cô, khiến anh phải hối hận. Sau khi đám người rời đi, Tây Phương đi ra. Ông chủ, lễ ra vừa rồi nên để tôi làm mới đúng. Tôi muốn đánh đám cậu chủ đến từ thủ đô kia, từ đầu đến chân. Để nhà họ Tần biết cái gì gọi hối hận. Tây Phương hiển nhiên không phục. Đừng lo lắng, khi đó cơ hội của cậu sẽ không thể thiếu. Diệp Quân Lâm mỉm cười. Đám người Khương Di Quân rất nhanh đã trở về thủ đô. Và chuyện cô xé bỏ hôn ước với Diệp Quân Lâm rất nhanh chóng được lan truyền. Nó thậm chí còn lọt vào tai của Diệp Minh Thiên. Cứ như vậy đã cùng người ta hủy bỏ hôn ước, thật sự là tên vô dụng. Diệp Minh Thiên tôi làm sao có thể có một đứa con như vậy? Diệp Minh Thiên vô cùng tức giận. Ông cảm thấy bởi vì Diệp Quân Lâm không có năng lực, nên mới bị người ta hủy hôn ước. Quả thật quá mất mặt rồi. Cho dù nó là một đứa con hoang, nhưng hắn cũng đại biểu cho mặt mũi nhà họ Diệp chúng ta. Lần này hủy bỏ hôn ước, sẽ làm cho chúng ta trở thành trò cười ở thủ đô. Những người khác đều rất không hài lòng. Long Thanh Tình nói, quả thực là như vậy. Cho dù chúng ta không nói ra, người khác cũng coi như hẳn có liên quan đến nhà họ Diệp của chúng ta. Chẳng hạn như khuôn mặt của Lăng Thiên Long bị cái đứa con hoang đó tát cho tới sưng lên, nhưng hắn ta không dám đánh trả, chỉ có thể chịu đựng. Diệp Minh Thiên nghe vậy lập tức nói, như vậy cũng không được, sao có thể để cho một đứa con hoang như nó lấy danh nghĩa của nhà họ Diệp để làm mấy chuyện như vậy. Cứ tiếp tục như vậy, không ai dám làm gì ha, còn hẳn thì cứ tự làm theo ý mình sao? Diệp Thần cãi lại, nhưng mà ba, hắn rốt cuộc cũng có liên hệ với nhà họ Diệp chúng ta, lớn hơn nữa chính là thể diện của nhà họ Diệp. Diệp Thần chủ trương rằng không ai khác có thể động đến Diệp Quân Lâm, vì vậy hắn mới gọi cho Lăng Thiên Long để cảnh cáo. Ai nói hẳn ta có liên quan đến mặt mũi của nhà họ Diệp? Cho tới một năm sau, hẳn thách đấu thành công mới tính. Hiện tại, hắn không liên quan gì đến nhà họ Diệp. Diệp Minh Thiện phân phó cho Diệp Thần, con trai, lấy danh nghĩa của ba công bố tin tức, Diệp Lâm Quân và nhà họ Diệp ở thủ đô không có bất cứ quan hệ gì. Dù nó có gây ra bất cứ chuyện gì cũng do nó tự chịu trách nhiệm, sống hay chết cũng không liên quan đến nhà họ Diệp. Ý của Diệp Minh Thiện rất đơn giản, công bố với bên ngoài Diệp Lâm Quân không có quan hệ gì với nhà họ Diệp, dù cho anh có bị đánh chết cũng không quan tâm. Diệp Minh Thiện cười khẩy nói, Diệp Lâm Quân ơi là Diệp Lâm Quân. Thiết nghĩ cậu cũng chẳng chống đỡ nổi đến thời hạn ước hẹn một năm. Đúng thế, tên nhãi danh này không phải đã chọc giận đến Lăng Thiên Long sao? Còn chưa đi tới thủ đô, thế mà gây thù chuốc oán khắp nơi. Nó có thể tới được thủ đô không là một vấn đề, chứ đừng nói tới việc khiêu chiến nhà họ Diệp. Nhà họ Diệp nhiều thiên tài như vậy, một tên như Diệp Lâm Quân có đáng là bao? Tất cả người nhà họ Diệp đều không để Diệp Lâm Quân trong mắt.
thật sự thì cả nhà họ Diệp và các thế lực gia tộc liên quan khác còn rất rất nhiều thiên tài. Lúc này, quản gia cao nhất của nhà họ Diệp, Dương Vạn cầm lấy một tờ danh sách tiến đến trước mặt Diệp Minh Thiên cười to. Ông chủ, nhà họ Diệp lại có thêm chuyện tốt rồi. Tổng số 50 người có tên trong đơn được tham gia trại huấn luyện binh lính Tiềm Long ở biên giới phía Nam, nhà họ Diệp chúng ta có 6 người tham gia, gia tộc phụ thuộc nhà họ Diệp có 13 người tham gia. Hơn nữa 6 người nhà họ Diệp đều là top 10 hạt giống tuyển thủ. Đều là binh sĩ tương lai đó. Hơn nữa lần này nghe nói doanh trại tập huấn binh sĩ Tiềm Long sẽ tiến cử vài hạt giống với quân đoàn Côn Luân. Nhà họ Diệp có cơ hội rất lớn. Diệp Minh Thiên nhận lấy danh sách, vẻ mặt mừng rỡ. Trước mắt ông ta là những người cầm lái cả nhà họ Diệp. Thế hệ trẻ nhà họ Diệp càng mạnh, lại càng thể hiện tương lai của nhà họ Diệp. Tốt, thật sự là quá tốt. Chờ một thời gian nữa, bảng quân đạo Văn Lang lại tăng thêm mấy người họ Diệp. Diệp Minh Thiên cười to nói. Nếu Diệp Lâm Quân cậu có bản lĩnh lên tới bảng quân đạo này, chẳng phải người nhà họ Diệp chỉ trong vài phút thừa nhận thân phận của cậu. Những người khác lạnh lùng nói. Bảng quân đạo Văn Lang coi như xong, nếu nó có tư cách tham gia doanh trại tập huấn binh sĩ Tiềm Long, coi như là hạt giống tốt. Diệp Minh Thiên chào phúng nói. Sau khi Diệp Minh Thiện công bố tin tức về Diệp Lâm Quân, toàn thủ đô xôn xao. Lúc trước đám người Lăng Thiên Long một lần nữa ẩn nhẫn, chính vì lo nếu ra tay với Diệp Lâm Quân sẽ bị nhà họ Diệp trách tội. Hôm nay tin tức phát ra, tức là đã không còn chuyện gì phải băn khoăn nữa. Nhất là Lăng Thiên Long, người vui sướng nhất khi nghe tin này. Việc anh ta bị Diệp Lâm Quân chèn ép đến cả thủ đô đều biết, khiến cho anh ta không còn chút mặt mũi nào. Bây giờ chỉ có giết anh mới là sảng khoái. Bọn họ lại tiến về Giang Bắc, chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian. Không có mấy loài sinh vật bò sát này quấy rối, cuộc sống của Diệp Lâm Quân trở nên yên tĩnh. Mỗi ngày đều nghe theo đoàn Lê Nguyên, bắt đầu cuộc sống chăm sóc cho cô. Tập đoàn của anh toàn quyền giao cho Phùng Ngọc Hân xử lý. Điều này khiến mọi người vô cùng sốt ruột. Tập đoàn Minh Cường hoàn toàn bị áp chế, căn bản không có không gian phát triển. Sao Diệp Lâm Quân có thể không nóng nảy cho được? Anh quên cuộc đánh cược ư? Một năm sau anh tính lấy cái gì đi khiêu chiến nhà họ Diệp đây? Chẳng lẽ quỳ xuống để chiếm lấy Thương Hải ư? Trong thời gian này, bụng dưới của đoàn Lê Nguyên đã hơi hơi gồ lên. Cô không muốn tức giận sẽ ảnh hưởng đến thai nhi, nên đành mắt nhắm mắt mở cho qua. Hôm nay, Diệp Lâm Quân nhận được điện thoại từ Tổng Chỉ huy biên giới phía Nam, Tiêu Tuyệt Trần. Chiến thần, biên giới phía Nam sẽ tổ chức một trại tập trung binh sĩ Tiềm Long, chuẩn bị tiến cử vài hạt giống tốt lên quân đoàn Côn Luân. Nếu cậu có thời gian, có thể đích thân đến lựa chọn không? Đi đi, đến lúc đó rồi mọi người sẽ biết. Diệp Quân Lâm nói, nếu người có thể chỉ điểm một phen, vậy thì tốt quá. Tiêu Tuyệt Trần khẩn cầu nói, được. Theo ý ông Trần đây đi. Nghe thấy Diệp Quân Lâm gật đầu đáp ứng, vẻ mặt Tiêu Tuyệt Trần vô cùng hưng phấn. E là đây là lần danh giá nhất trong lịch sử trại huấn luyện mà tôi bí mật sắp xếp từ trước đến nay, chiến thần Côn Luân tự tay chỉ dạy người khác. Không được, việc này tạm thời tôi không truyền ra ngoài, đến lúc đó sẽ cho đám nhóc đó một chút bất ngờ. Giờ phút này, nhà họ Diệp trong thủ đô mới có một chiếc xe rời đi. Ngồi trên xe chính là 6 gã học trò dòng chính nhà họ Diệp mà Diệp thân đã tặng cho bọn họ trước đó. Bọn họ là 6 người được nhà họ Diệp tuyển chọn để tham gia trại huấn luyện bí mật. Những người này là hy vọng của Diệp Minh Thiên và nhà họ Diệp. Vẻ mặt 6 người đệ tử trẻ tuổi nhà họ Diệp đều kiêu ngạo bất khuất, trong xương lộ ra khí chất bướng bỉnh. Dù sao cũng là con cháu của gia tộc đứng đầu Lạc Việt. Đứng đầu chính là Diệp chính, anh ta cất giọng nói lạnh lùng. Lúc này đi trại tập huấn, chúng ta đại biểu cho mặt mũi của nhà họ Diệp. Không cần quan tâm chuyện khác, 6 người chúng ta phải được vào hết. Cơ hội được chọn đi quân đoàn sắt của Côn Luân, chúng ta phải có được toàn bộ. Hiểu không? Đã hiểu rõ. Những người khác đều hô. Trời sinh trên người bọn họ luôn có cảm giác ưu tú xuất sắc hơn người khác. Không bao giờ cho phép bọn họ yếu kém hơn người khác. Giấc mơ của tôi vĩnh viễn là gia nhập quân đoàn sắt Côn Luân, đi theo chiến thần Côn Luân. Nếu những lời này trở thành sự thật, đối với gia tộc và tôi chính là chuyện vô cùng vinh quang. Người còn lại là vẻ mặt Diệp không mơ màng. Diệp chính điểm gật đầu, ừ, đúng vậy,
đi theo chiến thần Côn Luân vô cùng vinh quang. Anh ta mới là thần tượng của giới trẻ hiện giờ, ngay cả anh Diệp Thần cũng không ngoại lệ. Cũng không hẳn vậy đâu, anh Diệp Thần vẫn xem chiến thần Côn Luân là mục tiêu lớn lao, một mực theo đuổi. Mấy người trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy hưng phấn tiến tới. Lúc này, Diệp Triệu chuyển đề tài nói chuyện, chúng ta đi về phía nam bao gồm khu vực Giang Bắc, tôi thật muốn tận mắt chứng kiến tên Diệp Quân Lâm này. Ha ha ha, chúng ta cũng có chút tò mò, khi rảnh rỗi có muốn dạy cho tên Diệp Quân Lâm kia một bài học không? Vẻ mặt Diệp Không vô cùng chờ mong đi gây sự. Được thôi, nếu có thời gian chúng ta hãy dạy cho anh ta một bài học đi. Tên đó quá kiêu ngạo rồi, ngay cả anh Diệp Thần cũng phớt lời. Ba người khác cũng đồng loạt gật đầu. Chiến khu phía nam ở sâu trong núi rừng sâu thẳm, 50 danh đội viên đến từ các nơi ở Lạc Việt toàn bộ đã tập hợp xong. Đây đều là một đám nhóc con kiêu ngạo bướng bỉnh. Bọn họ đến từ các đại chiến khu của Lạc Việt, đều là thiên tài trong thiên tài, mỗi người đều là có bảo vật phòng thân riêng của mình. Thực lực và các phương diện khác đều đứng đầu, không hề thua kém một yêu bọn chúng là những người vô cùng tùy tiện. Chưa bao giờ quan tâm đến bất kỳ ai. Đương nhiên bọn họ có tư cách này. Sự thật là, ngay cả huấn luyện viên của trại tập huấn này, bọn họ cũng không để ý đến đâu. Có huấn luyện viên cũng được, nhưng mà ít nhất phải khiến bọn họ bội phục, có tài năng, không phải bình giống kêu to. Bởi vì chuyện đặc biệt của quân đội này, Tiêu Tuyệt Trần tự mình đi vào giữa sân thông báo với bọn họ. Các người là quân đội bí mật, cũng là hy vọng của tương lai. Kế tiếp sẽ có người tập huấn các người. Tiêu Tuyệt Trần cười nói. Diệp Chính đặt ra vấn đề mà mọi người thắc mắc, xin hỏi thủ trưởng Trần, huấn luyện viên là một trong tứ đại Diêm Vương phía Nam không? Chiến khu phía Nam có tứ đại Diêm Vương, tiếng xấu vang dội, danh tiếng hiển hách, trong ngoài đều biết. Bọn Diệp Chính còn loay hoay muốn đoán là huấn luyện viên chính là ai? Có thể là một trong tứ đại, Diêm Vương chăng? Không phải. Tiêu Tuyệt Trần lắc đầu. Chẳng lẽ là bát đại chiến tôn ở phía Nam? Diệp Chính lại đoán thêm vài người. Cũng không phải, được rồi, chờ huấn luyện viên tới, các người sẽ biết. Những điều đó càng làm mọi người tò mò hơn. Không những thế, còn có một điều nữa. Bọn họ không muốn một người không quen biết, không có danh tiếng trở thành huấn luyện viên của bọn họ. Ít nhất phải đủ để thuyết phục được bọn họ Diệp Chính và những người khác đồng loạt chế nhạo, các anh em, dù sao thì bọn họ cũng không phải là những huấn luyện viên mạnh nhất của khu vực phía Nam, tôi nghĩ rằng trại huấn luyện này không có chút thú vị gì hết. Lý Lang đến từ vùng phía Tây Bắc cũng chế nhạo, còn không phải sao. Tôi đây là vì bốn chiến tướng mà đến, nếu không phải bọn họ, trại huấn luyện này còn có ý nghĩa gì chứ? Nói không chừng, huấn luyện viên còn không mạnh mẽ bằng tôi. Đúng vậy, đến tham gia trại huấn luyện này có ai là người yếu chứ? Không phải cứ tùy ý chọn một người cũng có thể làm huấn luyện viên. Đợi ngày mai khi huấn luyện viên đến, chúng ta chuẩn bị cho người đó một phần quà gặp mặt có được không? Nếu huấn luyện viên không đạt yêu cầu, thì cho hắn cút trở về. Diệp Chính lên tiếng đề nghị. Lý Lang lập tức đồng ý, được, đây là một ý kiến hay. Cần cho hẳn ta một đòn đánh phủ đầu. Chúng ta dùng cách này để kháng nghị lại, để khu vực phía Nam phải tìm cho chúng ta một huấn luyện viên tốt nhất. 50 người nhanh chóng đạt được một ý kiến thống nhất. Ngày thứ hai, Tiêu Tuyệt Trần đã đích thân mời Diệp Quân Lâm đến. Chị dâu, có thể mượn ông chủ một ngày được không ạ? Tiêu Tuyệt Trần mỉm cười nói. Lý Tử Nhiệm gật đầu, đương nhiên có thể, có điều là anh lại đây, tôi có chuyện muốn nói với anh. Tiêu Tuyệt Trần tò mò đi theo Lý Tử Nhiệm. Tuyệt Trần, anh có phải là anh em tốt của Quân Lâm hay không? Lý Tử Nhiệm hỏi. Chị dâu, tôi với ông chủ chính là quan hệ anh em sống chết có nhau. Tiêu Tuyệt Trần kích động nói. Không chỉ có anh ta, còn có tổng tư lệnh của 9 đại chiến khu và 4 chiến tướng đều có tình anh em sống chết có nhau với Diệp Quân Lâm. Họ đều được Diệp Quân Lâm cứu từ trong biển máu đầy xác chết ra. Vậy anh Euro ó muốn anh ấy xảy ra chuyện hay không? Tiêu Tuyệt Trần nói ngay, đương nhiên là không muốn rồi. Ông chủ tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Anh hẳn cũng biết về cuộc hẹn một năm sau của anh ấy với nhà họ Diệp rồi đúng không? Nhà họ Diệp đưa ra 4 tiêu chuẩn. Hiện tại Quân Lâm có hy vọng nhất cũng chỉ ở mảng kinh doanh mà thôi. Nhưng anh ấy lại không biết nặng nhẹ, không chịu cố gắng. Đây căn bản không tính là cái gì hết. Chị dâu muốn anh đi khuyên Quân Lâm, khiến anh ấy coi trọng chuyện này hơn,
ít nhất cũng phải nỗ lực hơn. Lý Tử Nhiệm dùng ngữ khí rất nghiêm trọng để nói. Chuyện này à, thật ra đối với ông chủ không tính là gì cả. Tiêu Tuyệt Trần giật mình, anh ta còn tưởng là chuyện gì chứ? Thì ra chỉ là chuyện khiêu chiến với nhà họ Diệp. Chưa nói đến Diệp Quân Lâm, thậm chí ngay cả anh ta cũng có thể dễ dàng hoàn thành được nó. Hả, không tính là gì cả ư? Lý Tử Nhiệm sững sờ. Tại sao anh em của Diệp Quân Lâm và anh lại có cùng một loại tính cách như vậy chứ? Hoàn toàn không coi trọng việc đó tí nào. Tuyệt Trần, anh không biết nhà họ Diệp ở thủ đô ư? Lẽ nào anh không hiểu tình huống của Quân Lâm sao? Lý Tử Nhiệm cảm thấy Tiêu Tuyệt Trần chỉ là một người vô cùng bình thường. Anh ta có lẽ hoàn toàn không thể tiếp xúc với cấp bậc giống như nhà họ Diệp. Thậm chí có thể còn không biết đến sự tồn tại của nhà họ Diệp ở thủ đô. Chị dâu, chị đừng lo lắng nữa, tôi sẽ khuyên bảo ông chủ thật tốt. Bảo đảm anh ấy sẽ giải quyết tốt chuyện này. Tiêu Tuyệt Trần ngay lập tức phản ứng lại. Ừ, anh nhớ khuyên nhủ anh ấy, tôi nói anh ấy cũng không nghe, anh là anh em của anh ấy có lẽ sẽ nghe lời khuyên của anh. Lý Tử Nhiệm chậm rãi nói. Cô có niềm tin đối với những người anh em của Diệp Quân Lâm. Trông bọn họ giống như người bình thường sao? Tiêu Tuyệt Trần quay trở lại xe, nói lại chuyện Lý Tử Nhiệm vừa bàn với anh ta cho Diệp Quân Lâm nghe. Ông chủ, khi nào thì anh sẽ tiết lộ thân phận của mình với chị dâu? Tiêu Tuyệt Trần hỏi. Đợi đến khi tôi đích thân dẫn người tới trước cửa lớn của nhà họ Diệp, tôi sẽ nói cho cô ấy biết. Bây giờ, cô ấy vẫn còn đang mang thai, tốt nhất là nên để cô ấy yên tĩnh dưỡng thai. Diệp Quân Lâm nói. Tôi đã hiểu rồi, ông chủ, trại huấn luyện đợt này còn có vài người trẻ tuổi đến từ nhà họ Diệp. Tiêu Tuyệt Trần nghĩ tới đám người Diệp chính. Ha ha ha, có gì thú vị đâu chứ. Nụ cười bên khóe môi của Diệp Quân Lâm trở nên sâu hơn. Đợi tí nữa cậu không cần theo tôi, để tôi xem đám OE con này tài giỏi đến chừng nào. Diệp Quân Lâm nói. Đã rõ, tôi sẽ đi chuẩn bị người đưa cậu chủ đến trại huấn luyện. Một lúc sau. Diệp Quân Lâm đã được sắp xếp ổn thỏa, bắt đầu đi đến trại huấn luyện. Anh ngồi ở ghế sau, phía trước xe có hai người ngồi. Một người đàn ông tên Phương Kim Sơn và một người phụ nữ tên Dư Tiểu Cầm. Bọn họ là người phụ trách đảm bảo cho trại huấn luyện lần này. Hai người thông qua kính chiếu hậu nhìn Diệp Quân Lâm đang ngủ ở ghế sau. Không thể nào, thủ trưởng Tiêu phái anh ta làm huấn luyện viên, còn trẻ như vậy ư, liệu có nhầm lẫn không? Vẻ mặt Phương Kim Sơn cũng kinh ngạc, đúng vậy, mấu chốt là biên giới phía Nam không có nhân vật số má nào, vậy người này từ đâu tới vậy? Rốt cuộc thủ trưởng Tiêu định làm gì vậy? Dư Tiểu Cầm cười khẩy nói, lần tập huấn doanh trại lần này đều là cây đỉnh trong đội đấy. Người này lại càng mạnh hơn người kia, muốn làm huấn luyện viên của bọn họ, thực lực phải đứng trên tất cả mọi người. Anh ta sao, đi tới đó còn chẳng phải là làm trò hề ư? Phương Kim Sơn cười cười, tôi nghe nói đám nhóc con kia định ra oai phủ đầu huấn luyện viên đấy. Anh ta có thể tiếp tục trụ lại sao? Tôi đoán tí nữa chúng ta sẽ phải tiễn anh ta trở về, hoặc là trực tiếp tống vào bệnh viện. Quyết định này của thủ trưởng Tiêu đúng là hoàn toàn sai lầm. Dư Tiểu Cầm đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc đưa Diệp Quân Lâm trở về. Trong căn cứ doanh trại tập huấn, Diệp chính chờ 50 người đứng nghiêm chỉnh. Tất cả đều trông như lười biếng đứng đó. Thậm chí có người ngồi hẳn xuống đất, miệng ngậm hoa lá cỏ. Ai đứng, ai ngồi cũng không thèm nhìn nhau. Điểm duy nhất giống nhau là, mỗi người đều treo lên vẻ mặt ngang ngược bất cần, dáng vẻ ông đây đệ nhất thiên hạ. Dù sao ở trong chiến đội, bọn họ đều là những kẻ sừng sỏ có máu mặt đấy. Ai cũng không sợ trừ khi người đó, Ion mạnh hơn tất cả người ở đây. Nếu không thì bọn họ sẽ không chịu khuất phục đâu. Nhớ kỹ. Ai đến cũng đừng thể hiện thái độ tốt đẹp. Yên tâm đi, muốn dạy ông đây, phải hỏi xem năm đấm của ông đây có đồng ý không đã. Lý Lăng Năm trên mặt đất cười chế nhạo. Đến rồi, đến rồi. Thấy bụi đất gần đó bay mù mịt, họ biết là huấn luyện viên đã tới. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn sang. Két! Xe ngừng lại, Diệp Quân Lâm vẫn đang ngủ. Dư Tiểu Cầm bất mãn nói, đến rồi. Đã biết. Diệp Quân Lâm chậm rãi mở to mắt. Thực ra anh cũng không ngủ, chỉ là nhắm mắt nghỉ ngơi thôi. Ban nãy Dư Tiểu Cầm và Phương Kim Sơn nói chuyện, anh nghe thấy hết toàn bộ. Sau khi xuống xe,
Dưới sự hướng dẫn của Dư Tiểu Câm và Phương Kim Sơn, anh đi đến trước mặt đội ngũ tập huấn. Chứng kiến đội ngũ bày ra dáng vẻ lười biếng, mắt Diệp Quân Lâm nổi lên lửa giận. Không có quy củ. Với tư cách là chiến sĩ Côn Luân, mỗi giây mỗi phút đều phải nhớ rõ kỷ luật quân đội. Thế này thì ra cái thể thống gì? Đây là doanh trại tập huấn, không phải phòng bếp nhà các người mà thích tới thì tới. Ngược lại Dư Tiểu Cầm và Phương Kim Sơn rất vui vẻ, đám gai góc này quả nhiên sẽ không để huấn luyện viên sống an ổn. Anh gặp được một phiền phức lớn rồi. Ngay lúc mọi người trong trại tập huấn thấy được huấn luyện viên của bọn họ là Diệp Quân Lâm lạ lẫm trẻ tuổi, ai cũng đều không chấp nhận. Không phải chiến tướng vang danh bốn phương còn chưa tính. Vậy mà lại phái một người tầm thường trẻ tuổi làm huấn luyện viên. Đang làm cái quái gì vậy? Kể chuyện hài sao? Người huấn luyện viên này còn khác hẳn so với trí tưởng tượng của bọn họ. Phương Kim Sơn ho khan hai tiếng nói, giới thiệu qua cho mọi người biết, đây là tổng huấn luyện viên của trại huấn luyện binh lính Tiềm Long. Mọi người hoan nghênh nhé. Thế nhưng sau khi Phương Kim Sơn nói xong, chẳng có người nào để ý tới. Mỗi người, hoặc là đứng đấy, hoặc là ngồi xem. Tất cả kiêu ngạo nhìn Diệp Quân Lâm. Dư Tiểu Cầm nhắc nhở, mọi người nể mặt chút, dù sao đây cũng là huấn luyện viên. Thế nhưng không ai đáp lại. Dư Tiểu Cầm đắc ý nhìn về phía Diệp Quân Lâm. Ánh mắt kia như muốn nói, nhìn xem, không phải ai thích cũng có thể làm huấn luyện viên. Diệp Quân Lâm đứng tại chỗ yên lặng, khiến hai người Dư Tiểu Cầm cũng xấu hổ thay. Diệp Quân Lâm chứng kiến dáng vẻ của đám người kia, cơn phẫn nộ đã lên tới đỉnh điểm. Tôn trọng, tối thiểu nhất là sự tôn trọng cũng không có. Không nói đến thực lực của người huấn luyện viên như nào, chỉ cần là đảm nhiệm chức vụ này, bất cứ ai cũng phải tôn trọng. Còn nữa, biên giới phía Nam sẽ không tùy tiện để một người làm chức vụ huấn luyện viên. Huấn luyện viên được đứng ở đây, nhất định là tiêu tuyệt chân ngàn chọn vạn tuyển, mới có thể đủ năng lực gánh vác vị trí này. Đứng nghiêm chỉnh lên cho tôi. Đột nhiên Diệp Quân Lâm quát to một tiếng. Một tiếng này dọa đến tất cả mọi người. Đám người Lý Lang, Diệp Chính đã chuẩn bị đứng lên. Tương lai của binh lính Tiêm Long, còn muốn tiến vào lữ đoàn Côn Luân, nhìn xem dáng vẻ của các cậu bây giờ, xứng sao. Tối thiểu nhất là sự tôn trọng còn không cói. Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói. Cái này xem như trấn trụ được một vài người. Lý Lang chế nhạo nói. Vậy anh nhìn lại mình xem, xứng làm huấn luyện viên sao? Diệp Chính phụ họa nói, bọn tôi tới tham gia tập huấn là để phát triển bản thân, chứ không phải làng nhàng mà xong. Cũng không phải con mèo con chó nào cũng có thể làm huấn luyện viên. Diệp Triệu cũng cười khẩy nói, không sai, anh còn muốn được tôn trọng. Anh có đủ thực lực để bọn tôi tôn trọng anh không? Diệp Quân Lâm thâm sâu cười nói, các cậu cảm thấy tôi không xứng làm huấn luyện viên. Anh xứng sao, nhìn dáng vẻ của anh cùng lắm mới chỉ 30, ở tuổi anh cũng đòi làm huấn luyện viên. Có đủ thực lực không? Có thể trước khi đến anh không nghe ngóng, chúng tôi là ai? Bọn tôi đến từ khắp nơi trên Côn Luân, là chiến đội mạnh nhất. Chính bởi không có đối thủ nên mới đến trại tập huấn tìm sự đột phá. Mọi người thi nhau kiêu ngạo bày tỏ ý kiến. Dù gì chăng nữa mỗi người bọn họ đều có thực lực dũng mãnh. Tương lai cũng có khả năng làm người chỉ huy. Bọn họ tuyệt đối không cho phép loại người này làm huấn luyện viên. Dư Tiểu Cầm và Phương Kim Sơn nhìn đám gai góc này làm ồn ào mọi chuyện lên, trong thâm tâm rất thoải mái. Sớm không quen mắt cái dáng vẻ lạnh lùng của Diệp Quân Lâm. Ở nơi này, không xuất ra thực lực chân chính thì không được chào đón. Ha ha ha, các cậu cảm thấy tôi có thể đứng ở này, mà không xứng làm huấn luyện viên của các cậu. Diệp Quân Lâm vui vẻ. Đương nhiên, muốn làm huấn luyện viên của bọn tôi, có thể. Không phải nói tứ đại sát thần ở biên giới phía Nam, cũng phải trải qua 8 trận chiến lớn để phân cấp bậc đấy sao? Lý Lang cười to nói. Diệp Chính nhìn thoáng qua nói, cho anh ta một tiêu chuẩn cụ thể đi. Muốn làm huấn luyện viên của chúng tôi, tiêu chuẩn chỉ có một, là người có thứ hạng trên bảng quân đao. Tứ đại sát thần mà bọn họ nói đều là thanh đao sắc bén trong bảng cao thủ. Đúng đúng đúng, nhất định phải là những thanh đao trong bảng cao thủ. Lý Lang nhìn Diệp Quân Lâm hỏi, xin hỏi anh tại bảng xếp hạng quân đao đứng thứ hạng thấp hay cao? Dư Tiểu Cầm và Phương Kim Sơn vui vẻ. 100 thành viên bảng quân đao bọn họ. Nằm rõ trong lòng bàn tay. Trước mắt Diệp Quân Lâm không phải.
Diệp Quân Lâm lắc đầu, tôi không ở trên bảng quân đao. Không chỉ là anh, mà Lữ Đoàn Côn Luân cũng không có ai ở trên bảng này. Dù sao cũng vì che giấu bảo vệ. Nghe vậy tất cả mọi người nở nụ cười. Thế nhưng Diệp Quân Lâm lại nói tiếp, tôi tuy không ở trên bảng đó, nhưng so với bất cứ ai trên bảng quân đao cũng mạnh hơn. Lời này vừa cất ra, toàn bộ quân doanh im lặng. Vô cùng tự cao tự đại. Thế gian này còn có người có thể kiêu ngạo. Đến mức kinh người như vậy. Đó chính là bảng xếp hạng trường đao Lạc Việt đấy. Đó là tập hợp những người sử dụng trường đao mạnh nhất Lạc Việt. 100 vị đứng đầu danh sách đều là những chiến thần lập được nhiều công lao trên chiến trường của Lạc Việt. Mỗi một vị đều cực kỳ mạnh mẽ. Nếu mà các gia tộc đứng đầu có con cháu lọt vào trong bảng xếp hạng này thì sẽ trở thành niềm tự hào vinh quang của cả dòng họ. Nhưng Diệp Quân Lâm có thể khoác lác, nói ra những lời huênh hoang như vậy. Anh mạnh hơn những vị trên bảng xếp hạng nhảm nhí nào đó nhiều. Trong mắt anh còn sự tồn tại của bảng xếp hạng cả nước mơ ước này sao? Trong mắt Diệp Chính và Lý Lang, bảng xếp hạng trường đao chính là một thứ vô cùng thiêng liêng, tối cao nhất. Mục tiêu cả đời này của bọn họ hoặc là gia nhập vào quân đoàn sắt bất khả chiến bại Côn Luân, hoặc là lưu lại danh tiếng tên tuổi trên bảng xếp hạng trường đao. Thậm chí có thể nói, có tên trên bảng xếp hạng trường đao còn khó hơn so với việc gia nhập quân đoàn sắt Văn Lăng. Dù sao bảng xếp hạng trường đao chỉ có 100 người. Diệp Quân Lâm nói ra lời này. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Hai người Dư Tiểu Cầm khiếp sợ đến nỗi thiếu chút nữa là té ngã trên mặt đất. Theo suy nghĩ xưa đến giờ của bọn họ, cao thủ bảng xếp hạng trường đao chính là tứ đại Diêm Vương của phía Nam. Bọn họ rốt cuộc mạnh như thế nào? Tứ đại Diêm Vương từng ở trong vòng vây công chỉ 3.000 người mà mở đường máu chạy thoát, chỉ tổn thất 1.000 người. Đó là cao thủ bảng xếp hạng trường đao đó. Huống hồ tứ đại Diêm Vương giết người như mấy kia không phải là người đứng đầu danh sách, họ chỉ đứng ở hạng trung bình thôi. Có thể nghĩ, trên bảng xếp hạng trường đao, những người đứng trước rốt cuộc mạnh mẽ như thế nào? Khi nhắc đến tên của bọn họ, các quốc gia bên ngoài lăm le muốn xâm chiếm cũng sợ bay hồn mất phách. Một người có thể so với mấy ngàn người, thậm chí có thể cân đến 10.000 người. Diệp Quân Lâm nói mình mạnh hơn những người trong đó. Vậy anh thật sự mạnh như vậy? Trên đời này còn có người dám khinh thường bảng xếp hạng trường đao sao? Nên tiễn vong gấp. Chính là gia tộc đứng đầu Lạc Việt nhà họ Diệp cũng chưa dám chắc chắn như vậy. Căn bản là không có tư cách. Tôi cười vào mặt anh. Thế nhưng còn có thể mặt dày nói là mình mạnh hơn những cao thủ trên bảng xếp hạng trường đao. Lý Lang cười to nói. Tôi cũng nghĩ vậy, chuyện này thật đúng là lần đầu tiên nghe thấy đó. Diệp Chính cũng cười. Tất cả mọi người ở đây đều cười nhạo Diệp Quân Lâm. Tổng tư lệnh Tiêu Tuyệt Trần của lãnh thổ phía Nam thế nào? Đủ mạnh chứ, cũng chỉ xếp thứ 17 mà thôi. Một người tuổi còn trẻ chưa trải sự đời như anh lại dám chê bai bảng xếp hạng trường đao sao? Phương Kim Sơn vui vẻ cười. Anh cố ý đúng không? Dám xem thường bảng trường đao? Điếc không sợ súng hử, hay là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ? Có tin là nếu anh dám vũ nhục bảng trường đao như vậy nữa, chúng tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn để mặc anh huênh hoang khoác lác nữa không? Một, câu của Diệp Quân Lâm hoàn toàn chọc giận mọi người. Thậm chí có vài người đã ngứa ngáy chân tay. Lý Lang ra hiệu mọi người bình tĩnh không manh động. Được thôi. Tốt lắm, nếu anh đã nói anh mạnh hơn những người trên bảng xếp hạng trường đao, vậy thì chứng minh đi. Không cần anh mạnh hơn những người trong đó, chỉ cần anh có tư cách tiến vào bảng xếp hạng, tất cả chúng tôi đều bái phục anh. Lý Lang cười nói, anh ta muốn tát thẳng mặt Diệp Quân Lâm, khiến cho anh phải dùng thực lực thật. Nếu như anh không thể, vậy thì trước đó anh đã nói láo với tất cả mọi người. Đúng, chứng minh thực lực. Bằng không hôm nay chúng tôi không để yên đâu. Dám xem thường bảng quân đao, không ai trong chúng tôi chấp nhận được việc này. Những người khác đều phụ họa nói. Đều gắt gao nhìn chăm chăm Diệp Quân Lâm. Dư Tiểu Cầm cùng Phương Kim Sơn cũng lộ ra vẻ mặt trêu tức, ngồi hóng Diệp Quân Lâm bị hội đồng. Chỉ cần ra tay sẽ bị bại lộ mất. Xem sau này anh còn dám mạnh miệng nữa không? Thế nào, không dám hử, khoác lác là tật xấu, phải sửa gấp. Không thay đổi được lời nói của bản thân thì chúng tôi giúp cậu sửa chữa, cam đoan sẽ không tái phát lại một lần nữa. Mọi người nhìn thấy Diệp Quân Lâm đứng im, không nhịn được mà nói.
Tôi đang suy nghĩ làm sao để thể hiện thực lực mạnh mẽ hơn bảng trường đao đây, bởi vì hiện tại các người quá yếu. Vẻ mặt của Diệp Quân Lâm vô cùng nghiêm túc nhìn bọn bò. Trước mắt là nhóm tập huấn đầu tiên của quân doanh đã đủ mạnh mẽ rồi, nhưng đối với anh, những người đó chưa đủ để làm nóng người. Đánh bại bọn họ, vẫn không thể chứng minh anh có thực lực trên những người ở bảng xếp hạng trường đao. Kết quả câu này của Diệp Quân Lâm lại càng chọc giận những người vốn đã ngứa ngáy này. Bọn họ quá yếu. Thực buồn cười, Đam Mỹ Hải. Chúng ta yếu sao? Tốt, tốt lắm, tôi cho cậu cơ hội chứng minh thực lực. Chỉ cần cậu có thể đánh bại tất cả mọi người, chúng tôi sẽ bái phục cậu. Diệp Chính gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quân Lâm. Lý Lang cũng phụ họa nói, còn có tôi nữa. Lý Lang tôi đây cả đời chỉ phục kẻ mạnh hơn so với tôi sẽ phục, chuyện khác không cần nói nhiều. Nguyên tắc của kẻ đứng đầu vô cùng đơn giản, anh mạnh hơn tôi phục anh. Xem đây. Diệp Quân Lâm đột nhiên chân phải nâng lên, hung hăng dâm xuống một cái. Âm rầm rầm. Đột nhiên trên mặt đất rung lắc dữ dội, như là có động đất xảy ra. Mọi người ở đây bị dọa sợ đến mất hồn lạc phách, nếu như không phải thân thể họ có khả năng thích nghỉ cân bằng nhanh chóng, sợ là đã ngã quy trên mặt đất. Tất cả mọi người đều bị dọa rồi. Thời điểm bọn họ nhìn đến mặt đất thì sợ đến mức chân tay run rẩy, tóc gáy dựng ngược. Bởi vì trên mặt đất xuất hiện từng vết rách lớn, rậm rạp, như là mạng nhện bình thường, tràn lan khắp mọi ngóc ngách. Dưới chân bọn họ đều là những vết nứt to, chỉ cần sơ sẩy là sẽ lập tức ngồi lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân. Ánh mắt bọn họ khi nhìn về phía Diệp Quân Lâm đều thay đổi. Này, đây là lực đạo gì vậy? Đây là võ thuật thuộc cấp bậc gì? Một cước chạm mặt đất, giống như đang có động đất vậy. Vết rách rậm rạp lan sâu ngàn mét, đây là người sao? Mạnh hơn bảng trường đao hay không bọn họ không cần biết, chỉ biết là mọi người sắp phát điên khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, một cước này nếu như đá trúng người, không biết sẽ có hậu quả như thế nào nữa. Một cước khiến trời đất chao đảo, rung động bốn phương tám hướng. Lý Lang trợn tròn mắt. Diệp Chính kinh ngạc vô cùng. Dư Tiểu Cầm há hốc mồm. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bọn họ đột nhiên hiểu được một đạo lý, Tiêu Tuyê Chân sẽ không tìm một người bình thường trong đám người tầm thường để đến đây chỉ dẫn bọn họ. Ai không phục có thể đến chiến đấu với tôi. Diệp Quân Lâm nói với đám người Diệp Chính. Soạt, soạt, soạt. Diệp Quân Lâm vừa mới dứt lời, tất cả mọi người đều đồng loạt đứng thẳng dậy. Lý Lang cũng không ngồi yên, bật người đứng dậy, thân thể thẳng tắp như một thanh kiếm vừa tuốt khỏi vỏ. Một cước này của Diệp Quân Lâm, chinh phục mọi người thành công triệt để. Vậy thì tốt, xin giới thiệu lại, tôi là huấn luyện viên của mọi người. Hôm nay là buổi học đầu tiên, cái tôi muốn mọi người học được chính là sự tôn trọng. Cho dù mọi người có mạnh bao nhiêu đi chăng nữa, có lợi hại đến thế nào. Nhưng không thể quên nguyên tắc được, nhất định phải tôn trọng huấn luyện viên, anh ta là thầy của các người. Còn nữa, người đứng đầu cũng không phải kẻ ngu ngốc. Tuyển một người không có chút kinh nghiệm hay thực lực gì làm huấn luyện viên cho mấy người. Nghĩ sao thế? Các người luôn luôn phải có sự tôn trọng, lòng khiêm tốn với người khác. Đây là thứ tối thiểu nhất mà ai cũng phải có. Ví dụ như Diệp Quân Lâm. Anh vốn là chiến thần của một nước. Nhưng khi đối mặt với những người lính Bắc Sơn này, luôn hạ thấp bản thân hết mức có thể hiện sự tôn trọng với bọn họ. Hiểu rồi. Lý Lang và mọi người đồng thanh hô to. Các người hiểu được đạo lý này, tôi mới có thể chỉ dạy các người cái khác được. Diệp Quân Lâm nói, huấn luyện viên có thể tiết lộ thân phận thật của người cho chúng tôi biết được không? Biên giới Lạc Việt chúng tôi chưa hề biết đến danh tiếng và sự tồn tại của người. Diệp Chính cất cao giọng hỏi, đối với bảng xếp hạng trường đao và cao thủ ở Lạc Việt biết rõ như lòng bàn tay. Dù sao với bối cảnh của nhà họ Diệp, chỉ cần có ít thông tin thì sẽ dễ dàng điều tra. Đúng, cảm phiền huấn luyện viên bộc lộ thân phận thật sự. Những người khác cũng hô. Huấn luyện viên của các người chính là chiến thần Côn Luân. Cùng với một âm thanh, Tiêu Tuyệt Chân xuất hiện ở giữa đám đông. Chiến thần Côn Luân. Diệp Chính theo bản năng lẩm bẩm thành tiếng. Cái gì, tôi không có nghe sai chứ. Chiến thần Côn Luân. Nghe thấy một danh hiệu vừa quen thuộc vừa xa lạ, Lý Lang cảm thấy bản thân giống như đang nằm mơ. Dư Tiểu Cầm và Phương Kim Sơn nhìn thấy Diệp Quân Lâm gần trong gang tấc, hai người trọn tròn mắt, giống như bức tượng.
Đúng vậy, đứng ở trước mặt các người đó chính là chiến thần Trấn Quốc của Lạc Việt chúng tôi, Côn Luân. Tiêu Tuyệt Trần nói một cách khẳng định. Lời này vừa nói ra, toàn hội trường rơi vào im lặng. Chính miệng Tiêu Tuyệt Trần trả lời, điều đó có nghĩa chuyện này là thật. Không phải giải đứng trước mặt bọn họ là chiến thần Côn Luân. Khoảnh khắc này, mọi người như gặp sét đánh giữa trời quang, bị rên vang đến ngoài cháy trong mềm. Trách không được giới quân đội của Lạc Việt chưa bao giờ có một vị tướng trẻ như vậy. Hóa ra anh là chiến thần Côn Luân. Bây giờ họ đã tin rằng vì sao Diệp Quân Lâm lại xem thường bảng xếp hạng những tay kiếm hàng đầu Lạc Việt. Quả thực anh mạnh hơn tất cả những người trong bảng xếp hạng những tay kiếm hàng đầu Lạc Việt. Thậm chí cũng có thể nói rằng bảng xếp hạng những tay kiếm hàng đầu Lạc Việt chính là xếp hạng thuộc hạ của chiến thần Côn Luân. Bái kiến chiến thần Côn Luân. Khoảnh khắc này mọi người đều cúi chào, đồng thời hô to. Ngoại trừ kinh hãi, nhiều hơn chính là ngạc nhiên mừng rỡ. Không ai nghĩ tới rằng huấn luyện viên của trại huấn luyện binh lính Tiềm Long chính là chiến thần Côn Luân. Nhớ tới đủ loại hành vi trước đây của bọn họ, tất cả mọi người hối hận muốn chết. Toàn bộ đều cúi đầu, căn bản không dám liếc mắt nhìn Diệp Quân Lâm một cái. Một giò học tôn trọng. Có thể nói là đi sâu vào lòng người. Sau đó bọn họ thực hành rất tốt. Ngẩng đầu hết đi, đứng ngay ngắn cho tôi. Diệp Quân Lâm hô. Nghe nói người của gia tộc họ Diệp ở thủ đô lần này đến đây không ít. Để tôi xem là ai. Diệp Quân Lâm hỏi. Đám người Diệp chính đều đứng ra, vẻ mặt cao ngạo. Gia tộc của bọn họ lớn mạnh, ngay cả chiến thần Côn Luân cũng đặc biệt chú ý tới. Không tệ, rất nhiều người. Xem ra gia tộc họ Diệp ở thủ đô phái đến không ít nhân tài. Diệp Quân Lâm vừa lòng gật gật đầu. Không tính hận thù với gia tộc họ Diệp, bọn họ vẫn xem như không tồi. Ít nhất đã bồi dưỡng ra nhân tài cho Lạc Việt. Làm được chuyện này như vậy là đủ rồi. Đối mặt với đám người Diệp chính, Diệp Quân Lâm sẽ không xấu hổ, ngược lại là dạy dỗ lẫn nhau. Giờ phút này, ở trong mắt anh, những người này không phải người của gia tộc họ Diệp, mà đều là chiến sĩ Lạc Việt. Anh sẽ không bởi vì ân oán với nhà họ Diệp mà đối xử khác đi. Tiếp theo, tôi muốn dạy mọi người một phương pháp huấn luyện. Một tháng tiếp theo, mọi người sẽ chỉ chuyên biệt luyện tập cái này, đến thời hạn, tôi sẽ đến kiểm tra. Diệp Quân Lâm chuyên dạy cho mọi người một phương pháp huấn luyện đặc biệt. Mọi người đều ngạc nhiên và chấn động. Đoán chừng là không ngờ rằng còn có phương pháp huấn luyện này. Chuyện này quả thực là ngoài dự kiến của bọn họ. Trách không được đội quân Côn Luân lớn mạnh như vậy, hóa ra lại có phương pháp huấn luyện riêng biệt. Huấn luyện viên sẽ không đến mỗi ngày sao? Lý Lang kiên định hỏi, hẳn ta thật sự hy vọng mỗi ngày đều nhìn thấy chiến thần Côn Luân. Mọi người phải mất ít nhất một năm để hiểu thấu đáo phương pháp huấn luyện này, một tháng này tôi sẽ không truyền dạy cho mọi người cái khác, chỉ cái này là đủ rồi. Diệp Quân Lâm nói, hiểu rồi, chúng tôi nhất định sẽ luyện tập thật tốt, cam đoan không để cho anh thất vọng. Mọi người đồng thanh hô, được, tốt lắm, một tháng sau tôi sẽ đích thân đến kiểm tra thành quả. Cũng sẽ đích thân lựa chọn những người tiến vào đại quân Côn Luân. Diệp Quân Lâm gật gật đầu. Diệp chính do dự cả buổi, vẫn lên tiếng hỏi, huấn luyện viên, anh họ Diệp sao? Những người họ Diệp khác đều khẩn trương nhìn chăm chằm Diệp Quân Lâm. Lúc trước cả gia tộc bọn họ đã đoán rằng chiến thần Côn Luân chắc chắn sẽ đến từ nhà họ Diệp bọn họ. Ngay cả khi không phải đến từ nhà họ Diệp ở thủ đô, thì cũng sẽ đến từ các nhánh khác của nhà họ Diệp. Tuy nhiên, do tính đặc thù của thân phận, nhất định phải được bảo mật. Ngay cả nhà họ Diệp ở thủ đô cũng không có cách nào điều tra được. Nhưng Diệp Minh Thiên đã khẳng định rằng chiến thần Côn Luân chắc chắn là người của nhà họ Diệp. Ừ, không sai. Diệp Quân Lâm gật đầu. Hít mấy người Diệp Trãn hơi thở gấp gáp, bọn họ sớm đã coi Diệp Quân Lâm là người nhà họ Diệp. Đây là niềm tự hào của bọn họ. Sau khi Diệp Quân Lâm rời đi, mỗi một người đều tràn đầy tỉnh thân chiến đấu, tất cả đều dốc hết tâm sức để luyện tập. Tiêu Tuyệt Trần tin rằng một tháng sau, bọn họ sẽ có một bước nhảy vọt về chất. Ở phía thủ đô, Lăng Thiên Long muốn lập tức trở về Giang Bắc để tìm Diệp Quân Lâm để báo thù. Chỉ là sau khi mọi người biết hôn ước của Khương Di Quân đã bị hủy bỏ. Mỗi ngày có rất nhiều người đến nhà họ Khương cầu hôn. Lăng Thiên Long đặt điều này vào trong mắt. Vì vậy tạm thời hắn không có cách nào để thoát khỏi nơi này.
Thấm thoát đã một tháng trôi qua. Tập đoàn Minh Cường vẫn án binh bất động. Phùng Ngọc Hân và Lý Tử Nhiệm đều rất gấp gáp. Diệp Quân Lâm vẫn rất bình tĩnh, giống như không có chuyện gì xảy ra hết. Anh đặc biệt đến trại huấn luyện để kiểm tra kết quả. Đối với mấy người Diệp chính, một tháng này giống như là một địa ngục trần gian. Nhưng đồng thời mọi người đều có sự cải thiện rất lớn về chất. Ừ, không tệ, miễn cưỡng chấp nhận được. Diệp Quân Lâm gật đầu. Những người này vẫn còn hơi yếu một chút. Ban đầu, Bách Thú Doanh của Nam Phương cũng là một hệ thống huấn luyện tương tự, nhưng hiệu quả tốt hơn so với hệ thống hiện tại. Cuối cùng, Diệp Quân Lâm đã chọn ra 5 người để vào đội Quế Côn Luân. Ngoại trừ Lý Lang ngoại, 4 người còn lại đều đến từ nhà họ Diệp ở thủ đô. Ở chỗ này của Diệp Quân Lâm, không quan tâm đến thân phận, mà chỉ để ý tới năng lực. Nhiệm vụ của trại huấn luyện binh lính Tiềm Long đã kết thúc thành công. Đám người Diệp chính cảm thấy rất phấn khích. Chưa kể trong 10 người đứng đầu, bọn họ chiếm được 6 vị trí, 4 người trong số bọn họ còn vào được đội quân Côn Luân. Sau khi lấy lại tự do, điều bọn họ muốn làm báo cáo thành tích của mình với gia tộc càng sớm càng tốt. Đợi đã, tôi có một ý tưởng, nơi đây cách Giang Bắc không xa, chúng ta đi Diệp Quân Lâm đi. Diệp Triệu đề nghị. Cũng được đó, tôi rất muốn gặp đứa nhỏ này, Diệp không tỏ vẻ phấn khích. Những người khác cũng cảm thấy như vậy. Sau khi sức mạnh được nâng cao, bọn họ đã cảm thấy tự tin hơn. Được rồi, sau khi tìm được Diệp Quân Lâm, chúng ta sẽ báo cáo thành tích cho gia tộc. Diệp chính đồng ý. Trong khoảng thời gian này, bụng của Lý Tử Nhiệm đã lớn hơn trước rất nhiều. Euro Audible cũng phải cực kỳ cẩn thận. Nhìn thấy bộ dạng Diệp Quân Lâm mỗi ngày đều giống như không có việc gì, cô thật sự rất lo lắng. Còn chưa tới một năm, anh tính lấy cái gì để khiêu chiến với nhà họ Diệp đây? Vào lúc này, Lý Tử Nhiệm nhận được một cuộc điện thoại. Có người mời cô và Diệp Quân Lâm đi dùng cơm, tự xưng là người nhà họ Diệp ở thủ đô. Lý Tử Nhiệm ngay lập tức đi tìm Diệp Quân Lâm. Cô đã bị dọa sợ rồi. Sợ rằng đây sẽ là một cái hồng môn yến. Dù sao đây cũng là nhà họ Diệp. Đi chứ, người ta mời đi ăn làm sao có thể không đi chứ. Diệp Quân Lâm lập tức đồng ý. Anh, Quân Lâm, anh thật sự là không biết gì nên không cảm thấy sợ hãi. Lý Tử Nhiệm thở dài. Tại sao Diệp Quân Lâm không sợ nhà họ Diệp? Anh thật sự không biết nhà họ Diệp mạnh đến mức nào ư? Ngay cả cô cũng hiểu rất rõ ràng. Diệp Quân Lâm lẽ nào không hiểu sao? Trong nhà hàng, Diệp chính và những người khác đang đợi. Cái tên nhóc Diệp Quân Lâm này, thật can đảm, vậy mà lập tức đồng ý. Diệp không cười chế nhạo. Đứa nhỏ này không sợ trời cũng không sợ đất, ngay cả nhà họ Diệp cũng không để vào trong mắt. Trong mắt Diệp chính lóe lên một tia sáng lạnh, về sau nhất định phải cho hẳn một cái đánh phủ đầu. Chúng tôi thật sự rất mong đợi đấy. Mọi người đều chuẩn bị đồ đạc, chỉ chờ hai người Diệp Quân Lâm và Lý Tử Nhiệm đến. Không lâu sau đó, một giọng nói phát ra từ bên ngoài phòng riêng. Một người phụ nữ đi vào trước. Ngay lập tức đã làm cho bọn người Diệp chính vô cùng kinh ngạc. Nếu không phải là cô đang mang thai, cô tuyệt đối sẽ không kém hơn Khương Di Quân. Người ta đều nói, phía Nam Sương Mù có nhiều người đẹp. Quả thật không sai. Cuối cùng bọn họ cũng tìm được người có thể sánh ngang với Khương Di Quân. Cô là Lý Tử Nhiệm. Diệp chính kịp thời phản ứng lại, không khỏi hỏi lại. Vâng, chính là tôi. Lý Tử Nhiệm gật đầu. Thật là đáng tiếc. Mấy người Diệp chính thở dài. Tại sao một đứa con hoang như Diệp Quân Lâm lại có thể có một người vợ xinh đẹp như tiên thể này chứ? Đúng rồi, Diệp Quân Lâm đâu? Diệp không hỏi ngay. Tôi đã đến rồi, có một giọng nói ở bên ngoài. Hả, nghe thấy giọng nói này, 6 người nhà họ Diệp đều cảm thấy có chút quen tai. Thật là quen tai quá đi. Mọi người đảo mắt nhìn nhau. Bọn họ rõ ràng chưa gặp qua Diệp Quân Lâm, sao lại cảm thấy giọng nói này quen thuộc như vậy? Ngay sau đó, Diệp Quân Lâm bước vào. Khi bọn họ nhìn rõ mặt của Diệp Quân Lâm, đồng tử của mấy người Diệp chính đột nhiên co rút lại, da đầu căng ra như muốn nổ tung, máu huyết như đông cứng, sắc mặt tái nhợt giống như hoàn toàn không còn chút máu. Đầu của bọn họ sắp nổ tung rồi. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ rằng Diệp Quân Lâm chính là chiến thân Côn Luân. Bọn họ vừa gặp nhau vào buổi chiều. Hôm nay gặp mặt hai lần, nhưng thân phận của họ lại không giống nhau.
Kinh ngạc, quá kinh ngạc, tới lúc này, bọn họ đã hiểu ra mọi chuyện. Tại sao chiến thần Côn Luân lại có họ Diệp? Theo lý mà nói anh cũng là một thành viên của nhà họ Diệp ở thủ đô. Tại sao Diệp Quân Lâm lại dám chống đối lại nhà họ Diệp ở thủ đô, dám đánh cược với Diệp Minh Thiên? Tại sao Diệp Quân Lâm lại coi thường nhà họ Diệp, coi thường tất thảy mọi thứ? Đây là điều họ không bao giờ có thể ngờ tới, truyền thuyết vô song của Lạc Việt về chiến thần Côn Luân, lại chính là đứa con hoang trong miệng của bọn họ. Lý Tử Nhiệm có thể cảm nhận rõ ràng những thay đổi của mấy người này. Bọn họ vậy mà có vẻ rất sợ Diệp Quân Lâm. Đây là có chuyện gì vậy? Mới một lúc trước, những người này vẫn rất là cao ngạo, không coi ai ra gì. Làm sao có thể trong nháy mắt đã trở nên sợ hãi như thế này? Diệp Quân Lâm có đáng sợ như vậy không? Hoặc là, có thể có một ẩn tình nào đó mà người khác không biết sao? Huấn, cậu chủ Lâm Lâm. Diệp Chính không tự chủ được mà lỡ miệng, ông ta nhanh chóng phản ứng lại lập tức sửa miệng. Bọn họ ở trong trại huấn luyện có thể gọi anh là huấn luyện viên. Nhưng sau khi rời khỏi trại huấn luyện, thân phận của Diệp Quân Lâm đã được bảo mật. Mấy người Diệp Chính thật sự đã bị dọa tới kinh hãi. Sắc mặt bọn họ tái mét, trán đổ đầy mồ hôi lạnh, hai chân run lẩy bẩy, nếu không phải đang dựa vào ghế thì sợ rằng đã ngã lăn ra đất. Bọn họ thậm chí còn muốn đánh phủ đầu chiến thần Côn Luân. Hơn nữa đây còn là lần thứ hai. Có điều lần này, ý tưởng của bọn họ đã bị dập tắt ngay từ trong trứng nước. Diệp Quân Lâm không ngờ rằng người mời họ bọn họ đi ăn lại là mấy tên hỗn chứng này. Xem dáng vẻ này hình như là muốn đánh phủ đầu anh đây mà. Các người đây là muốn mở hồng môn yến. Diệp Quân Lâm hỏi. Không, không có, tuyệt đối không phải là hồng môn yến, chúng tôi chỉ là muốn mời cậu chủ Lâm Lâm và cô chủ Từ Nhiệm ăn một bữa thôi. Ngoài ra không có việc gì khác nữa. Diệp Chính phản ứng nhanh chóng, lau mồ hôi lạnh. Mấy người phía sau cũng đã phản ứng lại, lập tức tiến lên phía trước, thay Diệp Quân Lâm và Lý Tử Nhiệm kéo ghế. Mời, mời ngồi. Cái nhìn cung kính của mấy người bọn họ khiến Lý Tử Nhiệm cảm thấy rất khó hiểu. Đây là có chuyện gì vậy? Không phải nhà họ Diệp đối với Diệp Quân Lâm vô cùng không vừa mắt hay sao? Sao lại trở nên cung kính như vậy? Khi nãy lúc cô vừa mới tới, cô có thể cảm nhận rõ ràng nhóm người này chính là muốn mở một cái hồng môn yến cho bọn họ. Thế nhưng sau khi nhìn thấy Diệp Quân Lâm, mọi việc đã thay đổi. Bọn họ đã bị dọa sợ hãi thành thế này. Sau khi ngồi vào chỗ của mình, Lý Tử Nhiệm do dự hồi lâu, nhưng vẫn hỏi, mọi người nói thật đi. Tại sao khi nhìn thấy anh ấy, mọi người lại sợ hãi thành như thế này? Vào lúc này, Diệp Chính và những người khác đều nhìn về phía Diệp Quân Lâm. Mấy người nhìn tôi làm gì, thành thật trả lời đi. Diệp Quân Lâm liếc nhìn mấy người kia một cái. Bởi vì anh là chiến thần Côn Luân. Bọn họ có thể không sợ hãi sao? Bởi vì anh ấy. Diệp Triệu theo bản năng muốn nói ra thân phận của Diệp Quân Lâm. Vẫn là Diệp Chính phản ứng nhanh, chỉ Từ Nhiệm, bởi vì anh Lâm Hạo nhìn rất giống với gia chủ đương nhiệm của chúng tôi là Diệp Minh Thiên nên vừa rồi mới nhìn qua, tôi đã cho rằng gia chủ của tôi đến rồi. Đúng vậy. Sự thật là như vậy. Hai người họ rất giống nhau. Những người khác đều lau mồ hôi. Lý Tử Nhiệm hoàn toàn chấp nhận cách giải thích này. Theo như cô thấy, chắc chắn đây là lần đầu tiên mấy người này nhìn thấy Diệp Quân Lâm. Điều khiến bọn họ sợ hãi như vậy thì chỉ có một khả năng là Diệp Quân Lâm quá giống với Diệp Minh Thiên. Chính xác là như vậy. Mục đích lần này của các người là gì đây? Nói thẳng ra đi. Lý Tử Nhiệm cảnh giác, nhìn mấy người kia. Cô luôn cảm thấy bọn họ không có ý tốt. Diệp Quân Lâm cười, "Võ à, chúng ta đến để ăn cơm của chúng ta, hỏi nhiều như vậy làm gì chứ? Mau lên món đi." Diệp Quân Lâm thúc giục. Bữa cơm này, Diệp Quân Lâm có sức chiến đấu mạnh mẽ nhất, Lý Tử Nhiệm cũng chọn những món ăn tốt cho em bé trong bụng. Quá trình ăn cơm của đám người Diệp Chính cũng thấp thỏm không yên. Tâm tư của bọn họ hoàn toàn không đặt ở trên bàn ăn. Dưới chân bọn họ đã ướt đẫm mồ hôi. Cùng ăn bữa cơm này với Diệp Quân Lâm có cảm giác như ăn cùng hổ vậy. Diệp Quân Lâm giống như một con thú dữ, lúc nào cũng nhìn chằm chằm bọn họ. Bữa cơm này như muốn lấy đi một nửa tính mạng của bọn họ. Bữa cơm hôm nay rất hợp khẩu vị, tần sau đến ăn tiếp. Sau khi ăn xong, Diệp Quân Lâm và Lý Tử Nhiệm liền rời đi.
Từ đầu đến cuối Lý Tử Nhiệm luôn rất hoài nghi. Chỉ đơn giản mời bọn họ ăn cơm như vậy thôi. Không còn chuyện gì khác nữa. Vợ à, em lo nhiều chuyện như vậy làm gì? Bọn họ mời chúng ta ăn cơm thôi mà. Em cứ xem như vậy không được à? Diệp Quân Lâm cười, nói. Lúc này, Lý Tử Nhiệm cảm thấy bản thân mình đã lo lắng quá nhiều chuyện. Nhớ đâu có lúc Diệp Minh Thiên cũng mềm lòng. Dù sao thì bọn họ cũng là anh em ruột thịt. Sau khi Diệp Quân Lâm rời đi, toàn bộ đám người Diệp Chính đều thẫn thờ ngồi trên ghế. Bọn họ đều thở hổn hển. Nói thật thì, tháng cô hồn vừa qua không quá vất vả. Bữa ăn này là thách thức rất lớn đối với trí lực của bọn họ. Suýt chút nữa bọn họ đã không thể chống đỡ nổi. Ây yô, đây chính là vinh quang của nhà họ Diệp, đồng thời cũng là tai họa của dòng họ. Diệp Chính thở dài. Đúng lúc này đột nhiên nhà họ Diệp gọi điện thoại tới. Diệp Chính hãy báo cáo chiến tích của mọi người. Gia tộc vô cùng quan tâm, nghe nói sĩ quan huấn luyện của lần tập huấn này rất đặc biệt. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Diệp Thần. Vâng, đúng vậy. Diệp Chính báo cáo chiến tích cho nhà họ Diệp. Ừm, tốt, rất tốt, dòng họ sẽ tự hào về mọi người. Diệp Thần tuyên dương. Vẫn còn một chuyện nữa, sĩ quan huấn luyện lần này chính là chiến thần Côn Luân. Diệp Chính lại kể lại hết tất cả mọi chuyện. Đương nhiên Diệp Thần cũng bị dọa một phen. Im lặng một lúc lâu. Chiến thần Côn Luân, các cậu quá may mắn rồi. Các cậu đã được đích thân chiến thần Côn Luân chọn vào lữ đoàn Côn Luân rồi chứ. Các cậu chính là niềm tự hào của nhà họ Diệp. Đích thân gia chủ sẽ tuyên dương mọi người trong cuộc họp thường niên, Diệp Thần kích động nói. Đám đàn em này đúng là không chịu thua kém người khác rồi. Mang lại cho dòng họ niềm vinh quang lớn như vậy. Khi mấy người Diệp Chính nghe vậy cũng rất phấn khích. Đây chính là sự công nhận dành cho bọn họ. Đặc biệt còn được gia chủ công nhận. Đây là lời khen ngợi lớn nhất của nhà họ Diệp rồi. Nhưng nhớ lại chuyện vừa rồi, mấy người Diệp Chính lại không thể vui nổi. Anh Thần, em có chuyện muốn nói với anh, hy vọng anh có thể truyền đạt lại với gia chủ. Chuyện gì vậy? Diệp Thần rất tò mò hỏi. Bọn em đã gặp được Diệp Quân Lâm. Diệp Thần tò mò hỏi, gặp được Diệp Quân Lâm thì sao? Thay em chuyển lời tới gia chủ, em cảm thấy nhà họ Diệp nên nhanh, chóng khôi phục lại thân phận của Diệp Quân Lâm, đích thân gia chủ nên đến đón anh ấy. Như vậy mới tốt cho dòng họ, thậm chí anh ấy có thể đưa dòng họ lên đỉnh vinh quang, Diệp Chính nghiêm túc nói. Diệp Thần nở nụ cười, ha ha ha, Diệp Quân Lâm có sức hấp dẫn đến như vậy sao? Lại có thể khiến mấy đứa khuất phục rồi. Mấy đứa làm anh quá thất vọng, nhưng những lời này anh sẽ chuyển đến cho gia chủ. Sau khi Diệp Thần đem hết mọi chuyện nói cho Diệp Minh Thiên nghe. Ông ta vô cùng tức giận. Có chuyện gì với mấy tên đàn em này vậy? Tại sao tự nhiên lại đi cầu xin cho Diệp Quân Lâm? Bởi vì đã gặp được cậu ta. Diệp Minh Thiên vô cùng tức giận, còn nghe nói chiến thần Côn Luân dạy bọn họ bài đầu tiên, gọi là tôn trọng. Có lẽ đây là lý do Diệp Thần nói. Nét mặt Diệp Minh Thiên nhẹ nhõm nói, à à, thì ra là vậy, chuyện hết sức bình thường. Chắc là sau khi nghe chiến thần Côn Luân dạy xong, bọn họ liền tôn trọng tất cả mọi người. Ngay lập tức ông ta chuyển chủ đề, nhưng đó là nguyên tắc của bọn họ khi ở trong quân đội, không liên quan gì đến chúng ta cả. Nguyên tắc của Diệp Minh Thiên ta chỉ có một, ta chỉ tôn trọng những người có tư cách để ta tôn trọng mà thôi. Người như Diệp Quân Lâm không có tư cách đó có thể khiến ta tôn trọng. Thì ít nhất cậu ta cũng phải thể hiện một chút thực lực. Diệp Thần cũng hùa theo nói, đúng vậy. Chỉ sợ một năm sau Diệp Quân Lâm thành công vượt qua trận thách đấu, chúng ta cũng chỉ cho phép anh ta bước vào cổng chính. Nhưng vẫn không đến mức thật sự tôn trọng anh ta. Muốn ta tôn trọng, ít nhất cậu ta cũng phải nằm trong số 10 người dùng kiếm lưỡi cong giỏi nhất. Nếu Diệp Quân Lâm nằm trong số 3 người đứng đầu, bắt ta phải cung kính với cậu ta cũng được. Diệp Minh Thiên gào lên. Đây chính là tiêu chuẩn của ông ta. Bởi vì ba người đứng đầu bảng xếp hạng những tay kiếm hàng đầu Lạc Việt đều là người của nhà họ Diệp. Ông ta biết rõ ba người đó là giỏi nhất. Đó cũng là ba người mà ông ta khâm phục nhất. Nếu như Diệp Quân Lâm thật sự muốn ông ta hối hận hoặc thật sự chấp nhận anh thì ít nhất anh cũng phải nằm trong ba người đứng đầu bảng xếp hạng những tay kiếm hàng đầu Lạc Việt. Nhưng chuyện này có thể sao? Ba người đứng đầu bảng xếp hạng những tay kiếm hàng đầu Lạc Việt là nỗi khiếp sợ cả trong và ngoài nước. Cũng là sự tồn tại gây đau đầu với nhiều quốc gia.
Ở nước ngoài có một câu nói, những người trong bảng xếp hạng những tay kiếm hàng đầu Lạc Việt có thể chống lại cả một đội quân 10.000 người. Diệp Quân Lâm có thể làm được sao? Nhưng ông ta sẽ không bao giờ biết được thứ tự trong bảng xếp hạng Lạc Việt là do Diệp Quân Lâm xếp. Diệp Thần vui vẻ nói, đúng vậy, nếu thực lực của anh ta nằm trong nhóm 3 người đứng đầu bảng xếp hạng Lạc Việt, thì con sẵn sàng giao cho anh ta vị trí thừa kế. Nhắc đến chuyện này, Diệp Minh Thiên nói thần, ta quyết định sau khi vụ cá cược với Diệp Quân Lâm kết thúc, ta sẽ đích thân phong con là người thừa kế, sau đó sẽ tổ chức nghi lễ thừa kế cho con. Diệp Thần nghe vậy vô cùng vui mừng, liên tục cảm ơn Diệp Minh Thiên. Cho dù người trong dòng họ đều biết anh ta sẽ là người thừa kế tiếp theo. Nhưng khi chưa có nghỉ lễ chính thức, thì anh ta vẫn không được coi là người thừa kế. Cuối cùng, hôm nay Diệp Minh Thiên cũng quyết định thời gian tổ chức. Việc này khiến Diệp Thần vô cùng hưng phấn. Ba, ngày ba chọn quá đẹp, đúng vào ngày Diệp Quân Lâm thách đấu. Diệp Thần cười. Ta muốn cả thế giới này biết rằng con trai của Diệp Minh Thiên ta là người như thế nào. Không phải ai cũng có thể so sánh được. Diệp Minh Thiên cười, nói. Chí Oánh luôn cho rằng con trai bà ta có thể cạnh tranh với con sao. Hôm đó ta nhất định sẽ cho toàn bộ Lạc Việt biết, con trai của Long Thanh Tình ta giỏi hơn con trai của Chí Oánh rất nhiều. Long, Thanh Tình kiêu ngạo nói, bà ta đã không thể chờ đến hôm đó được nữa. Chờ đến khi tin này được công bố, khắp mọi nơi sẽ xôn xao bàn tán. Tất cả là do Diệp Minh Hạo cố ý. Cho dù kết quả thách đấu ngày hôm đó của Diệp Quân Lâm có như thế nào thì anh đều phải đấu với Diệp Thần. Sau khi Chí Oánh nghe được tin này chỉ biết thở dài một hơi. Từ trước đến nay bà chưa từng hy vọng Diệp Quân Lâm sẽ trở thành người thừa kế của nhà họ Diệp. Mà chỉ mong rằng anh có khả năng được nhà họ Diệp công nhận là được rồi. Mẹ, chúng ta không cần phải so sánh với ai cả. Chúng ta sống cuộc sống của chúng ta là được rồi. Lý Tử Nhiệm đứng bên cạnh khuyên nhủ. So sánh đi rồi so sánh lại, cuối cùng người phải cúi đầu tự tỷ vẫn là bản thân mình. Nhất là khi đối tượng được so sánh lại là nhà họ Diệp, sự tồn tại vô cùng đáng sợ. Cũng đúng, một nhà mấy người chúng ta chỉ cần sống vui vẻ cùng nhau là được rồi. Chí Oánh cười, nét mặt vô cùng hưng phấn nhìn bụng Lý Tử Nhiệm. Mẹ! Chúng ta chụp chung một tấm hình làm kỷ niệm nào. Dạo gần đây Lý Tử Nhiệm rất thích ghi lại những thay đổi mỗi ngày, cô chụp lại rất nhiều ảnh làm kỷ niệm. Diệp Quân Lâm anh cũng đến chụp cùng đi. Lý Tử Nhiệm nói vậy. Diệp Quân Lâm chỉ có thể chạy đến, chụp cùng hai người một tấm ảnh. Sau khi Lý Tử Nhiệm chụp xong vài bức ảnh, cô lập tức đăng lên tài khoản mạng xã hội nước ngoài, gia đình bốn người hạnh phúc. Bình thường Lý Tử Nhiệm cũng không thích đăng gì lên mạng xã hội, nếu muốn đăng cô sẽ đăng lên tài khoản nước ngoài. Dù sao trên đó cũng ít người quen, người thân hay bạn bè đều không nhìn thấy. Sau khi Lý Tử Nhiệm đăng tải trạng thái xong, lại xảy ra một chuyện mà cô không bao giờ ngờ đến. Bức ảnh này đã bùng nổ trên mạng xã hội nước ngoài, chỉ trong vòng 10 phút đồng hồ đã có hơn chục triệu lượt chia sẻ. Hơn nữa lượng chia sẻ vẫn không ngừng tăng. Dường như không đến một tiếng đồng hồ, đã đạt hơn 100 triệu lượt xem. Lý do chỉ có một. Đó là trong bức ảnh có một người là Diệp Quân Lâm. Ở Lạc Việt, tất cả mọi tin tức về Diệp Quân Lâm đều là bí mật. Khi ảnh của anh được đăng lên mạng nó sẽ lập tức bị chặn. Nhưng ở nước ngoài thì khác, tin tức về Diệp Quân Lâm không có gì là bí mật cả. Vì vậy khi Lý Tử Nhiệm đăng bức ảnh kia lên, rất nhanh sau đó có người nhận ra sự xuất hiện của Diệp Quân Lâm trong bức ảnh. Sau khi bọn họ share lại càng có thêm nhiều người biết. Lúc này cả thế giới đã bắt đầu sôi sục. Hơn 100 quốc gia cùng các thế lực ngầm, lính đánh thuê, giới sát thủ, và cả mấy chục nghìn tổ chức lớn nhỏ đều sôi sục. Chiến thần Trấn Quốc của Lạc Việt, chiến thần Côn Luân đã có vợ và cô còn đang mang thai nữa. Sau khi tin tức này truyền ra, cả thế giới đều run rẩy. Quá đáng sợ. Câu chuyện chiến thần Trấn Quốc của Lạc Việt đã từng đánh bại 18 nước vẫn được lưu truyền đến tận bây giờ, vẫn được rất nhiều người coi là huyền thoại để ca tụng. Anh chính là cơn ác mộng của hơn 100 quốc gia. Có một quy định giữa các nước, chiến thần Côn Luân còn thì Việt Nam là một vùng đất cấm, không được phép xâm phạm. Vì vậy các nước khác vừa giận vừa hận Diệp Quân Lâm. Cũng có rất nhiều người mong Diệp Quân Lâm chết. Chỉ cần anh còn sống thì không một ai dám có bất kỳ ý nghĩ chiến tranh gì với Việt Nam, muốn trốn còn trốn không kịp.
Có người đã từng thống kê, số người hy vọng Diệp Quân Lâm chết đã vượt qua con số chục triệu. Vậy nên cho đến bây giờ, người đứng đầu danh sách ám sát quốc tế luôn là Diệp Quân Lâm. Tiền thưởng ám sát lên đến hàng trăm tỷ. Ai dám ám sát Diệp Quân Lâm sẽ có trong tay phần thưởng trị giá hàng trăm tỷ đồng. Nhưng cho dù phần thưởng có lớn đến mức nào thì cũng không ai dám thực hiện. Diệp Quân Lâm bị ám sát ít sao? Không ít. Quá nhiều lần rồi. Luôn có người muốn giết anh mọi lúc mọi nơi. Muốn lấy được số tiền thưởng khổng lồ ấy. Nhưng không có cách nào lấy được. Diệp Quân Lâm giống như một vị thần. Từ đầu đến cuối không có bất kỳ sơ hở nào. Anh chính là một người không có bất kỳ điểm yếu nào. Làm sao có thể giết được anh? Biết bao nhiêu người mất vài năm tìm hiểu về anh nhưng bọn họ đều không thành công. Chỉ biết kết luận rằng, Diệp Quân Lâm chính là thần, người bình thường không thể giết được anh. Nhưng hôm nay bức ảnh kia đã thay đổi tất Diệp Quân Lâm cũng có điểm yếu, anh có một cô vợ đang mang thai. Trước đây, lúc ở nước ngoài cũng có rất nhiều người điều tra thông tin về Diệp Quân Lâm, bao gồm cả xuất thân, lai lịch và bất kỳ người nào có liên quan đến anh. Nhưng mà tất cả những tài liệu hồ sơ về Diệp Quân Lâm ở Lạc Việt đều trống rỗng, không ai có thể điều tra được. Sau này khi nghe nói Diệp Quân Lâm là trẻ mồ côi thì rất nhiều kẻ thù ở nước ngoài đã tuyệt vọng. Đây là một vị thần không có bất kỳ điểm yếu nào. Ngoại trừ việc phải lớn mạnh hơn anh thì không còn cách nào khác. Nhưng bây giờ thì lại khác. Bức ảnh này đã phơi bày mọi thứ. Diệp Quân Lâm không chỉ có mẹ, mà còn có cả một người vợ đang mang thai. Đây chính là điểm yếu của anh. Một điểm yếu chết người. Lạc Việt có Diệp Quân Lâm thì nơi đó chính là khu đất cấm. Anh ở đây, hàng trăm quốc gia ở nước ngoài đều cảm thấy đau đầu, chỉ có thể trơ mắt nhìn mà không thể làm gì Diệp Quân Lâm. Nhưng bây giờ thì khác. Rốt cuộc cũng đã tìm được điểm yếu của chiến thần nước Lạc Việt. 18 nước đã từng bị Diệp Quân Lâm đánh bại bắt đầu sôi trào. Bọn họ vẫn luôn muốn trừ khử Diệp Quân Lâm, và cơ hội tới. Trong thoáng chốc, không biết có bao nhiêu ánh mắt dõi theo sát thủ đứng đầu bảng xếp hạng quốc tế. Có khá nhiều người đã nhận nhiệm vụ này rồi. Còn có tin đồn rằng, hơn 10 vị đại gia nước ngoài sẽ tăng tiền thưởng cho sát thủ đầu bảng. Tiền thưởng cho việc giết chết Diệp Quân Lâm liên tiếp tăng vọt, trong nháy mắt đã hơn 35.000 tỷ. Vì bọn họ muốn giết chết Diệp Quân Lâm trong một chiêu, không để lại bất cứ cơ hội nào. Sự hiện diện của Diệp Quân Lâm đã gây tổn hại đến lợi ích của rất nhiều người. Thậm chí kẻ thù của anh chỉ muốn nghĩ cách làm sao để loại bỏ anh. Lần này cơ hội đã đến thì làm sao có thể bỏ qua được. Từ khi Lý Từ Nhiệm đăng tải bức ảnh lên và bị người ta phát hiện, ở nước ngoài đều đang náo loạn, võ số người còn gieo hò. Theo bọn họ thấy thì việc Diệp Quân Lâm sắp chết là sự thật không thể chối cãi. Chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian thôi. Chỉ cần Diệp Quân Lâm ngã xuống, rất nhiều người sẽ có lại lợi về mình. Những người có tâm tư khác với Lạc Việt cũng sẽ thay đổi hành động. Sẽ không còn ai có thể ngăn cản bọn họ nữa. Cảnh tượng 18 quốc gia cùng tấn công vào Lạc Việt sẽ được tái diễn một lần nữa. Và các thế lực thù địch xung quanh cũng sẽ dục dịch. Tóm lại, chỉ cần Diệp Quân Lâm ngã xuống, vô số kẻ thù sẽ kéo nhau trở lại. Có thể tưởng tượng pha được Diệp Quân Lâm đáng sợ như thế nào. Một người trấn áp cả một thời đại. Anh còn sống thì hàng trăm quốc gia, hơn ngàn vạn thế lực không có bất kỳ ai dám xâm phạm. Đây chính là sức mạnh của chiến thần Côn Luân. Dòng status này của Lý Từ Nhiệm còn đang tiếp tục hot lên. Lý Từ Nhiệm mở điện thoại ra, nhìn tài khoản nước ngoài, cô sợ đến mức suýt chút nữa làm rơi điện thoại xuống đất. Đây là tình huống gì vậy? Ôi trời ơi! Hả, không thể nào, hơn 100 triệu lượt thích, mấy chục triệu lượt chia sẻ và bình luận. Lý Từ Nhiệm trợn tròn mắt. Bình thường một trạng thái của cô cũng chỉ có hơn 100 lượt thích. Nhưng tại sao hôm nay chỉ vừa đăng tải một bức ảnh mà đã có hơn 100 triệu lượt thích rồi? Vậy là sao? Lý Từ Nhiệm không tin nổi mà đếm lại một lần nữa. Lần nào cũng đúng là hơn 100 triệu lượt thí chi còn có cả mấy chục triệu lượt chia sẻ và bình luận. Có lẽ đã phá kỷ lục của phần mềm giao tiếp nước ngoài này, đúng không? Đây là chuyện gì vậy? Lý Từ Nhiệm nghi ngờ rằng bản thân mình đã nhìn nhầm rồi, nhưng tất cả mọi thứ đều là sự thật. Việc này hoàn toàn không liên quan gì đến cô đâu. Cũng không liên quan đến Chí Oánh,
bà cũng đã bị cấm túc gần 30 năm rồi. Chẳng lẽ là Diệp Quân Lâm? Lý Tử Nhiệm chỉ có thể nghĩ đến anh. Nếu như những lượt thích và chia sẻ này đều là sự thật. Điều đó cũng chỉ có thể cho thấy rằng nó có liên quan đến Diệp Quân Lâm. Sức ảnh hưởng của Diệp Quân Lâm ở nước ngoài lớn như vậy sao? Lý Tử Nhiệm xoa xoa đôi mắt. Xác định lần nữa, mọi thứ đều là thật, đúng rồi, không phải có rất nhiều bình luận hay sao? Mình sẽ đọc bình luận một chút xem sao. Lý Tử Nhiệm bắt đầu mở bình luận lên. Chiến thần nước Lạc Việt. Cô đọc thâm. Khi cô muốn xem cho rõ bình luận ở phía dưới, bỗng nhiên dòng bình luận này bị xóa đi mất. Những gì cô trông thấy chỉ có một khoảng trống. Cô lại làm mới trang web lần nữa. Cô phát hiện rằng không chỉ có dòng bình luận đó bị xóa. Mà đến cả những bình luận khác cũng không còn. Cô quay lại xem, đến cả lượng thích lên cả trăm triệu cũng không còn nữa rồi. Mọi việc đều trở lại bình thường. Dường như chưa hề xảy ra chuyện gì vây. Phù! Lý Tử Nhiệm trái lại thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hóa ra là lỗi hệ thống, dọa chết mình mất, lượt thích lên đến cả trăm triệu, đến tưởng tượng tú cũng không dám nữa. Lý Tử Nhiệm cười. Trước đây cũng có kha khá phần mềm mắc lỗi hệ thống tương tự. Số liệu của rất nhiều người đều phát sinh vấn đề. Lý Tử Nhiệm cũng đã từng gặp phải, cho nên cô cũng rất nhanh chóng cảm thấy thư thái. Hóa ra khi sự việc còn đang nhen nhóm, phía Lạc Việt cũng có người đã phát hiện ra chuyện. Ngay lập tức đã tiến hành bảo vệ an toàn cho tài khoản của Lý Tử Nhiệm. Chồng ơi, em kể cho anh nghe một chuyện. Vừa nãy em dùng tài khoản nước ngoài đăng hình chụp chung của chúng mình lên, kết quả là hệ thống gặp lỗi, cả trăm triệu lượt thích với mấy chục triệu lượt chia sẻ bình luận. Bình luận cũng thú vị lắm, cái gì mà chiến thần trấn giữ nước Lạc Việt. Lý Tử Nhiệm thuật lại cho Diệp Quân Lâm chuyện vừa xảy ra. Cái gì? Diệp Quân Lâm nghe xong, sững người tại trận. Sắc mặt cũng có chút khó coi. Không phải anh đang sỏ, nhưng dù sao nếu để lộ Lý Tử Nhiệm thì vẫn tồn tại mối nguy hiểm. Đây là điều anh không muốn thấy. Hơn nữa Lý Tử Nhiệm còn đang mang thai. Nếu như vậy, hệ số nguy hiểm còn tăng lên gấp nhiều lần. Dù gì thì lần này đối thủ cũng đã khác. Không phải gia tộc quyền thế gì. Mà đó là 18 nước, thậm chí lên đến cả trăm đất nước, còn có mấy vạn tổ chức có thế lực. Đâu có khả năng ra tay. Đối thủ quá mạnh. Còn chưa rõ là ai. Sẽ ra tay bắt đầu từ đâu, từ lúc nào. Không biết gì cả. Mà những thứ chưa biết là những thứ khiến người ta sợ hãi nhất. Khi anh ở cạnh bên Lý Tử Nhiệm, anh có thể thay cô chống đỡ mọi thứ. Nhưng nếu khi anh không có mặt thì sao? Anh phải suy tính đến rất nhiều yếu tố. Hừm. Diệp Quân Lâm hít một hơi thật sâu. Chồng à, anh sao vậy? Lý Tử Nhiệm nhìn ra sự bất thường của Diệp Quân Lâm, cô tò mò hỏi. Diệp Quân Lâm cười, còn có chuyện này nữa à? Lượt thích lên đến trăm triệu. Có điều là lo âu vẫn hoàn lo âu. Nhưng chỉ cần có kẻ muốn ra tay, Diệp Quân Lâm tuyệt đối khiến bọn chúng có đến mà không có về. Cho dù có phải truy đuổi đến cùng trời cuối đất, cũng phải giết cho bằng được. Đất đai tổ quốc dưới chân anh, vợ con thân thích của anh, đừng ai hòng động được vào một sợi tóc của họ. Chọc giận vị ma vương này chính là tìm đường vào chỗ chết. Vâng, hệ thống gặp lỗi, trước đây em cũng từng gặp tình huống này rồi. Đáng tiếc là có biết bao nhiêu bình luận em chưa kịp đọc. Lý Tử Nhiệm có chút tiếc nuối nói. Được rồi, nghỉ ngơi tịnh dưỡng cho tốt đi. Đợi em bé ra đời, cho em chụp ảnh đến khi chán thì thôi. Diệp Quân Lâm cười. Hiện nay có rất nhiều người thích khoe con cái. Anh đã tưởng tượng được ra cảnh Lý Tử Nhiệm sau khi con sinh ra, cô sẽ ngày ngày đem con lên khoe rồi. Diệp Quân Lâm phải đảm bảo trong quá trình Lý Tử Nhiệm mang thai, tuyệt đối không được xảy ra bất kỳ vấn đề nào. Cho dù nguy hiểm có đến gần, cũng phải bóp chết từ lúc còn trong trứng nước. Không được để Lý Tử Nhiệm hay biết gì hết. Anh muốn khiến Giang Bắc, thậm chí cả cái Lạc Việt này đều được phòng thủ kiên cố. Tuyệt đối không được để bất cứ ai đến gây chuyện. Hoàn cảnh hiện tại của Diệp Minh Thiên so với em, thì thật sự không được tính là gì hết luôn. Diệp Quân Lâm cười. Ai nấy đều tưởng rằng nhà họ Diệp là chướng ngại lớn nhất của anh. Nhưng thực ra lúc này nếu đem ra so sánh thì không là gì cả. Nhà họ Diệp chẳng đáng là gì. Vốn dĩ anh còn ngỡ mình sẽ được yên ổn đến khi em bé ra đời. Sau đó, Diệp Quân Lâm tìm đến nhóm Tây Phương.
Hiện giờ tình thế tương đối gay gắt, chúng ta phải chuẩn bị đâu vào đấy trước đãi. Diệp Quân Lâm ra lệnh. U Linh Quân rõ, từ giờ phút này bắt đầu răng bẫy mai phục. Cho dù chúng ta có ngăn chặn đến thế nào, cuối cùng vẫn sẽ có kẻ lọt được vào Lạc Việt. Bắc Phương nhíu mày nói. Suy cho cùng, nếu như kẻ địch thật sự muốn đối phó với Diệp Quân Lâm thì tuyệt đối sẽ không phái những kẻ có đẳng cấp tâm thường đến. Những kẻ đến đây chắc chắn là những cao thủ số một. Cho nên trách nhiệm trên vai mỗi người không hề nhẹ nhàng. Diệp Quân Lâm thở dài nói, chuyện này tôi không muốn làm phiền quá nhiều người, hãy điều động người của mình thôi. Bắc Phương, đi xem đội quân kia gần đây nghỉ ngơi chỉnh đốn ra sao rồi. Bắc Phương nở nụ cười nhẹ nhõm, báo cáo chiến thần, đúng lúc U Linh Quân mới hoàn thành nhiệm vụ. Tốt, vậy thì để U Linh Quân đi đi, thêm phiêu anh đoàn nữa là đủ rồi. Diệp Quân Lâm nói, U Linh Quân thật ra có số lượng không nhiều, chỉ có 50 người mà thôi. Đây là một đội quân đặc biệt được Diệp Quân Lâm gây dựng nên. Tên sao người vậy, bọn họ giống như những hồn ma hoạt động trên chiến trường. Bọn họ thường giết người không lộ mặt, có thể đóng giả thành thích khách, lúc nào cũng có thể dùng một nhát dao đâm vào nơi quan trọng nhất. U Linh Quân vô cùng đáng sợ. Mấu chốt là kẻ địch vốn dĩ không hề hay biết sự tồn tại của họ. Gặp được họ cũng chính là thời khắc phải đi chầu Diêm Vương. Không ai hay biết về U Linh Quân dưới trướng chiến thần Côn Luân. Thậm chí ngoại trừ Diệp Quân Lâm ra, không một ai hay biết họ trông như thế nào. Bao gồm cả Tây Phương và mọi người. Bọn họ luôn phục tùng mệnh lệnh trực tiếp từ Diệp Quân Lâm. Cho dù không một ai hay biết sự tồn tại của U Linh Quân. Nhưng nếu kẻ địch biết đến sự tồn tại của đội quân này, thì có thể nói là sẽ hoảng sợ đến cực độ. Nói không chừng ngày nào đó sẽ bị người của U Linh Quân để mắt đến mất. Có U Linh Quân và phiêu anh đoàn, thêm cả chính bản thân anh, không ai có thể động tới Lý Tử Nhiệm được. Lý Tử Nhiệm căn bản không hề hay biết, một tấm ảnh lại có thể đem đến sự hỗn loạn cho cả thế giới. Cả ngàn tổ chức có thế lực ở ngoại quốc đều đang dục dịch hành động. Vô số những cặp mắt đều đang nhìn chằm chằm vào cô. Giá trị của cô cũng leo lên nhanh chóng, đạt tới cả ngàn tỷ. Các nước bên ngoài đã ra lệnh treo thưởng, cung cấp thông tin cụ thể của Lý Tử Nhiệm sẽ có thưởng đến cả tỷ đô, nếu mang cô đến thì thưởng đến hơn 100 tỷ đô, nếu ai giết được Diệp Quân Lâm, giải thưởng 700.000 tỷ đô. Hơn nữa con số tiền thưởng vẫn đang không ngừng tăng lên. Lúc này, trên một hòn đảo nhỏ ở một quốc gia khác. Đây là địa bàn của Hải Quốc. Hải Quốc đã từng là một trong 18 quốc gia bị Diệp Quân Lâm trấn áp. Trên hòn đảo nhỏ có rất nhiều trực thăng đang đỗ, bên cạnh còn có một chiếc du thuyền xa hoa. Còn có một đội hộ vệ được trang bị vũ trang. Bên trong căn biệt thự trên đảo, có mấy chục người đang thảo luận vấn đề. Trên màn hình lớn bất ngờ xuất hiện những bức ảnh của Lý Tử Nhiệm, Trí Oánh. Những người này đều là những bại tướng dưới tay Diệp Quân Lâm. Những người ở 18 nước trước đây. Họ bị Diệp Quân Lâm trấn áp đã sắp tròn 5 năm rồi. Họ căn bản không thể ngóc nổi đầu lên. Lần này Lý Tử Nhiệm bị lộ ảnh, những người hưng phấn nhất chính là bọn họ. Bọn họ cũng là những người có hành động trước tiên. Chúng ta buộc phải nhanh chóng ra tay sớm nhất. Chỉ cần chúng ta giết được Diệp Quân Lâm, thì bao nỗi nhục ngày trước đều sẽ được gột rửa sạch sẽ. Đúng, tiếp sau đây chúng ta phái ra 30 cao thủ mạnh nhất thâm nhập vào Lạc Việt, bắt cóc hai người phụ nữ này. Đợi đã, chỉ có 30 người liệu có đủ không? Đủ rồi, lần này 30 vị cao thủ lợi hại đã được chọn lọc ra, có thể sánh ngang với những kẻ có tên trên bảng xếp hạng những tay kiếm hàng đầu Lạc Việt rồi. 30 người họ phối hợp với nhau, cộng thêm chúng ta ở đằng sau nữa, chắc chắn sẽ thành công không đủ, tôi sẽ phái thêm 100 vị cao thủ để gây nhiều loạn cho Diệp Quân Lâm trước, rồi mới để 30 người kia ra tay, có như vậy tỷ lệ thành công mới cao hơn nhiều. Những kẻ bại tướng dưới tay Diệp Quân Lâm đều đang thương lượng làm sao để bảo đảm tỷ lệ thành công. Bắt cóc Lý Tử Nhiệm và Trí Oánh, hoặc là một trong hai người cũng được. Bọn họ đề ra rất nhiều phương án. Điều bọn họ muốn chính là sự thành công. Diệp Quân Lâm có nhược điểm thì đã thành chuyện khác. Nếu là trước đây thì kế hoạch gì bọn họ cũng không vạch ra nổi. Cho dù Diệp Quân Lâm đứng ở ngay đó, bảo bọn họ giết, cũng không ai dám ra tay. Không chỉ có 18 nước bị Diệp Quân Lâm đánh bại, còn có rất nhiều quốc gia có thế lực cũng đang nhằm vào Lý Tử Nhiệm. Ví dụ như Võ Quốc bị Tần Uyên dẫn Bách Thú Doanh đi đàn áp,
Không lâu trước đó, sự hung hăng ngạo mạn của bọn họ đã bị Tần Uyên đến từ Tây Cảnh đánh cho tan tác. Lần này, sau khi biết được sự tồn tại của Lý Tử Nhiệm, tâm tư của bọn họ lại dao động. Võ quốc thiện chiến, tinh thần người dân dũng mãnh. Người của võ quốc đều tôn sùng võ đạo. Võ quốc cũng có một bảng xếp hạng, gọi là bảng võ thần, giống như bảng những tay kiếm hàng đầu Lạc Việt. Ai nấy đều coi các cao thủ có tên trên bảng võ thần giống như thần linh vậy. Lần này, toàn bộ những cái tên trên bảng võ thần cũng chỉ có 100 cao thủ, mà tất cả đều đã đi thâm nhập vào Giang Bắc chuẩn bị đi bắt cóc Lý Tử Nhiệm và Trí Oánh. Lần này, để đối phó với Diệp Quân Lâm, võ quốc đã dốc toàn bộ bản lĩnh ra rồi. Bọn họ đã đem tất cả những lá bài chủ chốt ra dùng. Không chỉ có võ quốc, rất nhiều tổ chức có thế lực cũng đang cài người xâm nhập vào Giang Bắc. Cho nên lần này những cao thủ nhằm vào Diệp Quân Lâm nhiều vô kể. Nhiều đến mức không tài nào tưởng tượng, thậm chí có cả những tên sát thủ đánh thuê, hacker cũng vì tiền thưởng cao ngất mà tham gia vào. Tóm lại là những mối nguy hiểm phải đối mặt còn đáng sợ hơn trong tưởng tượng nữa. Đến cả chính bản thân Diệp Quân Lâm cũng không lường được. Anh đã coi thường độ đáng sợ của mình trong lòng kẻ địch rồi. Chỉ cần anh xuất hiện chút điểm yếu nào, kẻ địch sẽ điên cuồng vồ đến và nhảm vào. Sự đối phó này trước giờ chưa xảy ra. Đối phương đều không quản mọi giá để nhằm vào anh. Thời gian trôi qua, tư liệu về Lý Tử Nhiệm và Trí Oánh ngày càng rõ ràng hơn. Thậm chí đến cả thân thế của Diệp Quân Lâm, họ cũng điều tra pha rồi, bao gồm cả nhà họ Diệp cũng tìm hiểu ra được. Vốn dĩ muốn lợi dụng nhà họ Diệp để ra tay, nhưng sau khi biết rõ mối quan hệ của Diệp Quân Lâm và nhà họ Diệp, ai nấy đều bỏ cuộc. Căn bản là không thể lợi dụng nổi. Không có giá trị. Nhà họ Diệp ở Kinh Thành. Vẻ mặt Diệp Minh Thiên bồn chồn, ông vừa cúp điện thoại. Ông ta kinh ngạc lên tiếng, Diệp Quân Lâm nổi tiếng đến thế cơ à? Đây đã là người thứ năm hỏi thăm về thân phận của Diệp Quân Lâm rồi đấy. Những người khác đều lên tiếng hỏi, ông chủ, có chuyện gì vậy? Diệp Quân Lâm làm sao cơ? Vẻ mặt Diệp Minh Thiên cũng ngờ vực, tôi cũng không hiểu ra làm sao. Các gia tộc có thế lực nước ngoài có quan hệ qua lại tốt với nhà họ Diệp hôm nay đều lần lượt gọi cho tôi để xác nhận thân phận của Diệp Quân Lâm. Đã đến người thứ năm rồi, e là đến giờ vẫn còn nữa đấy. Tôi còn tưởng Diệp Quân Lâm có thân phận gì lợi hại lắm cơ. Diệp Minh Thiên vô cùng nghi hoặc. Đến Diệp Thần còn không được đãi ngộ thế này. Diệp Quân Lâm dựa vào cái gì mà có được sự đối đãi đó? Ông gia vừa dứt lời. Lại có người gọi tới hỏi xác nhận thân phận của Diệp Quân Lâm. Cứ liên tiếp đến 10 người. Người nào người nấy cứ như phát điên hết rồi vậy. Hả, nước ngoài cũng biết đến mối quan hệ của Diệp Quân Lâm và nhà họ Diệp rồi ư. Quả nhiên là chuyện tốt thì không lọt ra ngoài, còn chuyện xấu thì bị đồn đến cả ngàn dặm. Quả nhiên, khi thân phận của thằng con riêng Diệp Quân Lâm này bị truyền ra, đến cả nước ngoài cũng phải cười nhạo vào gia đình danh gia vọng tộc bậc nhất Lạc Việt này. Người nhà họ Diệp ai nấy đều bất mãn mà nói. Bọn họ đều tưởng rằng danh tiếng của nhà họ Diệp làm lay động đến cả các quốc gia bên ngoài. Hóa ra là do mọi người phát hiện ra thân phận con riêng của Diệp Quân Lâm. Lúc này, Diệp Minh Thiên lại nhận được một cú điện thoại từ nước ngoài. Có phải ông có một ván cược với Diệp Quân Lâm không? Đối phương xác nhận thân phận xong, không kìm được mà hỏi. Diệp Minh Thiên đáp lại theo bản năng, đúng vậy. Sao thế? Ông là đồ ngu xuẩn, ông mà dám đánh cược với anh ta sao? Hiện tại ở nước ngoài có rất nhiều người đã biết chuyện này rồi. Nói xong, người đối diện liền hùng hổ cúp điện thoại. Hả, Diệp Minh Thiên sững sờ. Sau khi biết được mối quan hệ của ông ta với Diệp Quân Lâm, tại sao người nọ lại bắt đầu mắng ông ta là ngu xuẩn chứ? Vậy là chuyện gì đã xảy ra? Ý định ban đầu của người nọ rất đơn giản. Hắn chỉ mắng Diệp Minh Thiên vì thấy ông ta can đảm đến mức dám đánh cược với chiến thần Côn Luân của nước Lạc Việt. Ông ta bị điên rồi sao? Chiến thần Côn Luân trấn áp hàng trăm quốc gia ở nước ngoài, là con ác mộng của hàng nghìn thế lực tổ chức dòng họ. Tên ngu xuẩn Diệp Minh Thiên này lại thực sự đánh cược với anh. Chuyện này không phải là ngu ngốc thì còn là gì? Ồ, tôi hiểu rồi. Ý hắn mắng tôi là vì tôi có thân phận cao quý như vậy lại đi đánh cược với một tên con riêng lưu lạc bên ngoài. Đây không phải là hạ thấp địa vị của tôi sao? Đó quả thực là một hành vi rất ngu ngốc. Nhất là bây giờ, mọi người ở nước ngoài đều biết về sự tồn tại của Diệp Quân Lâm rồi.
Trong mắt mọi người, tôi đã đưa ra một quyết định vô cùng ngu ngốc. Diệp Quân Lâm làm sao có thể đủ tư cách chứ? Vẻ mặt Diệp Minh Thiên biểu lộ sự bất đắc dĩ. Ông ta chẳng phải là không còn cách nào khác hay sao? Lúc trước, ai bảo Diệp Quân Lâm nắm được bí mật của ông ta không còn cách nào khác ngoài chọn cách đánh cược. Mà ông ta nào biết mình đã hiểu sai ý hoàn toàn rồi. Giữa Diệp Quân Lâm và ông ta, người yếu thế hơn chính là ông ta thì ra là như vậy. Bây giờ nhà họ Diệp của chúng ta ở Lạc Việt bị nước ngoài cười nhạo chính là vì tên Diệp Quân Lâm này. Nó chính là sâu mọt của nhà họ Diệp chúng ta, xóm muộn gì nó cũng khiến nhà họ Diệp mất sạch thể diện. Còn không phải sao, không ai biết đến thiên tài như Diệp Thần, nhưng Diệp Quân Lâm, cái nỗi ô nhục này thì mọi người đều biết cả. Dòng họ Diệp căn bản không biết chuyện gì đang xảy ra ở Lạc Việt lúc này. Họ càng không biết rằng ở nước ngoài, mọi chuyện đều đã nhốn nháo cả lên. Trong vòng chưa đầy nửa ngày, thế giới đã thay đổi, thậm chí thế cuộc cũng có những thay đổi to lớn. Tất cả chỉ vì cái loại người được coi là con hoang trong mắt họ. Chỉ một người đã làm bùng nổ cả thế giới. Diệp Thần cười nói, ba, con nghe nói, tiếp theo Lăng Thiên Long sẽ đối phó với Diệp Quân Lâm. Anh ta cũng không phải dạng hiền lành gì. Ha ha, để người khác dạy cho nó một bài học cũng tốt, kẻo tên nhóc đó lại ngông cuồng đến vô cùng. Diệp Minh Thiên mỉm cười. Lăng Thiên Long quả nhiên đã lên đường đến Giang Bắc rồi. Người đi cùng với anh ta còn có Khương Di Quân. Trang phục tham dự hội nghị của Khương Di Quân lần này có thể nói là mang lại cho cô ta phong thái đẹp nhất để gặp Diệp Quân Lâm. Để cho anh biết thế nào là hối hận. Những ngày kế tiếp, Diệp Quân Lâm không có ý định để Lý Tử Nhiệm và mẹ anh ra ngoài. Ra ngoài rồi thì thế nào họ cũng gặp nguy hiểm. Anh muốn được ở bên cạnh họ từng giây từng khắc để chăm sóc họ. Bên kia, Bắc Phương truyền tin đến rằng có rất nhiều cao thủ đã lẻn vào Giang Bắc, rất khó để phát hiện. Bây giờ ước chừng có hàng trăm cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào đám người Diệp Quân Lâm. Khắp nơi đều có nguy hiểm. Bắc Phương, Giang Bắc không cần bố trí phòng vệ, cho bọn họ tiến vào hết đi, chúng ta dễ dàng bắt gọn một mẻ. Diệp Quân Lâm ra lệnh. Những gì anh muốn là đánh cho những người này sợ hãi một lần. Sợ rồi thì họ sẽ không dám đến nữa. Có tôi ở đây, Lạc Việt chính là cấm địa, mọi người không hiểu sao. Diệp Quân Lâm cảm thấy mình im lặng suốt nửa năm, có rất nhiều người đã quên mất đau đớn là gì. Chỉ trong vài giờ, đã có hàng nghìn cao thủ từ nước ngoài đến. Phần lớn trong số họ là đều đứng đầu bảng xếp hạng những tay kiếm hàng đầu Lạc Việt. Đặc biệt là tất cả các cao thủ của bảng thần võ của võ quốc đều cùng đến. Họ từ lâu đã ẩn nấp xung quanh đám người Diệp Quân Lâm để chờ đợi thời điểm thích hợp để ra tay. Vù, sân bay Giang Bắc. Sau khi xuống máy bay, Lăng Thiên Long hít một hơi dài. Lần này anh ta đến vì Diệp Quân Lâm. Dù sao thì hôn ước cũng đã bị hủy bỏ. Nhà họ Diệp cũng không quan tâm. Anh ta không có gì băn khoăn nữa. Diệp Quân Lâm không chết mà chỉ bị thương nặng. Đây là mục đích của anh ta. Có một vài người ở trên cùng chuyển bay với Lăng Thiên Long. Họ đều mặc quần áo da và đội mũ, có thể thấp thoáng nhìn thấy những hình xăm trên mặt. Khi đi ngang qua đoàn người của Lăng Thiên Long, những người này còn cố ý nhìn anh ta một cái. Kỳ lạ là có rất nhiều người nước ngoài ở tại sân bay Giang Bắc hôm nay. Cậu chủ, sân bay hôm nay lạ thật đấy. Lúc này, hộ vệ riêng của Lăng Thiên Long thì thào. Sao thế? Khương Di Quân và Lăng Thiên Long đồng thời nhìn sang. Tôi phát hiện sân bay toàn là cao thủ, có cảm giác mọi người ở đây đều không bình thường tí nào. Người hộ vệ nói rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Đúng vậy, tôi cũng nhận ra rất nhiều cao thủ, rất nhiều người xem ra không phải người Lạc Việt đâu. Huống hồ đây chỉ là những gì chúng ta có thể nhìn thấy, tôi có cảm giác họ còn mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Vậy là có chuyện gì? Chẳng lẽ có chuyện lớn gì đã xảy ra rồi sao? Một số hộ vệ khác cũng có linh cảm tương tự. Sân bay Giang Bắc có nguy cơ bốn phía, cao thủ nhiều vô số. Mạnh hơn họ chiếm đa số. Linh cảm của họ là đúng. Diệp Quân Lâm bảo Bắc Phương buông lỏng giới hạn, vì thế rất nhiều cao thủ đều có thể ngông nghênh tiến vào. Có ba nhóm người trên cùng chuyển bay với Lăng Thiên Long. Hả, vậy là có chuyện gì? Sân bay Giang Bắc đột nhiên nhiều cao thủ như vậy. Họ đến để làm gì? Khương Di Quân cảm thấy nghi ngờ. Lăng Thiên Long cũng cảm thấy khó hiểu.
Tôi nghe nói rằng ở nước ngoài hình như đã xảy ra chuyện, nhưng không ai biết chính xác chuyện gì đã xảy ra. Vậy nó có liên quan gì đến chuyện này không? Một người bảo vệ hỏi. Có thì cũng không nhất định là liên quan đến Giang Bắc, đúng không? Theo tôi, ở Giang Bắc ngoại trừ có Diệp Quân Lâm ra, cũng chẳng có gì đặc biệt đâu. Nếu là chuyện lớn thì cũng phải là ở Kinh Thành, ở những nơi nhỏ khác làm sao có thể xảy ra chuyện gì chứ? Lời nói của Lăng Thiên Long tràn đầy khinh thường. Họ đến từ Kinh Thành, do đó, họ luôn có cảm giác họ vượt trội hơn những người ở nơi khác. Đặc biệt là hai người đều xuất thân từ hoàng tộc. Họ càng lạnh lùng, kiêu ngạo và cao quý hơn. Bọn họ cảm thấy rằng nếu có việc gì lớn thì cũng sẽ không xảy ra ở một nơi nhỏ bé như thế này. Kinh Thành mới thực sự là vùng lớn. Mở mang kiến thức ở Kinh Thành vẫn tốt hơn so với nơi nhỏ bé như Giang Bắc này. Vì vậy khi đến gặp Diệp Quân Lâm, họ đều tỏ ra kiêu ngạo. Họ lại càng không muốn nhắc đến sức mạnh của nhà họ Diệp kia. Mặc kệ đi, chúng ta trực tiếp đi tìm Diệp Quân Lâm. Ánh mắt Lăng Thiên Long lạnh lùng. Ừ. Khương Di Quân gật đầu. Cô ta tháo kính râm, để lộ khuôn mặt của mình. Ôi, đẹp quái. Khi Khương Di Quân lộ ra khuôn mặt của mình, toàn sân bay lập tức sôi sục. Nhiều người vây quanh cô ta để ngắm nhìn và chụp ảnh. Dẫu sao thì Khương Di Quân cũng trang điểm cực tinh tế, lại mặc bộ quần áo thời trang và quý phái nhất. Cô ta đẹp đến mức người ta không dám nhìn thẳng. Trên người cô ta lại có một khí chất đặc biệt. Đó là khí chất của người đã được nuôi dưỡng trong một gia đình giàu có từ khi còn nhỏ. Ngay cả những ngôi sao cũng không thể so sánh được. Lần trước, Khương Di Quân sợ cô ta quá xinh đẹp nên Diệp Quân Lâm sẽ không đồng ý ly hôn, vì thế cô ta còn cố tình hóa trang thành cô bé lọ lem. Vốn dĩ cô ta muốn hủy hôn, nhưng Diệp Quân Lâm lại nói rằng cô ta kém xa vợ anh. Cô ta luôn ghi nhớ chuyện này. Lần này, cô ta đến trong dáng vẻ xinh đẹp nhất. Ota rất mong đợi phản ứng của Diệp Quân Lâm khi gặp lại cô ta. Xem lúc đó anh có dám nói cô ta không xinh bằng vợ anh nữa không? Diệp Quân Lâm, tôi đã đến rồi, anh đã chuẩn bị xong rồi chứ? Khóe miệng Diệp Quân Lâm nhếch lên, lộ ra ý cười. Ở một bên, Diệp Quân Lâm đang ở cùng Lý Tử Nhiệm. Anh nhận được điện thoại của Võ Sâm. Anh ta nói có người tìm anh. Diệp Quân Lâm đứng ngây người ra. Đám người này thẳng thắn như vậy sao? Trực tiếp đến đây, nhưng khi nghe được là Khương Di Quân và Lăng Thiên Long, Diệp Quân Lâm cảm thấy thoải mái hơn. Thì ra là hai tên ngu ngốc đó. Võ Sâm nói với bọn họ, ông đây không có thời gian. Bảo bọn chúng mau cút đi. Diệp Quân Lâm đang chuẩn bị đối phó với kẻ địch mạnh làm gì có thời gian chơi đùa với bọn chúng chứ? Trong lúc này, bọn họ không là cái thá gì cả. Bên ngoài tập đoàn Minh Cường. Đám người Lăng Thiên Long vẫn đang nóng lòng chờ đợi. Võ Sâm đi ra rồi lạnh lùng nói, ông chủ nhà chúng tôi không có thời gian, bảo các người mau cút đi cái gì cơ. Lăng Thiên Long tức đến mức muốn bốc hỏa. Bọn chúng có thân phận như thế nào? Diệp Quân Lâm lại dám không gặp bọn họ. Lẽ nào anh có lý do gì đó? Trước đây là nhà họ Diệp bao che cho anh ta, bây giờ anh ta lại dám ngông cuồng như vậy sao? Lăng Thiên Long tức giận nói. Khương Di Quân cũng không nghĩ Diệp Quân Lâm sẽ ngông cuồng đến mức này, ngay cả gặp mặt cũng không chịu. Mau về nói lại với Diệp Quân Lâm nếu như anh ta không gặp bọn ta, thì tôi sẽ tự mình lên tìm hắn nói chuyện. Các người mau đi đi, anh Lâm của bọn tôi dạo này bận rất nhiều chuyện, không có thời gian để ý đến mấy tên vô danh tiểu tốt như các người đâu. Võ Sâm hết nhẫn nại xua xua tay mặc dù anh ta không biết có chuyện gì xảy ra. Nhưng vẫn cảm nhận được gần đây Diệp Quân Lâm đang bận làm việc lớn gì đó. Vô danh tiểu tốt sao? Lăng Thiên Long và Khương Di Quân chỉ vào mặt nhau nói. Bọn họ đường đường là cô chủ cậu chủ hoàng tộc cao quý ở trong kinh thành, mà lại là vô danh tiểu tốt sao? Đang nói đùa gì vậy? Nhưng bọn họ so với các đất nước nước ngoài ở ngoài kia mà Diệp Quân Lâm sắp phải đối mặt thì đúng là vô danh tiểu tốt. Hay cho tên Diệp Quân Lâm anh, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Nét mặt Khương Di Quân cũng lạnh lùng. Lần đầu tiên đến đã bị Diệp Quân Lâm từ chối. Lần này cô ta trang điểm lộng lẫy đến nhưng lại bị từ chối khi còn ở ngoài cửa. Không được, tôi nhất định phải khiến Diệp Quân Lâm gặp tôi. Ánh mắt Khương Di Quân bỗng lóe lên một tia sáng. Cô muốn đứng trước mặt Lý Tử Nhiệm để Diệp Quân Lâm so sánh hai người một phen,
khiến anh ta phải nói ra những điểm mà bản thân nổi bật xuất sắc hơn Lý Tử Nhiệm lúc này, màn đêm buông xuống. Nam Giang bị bao phủ trong màn đêm. Báo hiệu rằng sắp có nguy hiểm xảy ra. Võ quốc, Hải quốc và 18 nước phái đến những binh lính cường tráng đã tập hợp đầy đủ, còn có một vài nước khác và còn tổ chức lính đánh thuê, tổ chức sát thủ, thế lực của thế giới hắc ám ở phương Tây thậm chí cả các cao thủ của các tập đoàn quốc tế lớn cũng không ngừng tập trung lại với nhau. Vốn dĩ thế lực nào cũng muốn giành lấy công đầu, đều muốn là người đầu tiên tóm được Lý Tử Nhiệm hoặc Chí Oánh, muốn vang danh khắp thế giới. Nhưng theo như thông tin tình báo, Diệp Quân Lâm vẫn luôn ở cạnh hai người đó, căn bản bọn họ không có cơ hội ra tay. Và lại trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ. Bên phía Diệp Quân Lâm chắc chắn biết được hành động của bọn họ, và sẽ nâng cao phòng bị nghiêm ngặt hơn. Nếu như là trước đây, tất cả người khác nhất định không có cơ hội. Nhưng lần này, Diệp Quân Lâm có hai điểm yếu. Người khác có thể thử. Vậy nên bọn họ dứt khoát quyết định từ bỏ đơn thương độc mã tấn công, cố gắng tụ hợp mọi người lại cùng nhau. Nâng cao sức mạnh, mạnh mẽ tiến công trực tiếp. Tốt nhất là tách Diệp Quân Lâm ra, sau đó ra tay với Lý Tử Nhiệm và Chí Oánh. Làm như vậy sẽ dễ thấy được hậu quả là chúng ta sẽ tổn thất lực lượng nặng nề. Chiến thần Côn Luân của Lạc Việt quá mạnh, sợ rằng chúng ta sẽ phải giữ một nửa lực lượng ở lại đây. Có điều, mệnh lệnh mà chúng ta nhận được chính là không tiếc bất cứ giá nào. Vì mối thù với Diệp Quân Lâm, mọi người đã chuẩn bị sẵn quyết tâm cho dù phải chết. Tình huống gì đây? Rất nhanh trong tầm mắt mọi người nhìn thấy một nhóm người. Đó chính là Lăng Thiên Long và Khương Di Quân. Cục diện sắp thay đổi rồi, khả năng chiến thắng của chúng ta lớn hơn rồi. Đám người Lăng Thiên Long đi thẳng đến phía trước khu biệt thự của Diệp Quân Lâm, hét lớn, Diệp Quân Lâm, nếu mày là đàn ông thì ra đây gặp bọn tao. Nếu mày sợ rồi thì ra ngoài đập đầu lại bổn thiếu ra một cái, tao có thể tha cho mày lần này. Trong mắt đâm người Khương Di Quân, chắc chắn Diệp Quân Lâm đang sợ hãi. Sở dĩ là nhỏ có nhà họ Diệp chống lưng, mà anh coi thường tất cả, thậm chí còn dám đánh cả Lăng Thiên Long. Nhưng bây giờ đã khác rồi. Hử, đang xảy ra chuyện gì vậy? Đã có hàng nghìn cao thủ đang rình rập xung quanh đã sẵn sàng ra tay, nhưng bọn họ lại bị tình hình trước mắt làm cho giật mình. Bọn họ tạm thời dừng hành động, theo dõi những gì đang diễn ra trước mắt. Đặc biệt khi nghe thấy hai người Khương Di Quân cũng đến tìm Diệp Quân Lâm. Lăng Thiên Long và Khương Di Quân tiếp tục dùng lời nói để kích động Diệp Quân Lâm. Lăng Thiên Long còn đếm đến 10. Nếu Diệp Quân Lâm không ra ngoài thì bọn họ sẽ tự đi vào giết người. 1, 2, 10. Sau khi đếm đến 10, Lăng Thiên Long đang muốn đi vào thì một bóng người xuất hiện. Diệp Quân Lâm, khi hàng nghìn cao thủ đến từ hàng trăm quốc gia được nhìn rõ khuôn mặt ma quỷ của Diệp Quân Lâm, tất cả bọn họ dường như muốn phát điên. Dường như máu trong người đông lại, cơ thể lạnh cóng, cả người run rẩy, ánh mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Chính là người đàn ông trước mắt đã đánh bại hàng trăm nước, khiến tất cả mọi người không dám có bất kỳ suy nghĩ chiến tranh nào với Lạc Việt. Được hàng triệu người gọi là quỷ vương. Lần này được gặp anh, huyết áp của mọi người như muốn tăng lên, toàn thân bắt đầu kích động. Điều khiến tất cả mọi người vô cùng bất ngờ đó là cỗ máy chiến đấu này. Vị thần chiến tranh này cũng có cuộc sống bình thường như bao người bình thường khác. Đây rốt cuộc là sao? Bọn họ sững sờ một lúc rồi đột nhiên có phản ứng. Diệp Quân Lâm ra ngoài rồi. Có nghĩa là anh đã tách ra khỏi Lý Tử Nhiệm và Chí Oánh rồi. Đối với những cao thủ giỏi nhất đến từ hàng trăm quốc gia, cho dù Diệp Quân Lâm có đứng cách Lý Tử Nhiệm 10 mét thì cũng được coi là tách nhau ra. Dù sao thì bọn họ cũng là những cao thủ hàng đầu, có thể đánh bại đối thủ trong nháy mắt. Khoảng cách 10 mét cũng đủ cho bọn họ ra tay. Mà lúc này Diệp Quân Lâm đã đi ra khỏi biệt thự, đi ra trước cổng khu biệt thự khoảng cách ít nhất cũng phải lên tới hàng nghìn mét. Điều này có nghĩa là Diệp Quân Lâm đã hoàn toàn tách khỏi Lý Tử Nhiệm. Đối với bọn họ đây là một cơ hội tuyệt vời. Khả năng thành công càng lớn. Bọn họ biết rõ chắc chắn bên cạnh Lý Tử Nhiệm có người bảo vệ và bọn họ cũng biết rõ mấy người đó. Chính là ngũ đại chiến vương do chiến thần Côn Luân đứng đầu. Nhưng chỉ cần tên ma vương Diệp Quân Lâm này không còn tồn tại thì bọn họ cũng không cần phải lo sợ gì nữa. Người cầm đầu bắt đầu phân chia nhiệm vụ.
Cho dù Diệp Quân Lâm không ở bên cạnh Lý Tử Nhiệm và Trí Oánh nhưng bọn họ cũng phải đề phòng Diệp Quân Lâm ngăn không cho anh quay về. Vì vậy bọn họ cần cử một nửa, thậm chí là hơn một nửa số cao thủ để ngăn chặn Diệp Quân Lâm lại. Giết Diệp Quân Lâm là chuyện không thể. Bọn họ đều biết anh đáng sợ đến mức nào. Chỉ cần có thể ngăn cản anh để kéo dài thời gian, những cao thủ khác có thể lẻn vào biệt thự, bắt Lý Tử Nhiệm và Trí Oánh đi với tốc độ nhanh nhất. Như vậy bọn họ có thể dùng Lý Tử Nhiệm và Trí Oánh để uy hiếp Diệp Quân Lâm. Đây mới là mục đích của bọn họ. Sau khi đã lên kế hoạch xong, cao thủ của hàng trăm nước lần lượt hành động. Hàng nghìn cao thủ đang lặng lẽ tiếp cận và lẻn vào biệt thự trong bóng tối. Toàn bộ những người còn lại đứng canh chừng Diệp Quân Lâm. Sở dĩ Diệp Quân Lâm đi ra là bởi vì những ân oán trước đây với Lăng Thiên Long và Khương Di Quân. Hai người bọn họ đứng ngoài biệt thự gào thét lâu như vậy. Diệp Quân Lâm cuối cùng mày cũng xuất hiện, tao còn tưởng mày không dám đi ra cơ đấy. Lăng Thiên Long chế nhạo nói. Khương Di Quân ngẩng đầu kiêu ngạo, đứng trước mặt Diệp Quân Lâm bằng tư thế đẹp nhất như một con chim công. Lúc này, Khương Di Quân giống như một viên đá quý, tỏa sáng lấp lánh trong đêm. Một vẻ đẹp khiến người ta ngạt thở, khiến người ta thèm thồng. Hoàn hảo. Hoàn hảo không gì sánh được. Cho dù là khuôn mặt, dáng người hay khí chất của Khương Di Quân đều vô cùng hoàn hảo. Không hổ danh là người đẹp nhất kinh thành. Thêm vào đó là thần thái sang chảnh khiến cô ta như một tiên nữ giáng trần. Cô ta cho rằng không có bất kỳ người đàn ông nào lại không bị lay động trước vẻ đẹp của cô ta. Trước đây không có một ai nhìn thấy khuôn mặt của cô ta mà không mê muội. Cho dù là Diệp Thần, con người được mọi người cho rằng là người kiêu ngạo nhất nhà họ Diệp cũng không phải ngoại lệ. Khương Di Quân xinh đẹp như vậy đứng trước mặt Diệp Quân Lâm, không nói câu nào, chỉ cố gắng tỏ ra xinh đẹp nhất có thể. Cô ta và Lăng Thiên Long đã tưởng tượng ra được dáng vẻ thất thần của Diệp Quân Lâm khi nhìn thấy cô ta. Nhưng sự việc tiếp theo đã làm cho bọn họ thất vọng. Diệp Quân Lâm chỉ lướt nhìn qua một lượt, ánh mắt không dừng lại nhìn hai người họ lần nào. Tựa như trong mắt anh vẻ đẹp tuyệt trần của Khương Di Quân là hết sức bình thường, anh đã nhìn quen rồi. Bị Diệp Quân Lâm phớt lờ, ngay lập tức Khương Di Quân không hài lòng. Cô ta đã phải dành ra 6 tiếng đồng hồ để trang điểm chỉ để cho Diệp Quân Lâm nhìn thấy, khiến cho anh phải hối hận. Nhưng lúc này, Diệp Quân Lâm lại không có bất kỳ phản ứng nào. Thậm chí Khương Di Quân còn nghi ngờ có phải do ánh đèn không đủ sáng nên Diệp Quân Lâm mới không nhìn rõ cô. Diệp Quân Lâm, anh nhìn tôi. Khương Di Quân nhìn chằm chằm vào Diệp Quân Lâm, hét lớn. Diệp Quân Lâm nhìn cô ta, ánh mắt bình thản, không có bất kỳ chút kích động nào. Anh không hề bị rung động trước vẻ đẹp của Khương Di Quân, càng không có bất kỳ suy nghĩ nào khác về cô ta. Từ ánh mắt của anh, Khương Di Quân có thể thấy rằng Diệp Quân Lâm không hề diễn. Anh thật sự không hề bị lay động trước vẻ đẹp của cô ta. Tại sao? Trên đời này vẫn có một người đàn ông có thể cưỡng lại trước sắc đẹp sao? Hay là do Khương Di Quân đã quá tự tin rồi? Cô ta thật sự rất đẹp. Không phải tự nhiên mà danh hiệu người đẹp nhất kinh thành lại thuộc về cô ta. Từ trước đến nay không có bất kỳ người đàn ông nào không bị siêu lòng trước cô ta. Hôm nay cô ta còn đặc biệt chuẩn bị, thậm chí còn trang điểm. Nhưng Diệp Quân Lâm vẫn không thèm để ý đến cô ta. Tại sao lại như vậy? Khương Di Quân nghĩ không ra lý do. Trừ khi Diệp Quân Lâm không thích phụ nữ. Khương Di Quân chỉ nghĩ ra được một lý do. Diệp Quân Lâm, chẳng lẽ anh không thấy tôi rất khác với lần trước sao? Khương Di Quân không nhịn được hỏi. Có thể thấy được, cô khác với lần trước. Diệp Quân Lâm lơ đình trả lời, anh đang tập trung quan sát những cao thủ đang ẩn nấp trong bóng tối. Vậy anh không có gì muốn nói sao? Khương Di Quân muốn thăm dò, hỏi. Cô ta rất muốn nghe Diệp Quân Lâm nói những lời như anh đã hối hận rồi, nói vợ của anh không tốt bằng cô ta. Nhưng không ngờ rằng Diệp Quân Lâm lại cảnh cáo cô ta, nếu mấy người muốn sống thì mau chóng cút đi. Cút càng xa càng tốt. Giọng nói của anh khiến những người khác cảm thấy vô cùng sợ hãi. Diệp Quân Lâm vừa nói xong, Khương Di Quân và Lăng Thiên Long lập tức sững sờ. Diệp Quân Lâm vừa nói gì vậy? Đuổi bọn họ cút đi. Nếu muốn giữ lấy mạng sống. Anh có ý gì vậy? Khương Di Quân lo lắng dậm chân. Chẳng phải Diệp Quân Lâm nên nói anh đã hối hận rồi sao? Anh có ý gì?
bây giờ anh đã nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp nhất của tôi, anh cũng không có gì để nói sao? Tôi vẫn không thể so sánh được với vợ của anh sao? Khương Di Quân nhìn chằm chằm vào Diệp Quân Lâm. Người phụ nữ này, cô bị điên rồi sao? Vừa rồi còn khuyên mấy người đi đi, mấy người không đi, hiện tại muốn đi cũng muộn rồi. Diệp Quân Lâm trừng mắt nhìn Khương Di Quân. Anh có ý gì? Lăng Thiên Long và Khương Di Quân vẫn ngơ ngác không hiểu gì. Bởi vì những cao thủ đang ẩn nấp trong bóng tối đang chuẩn bị ra tay tồi. Trong nháy mắt Diệp Quân Lâm, Khương Di Quân và những người khác bị bao vây bởi những bóng đen. Trên người họ đều tỏa ra sát khí cuồn cuộn và khí thế ngang tàn. Mặc dù là những cao thủ đến từ hàng trăm quốc gia khác nhau nhưng tất cả bọn họ đều đeo mặt nạ màu đen giống nhau. Chuyện gì vậy? Lăng Thiên Long nhìn xung quanh, ước chừng có hơn 100 người. Nhưng trên thực tế con số lên đến hàng nghìn người, đa số bọn họ đều còn đang ẩn nấp trong bóng tối. Lông mày xinh đẹp của Khương Di Quân nhíu lại, trong đôi mắt hiện lên sự bối rối. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao tự nhiên lại có nhiều người như vậy? Chẳng lẽ liên quan đến việc vừa rồi Diệp Quân Lâm khuyên bọn họ đi đi? Nếu còn muốn sống thì cút đi. Diệp Quân Lâm, chúng ta lại gặp nhau rồi. Một người trong số đó chế nhạo nói. Diệp Quân Lâm nghe giọng nói có thể nhận ra được đây chính cao thủ của một trong 18 nước mạnh nhất. Lăng Thiên Long có thể cảm nhận được sát khí tỏa ra từ trong người những người xung quanh, không nhịn được hỏi các người đến để đối phó với Diệp Quân Lâm. Đương nhiên rồi, nếu không chúng tôi chạy đến đây làm gì? Người kia chế nhạo nói. Không ngờ Lăng Thiên Long lại chế giễu đáp lại, nói với mấy người, Diệp Quân Lâm là con mồi của chúng tôi rồi, các người mau chóng cút đi. Cái gì 72? Những cao thủ có mặt tại đây đều sững sờ. Trên thế giới này có người dám nói chiến thần Trấn Quốc của Lạc Việt là con mồi của hắn. Người này rốt cuộc là ai? Lăng Thiên Long nhìn đám người đang đứng ngây người ra, không nhịn được nói, sao nào? Tôi nói mấy người không hiểu sao? Hay tai mấy người đều điếc hết rồi? Nghe cho rõ đây, tôi là người thừa kế của hoàng tộc họ Lăng ở Kinh Thành, Lăng Thiên Long. Bây giờ Diệp Quân Lâm là con mồi của tôi, muốn đánh hay giết anh ta là do tôi quyết định. Mấy người không có tư cách động vào anh ta, mau chóng cút hết đi cho tôi. Lăng Thiên Long cũng muốn thể hiện một chút trước mặt Khương Di Quân. Tóm lại không thể để người khác đến đối phó với Diệp Quân Lâm trước. Anh ta còn muốn để Khương Di Quân thấy được thực lực của anh ta. Sau khi biết được thân phận của Lăng Thiên Long, tất cả bọn họ đều cười. Thân phận của anh ta chỉ có thể dùng được khi ở kinh thành thôi. Nhưng trong mắt những cao thủ của nước ngoài thì chẳng là gì cả. Lăng Thiên Long nghe vô cùng rõ ràng tiếng cười nhạo của đám cao thủ, anh ta đang định nói gì đó thì bị Diệp Quân Lâm cắt ngang. Được rồi, đừng nói gì nữa được không, nếu mày còn nói nữa thì không còn mạng để sống nữa đâu. Ai dám lấy mạng của tao? Dựa vào mấy người này. Lăng Thiên Long chỉ vào đám cao thủ, chế nhạo nói. Chuyện khác không nói, 10 tên cận vệ bên cạnh anh ta cũng đủ để đánh bại đám người này. Phù phù phù. Trong nháy mắt, đột nhiên có tia máu bản ra. Phụt bụp. 10 tên cận vệ của anh ta đã sớm lần lượt bị bản chết trong vũng máu. Chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt. Từ nhỏ Lăng Thiên Long đã được luyện võ, anh ta dựa vào khả năng thực sự của bản thân giành được vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng thế gia. Là một người đàn ông mạnh mẽ, tài giỏi. Nhưng anh ta lại không nhìn thấy được ai là người ra tay, tại sao cận vệ của anh ta lại chết? Chuyện này quá đáng sợ rồi. Chỉ có thể giải thích là ở đây có rất nhiều người tài giỏi hơn anh ta. Nghĩ vậy, Lăng Thiên Long sợ hãi đến mức toát mồ hôi, hai chân bắt đầu run rẩy. Cả người Khương Di Quân bắt đầu lạnh cóng, nhìn những bóng đen đang bao vây xung quanh, cô ta cảm thấy vô cùng sợ hãi. Cô ta theo bản năng đứng lại gần Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm, mày vốn dĩ không có bất kỳ điểm yếu nào. Nhưng hôm nay mẹ mày và vợ mày đã trở thành điểm yếu chết người của mày. Bọn tao đã cho người đi bắt hai người họ lại. Mày sẽ không có bất kỳ cơ hội nào để cầu xin đâu. Trừ khi mày giết được hết bọn tao. Đám cao thủ chế nhạo nói. Trong mắt Diệp Quân Lâm ánh lên một tia sát khí, anh mỉm cười. Vậy thì tao sẽ giết hết chúng mày. Trên đất Lạc Việt, Khương Di Quân và Lăng Thiên Long đứng bên cạnh Diệp Quân Lâm đã hoàn toàn há hốc mồm kinh ngạc. Đây rốt cuộc là có chuyện gì vậy chứ?
Bọn họ rốt cuộc đã bị cuốn vào một trận đấu như thế nào? Nhiều cao thủ như vậy chỉ xông vào đánh một mình Diệp Quân Lâm sao? Điều quan trọng là sức mạnh của những cao thủ này, ai cũng đều vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Cho dù bọn họ đều có xuất thân từ hoàng tộc trong kinh thành, hiểu biết cực kỳ sâu rộng. Nhưng đối với những cao thủ trước mặt mình vẫn bị làm cho sợ hãi, bọn họ không thể nhìn thấy được những người này. Nhiều cao thủ mạnh như vậy, sợ rằng chỉ có những gia tộc nổi tiếng hiển hách trong kinh thành mới có được. Đặc biệt thực lực của Lăng Thiên Long lại vô cùng mạnh, anh ta được xếp thứ hai trong bảng xếp hạng những võ sĩ mạnh nhất ở kinh thành. Nhưng những vị cao thủ đứng xung quanh anh ta, một người anh ta cũng không thể nhìn thấu được. Tất cả bọn họ đều mạnh hơn anh ta. Như vậy thật quá đáng sợ, ví dụ như 10 tên hộ vệ của Lăng Thiên Long vừa rồi, đó đều là những cao thủ mạnh nhất trong tất cả những người mạnh nhất nhưng bọn họ vẫn bị giết trong chớp mắt. Nhóm người trước mặt này rốt cuộc là mạnh đến mức nào đây? Đến cả hai người Lăng Thiên Long cũng không thể tưởng tượng nổi. Quan trọng nhất vào lúc này, bọn họ có cả hơn 1000 người. Ngay lúc này bọn họ đột nhiên nghĩ đến những chuyện khác thường xảy ra ở sân bay. Những lời hộ vệ nói đều là sự thật. Ở sân bay thật sự có rất nhiều cao thủ nước ngoài. Nhất định Nam Giang đã xảy ra chuyện lớn. Những cao thủ nước ngoài này lại chỉ xông vào đánh một mình Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm không phải là một tên con riêng bị bỏ rơi sao? Chẳng lẽ anh ta còn có thân phận khác? Trận chiến này thật sự làm người khác phải sợ hãi. Trong đầu hai người Khương Di Quân và Lăng Thiên Long đều trống rỗng, bọn họ căn bản không nghĩ được thứ gì khác. Chỉ có thể đứng ngây người ra đứng ở đó. Giết nó! Cao thủ nhiều nước đồng loạt xông lên. Dầm! Lăng Thiên Long dẫn đầu xông lên, ngay lập tức bị một nắm đấm mạnh mẽ lao thẳng. Võ học của anh ta đã khiến cả nhà họ Lăng tự hào, bây giờ lại không đứng nổi lên chiến đấu trên chiến trường. Thực lực của vị võ sĩ đứng thứ hai trong bảng xếp hạng này đã hoàn toàn bị nghiền bẹp. Bất cứ một người nào trong đây đều có thể một đấm đánh bay anh ta đi mấy chục mét. Đến một chút cơ hội phản kháng lại anh ta cũng không có. Sau khi ngã xuống đất, Lăng Thiên Long liên tục phun ra máu, cơ thể anh ta co giật mấy cái, sau đó không hề động đậy gì nữa. Mặc dù không chết nhưng cũng đủ để anh ta nằm giường vài tháng. Trong lúc này, anh ta và Khương Di Quân mới hiểu được những lời mà Võ Sâm đã từng nói, tương đương Diệp Quân Lâm đang bận, không có thời gian quan tâm đến mấy tên vô danh tiểu tốt các người. Xem ra bây giờ bọn họ đúng thật là đám vô danh tiểu tốt. Hàng nghìn người trước mắt bọn họ, có ai là không mạnh hơn bọn họ cơ chứ? Rốt cuộc là Diệp Quân Lâm có thân phận đặc biệt gì? Tại sao đáng để nhiều cao thủ như vậy đến đối phó chứ? Chẳng lẽ có chuyện lớn gì đó xảy ra ở nước ngoài liên quan đến anh ta? Soạt! Lại có người chém đao về phía Khương Di Quân. Trong chốc lát máu toàn thân Khương Di Quân như bị đông lại, cô ta cảm giác như mình rơi xuống một cái hố không đáy vậy, cái chết đang cận kề cô ta. Cô ta tuyệt vọng nhắm mắt lại. Có lẽ cô ta sắp phải chết rồi. Đột nhiên cô ta cảm nhận được có một cánh tay mạnh mẽ nắm chặt lấy vai cô, sau đó kéo cô ta lên. Cô ta mở mắt ra, thì ra là Diệp Quân Lâm đã cứu cô ta. Ô ta vui khôn kể xiết. Nhìn Diệp Quân Lâm ở bên cạnh, trọng lòng cô ta kích động. Dầm! Diệp Quân Lâm đạp bay người đang xông đến. Con dân Lạc Việt bọn ta các người không có tư cách giết, cho dù họ có phạm phải tội lớn tày trời đi nữa. Khuôn mặt Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói. Ha ha, cậu muốn bảo vệ thêm một người nữa sao? Diệp Quân Lâm, cậu muốn tự làm khó bản thân sao? Cao thủ các nước càng thêm hưng phấn hơn. Thứ mà bọn họ muốn là kéo dài thời gian của Diệp Quân Lâm. Bây giờ Diệp Quân Lâm lại phải bảo vệ thêm một người, đúng lúc thuận theo mong muốn của bọn chúng. Vậy mấy người cứ thử xem sao? Vừa nói dứt lời, hàng nghìn cao thủ mạnh mẽ hung hãn xông tới. Khương Di Quân đang được Diệp Quân Lâm bảo vệ, thấy vậy cô ta chỉ biết há hốc mồm. Nhìn xung quanh xuất hiện những bóng đen, trái tim của cô ta như sắp nhảy ra từ trong lông ngực. Trận chiến này cả đời cô ta cũng chưa từng thấy qua. Anh ta có thể đối phó được sao? Nhắm mắt lại. Bên tai cô ta truyền đến giọng nói của Diệp Quân Lâm. Chiến thân bất bại. Khương Di Quân nhắm mắt lại, cô ta còn che kín hai lỗ tai. Cô ta đứng tại chỗ run rẩy, chỉ cảm thấy từng luồng gió mạnh giống như lưỡi dao cứa rách hai má mình. Cô ta cảm nhận được từng cơn nóng rát đau đớn. Ầm một,
Lại thêm một trận gió mạnh nữa ập đến đánh vào người, cơn gió này đã trực tiếp đẩy cô ta ngã xuống mặt đất. Theo bản năng, Khương Di Quân mở mắt ra, sau đó cô ta đã thấy một cảnh tượng mà có lẽ cả đời này cô ta cũng không thể nào quên được. Diệp Quân Lâm giống như một vị thân hạ phàm vây. Một người, một nắm đấm mạnh mẽ. Vậy mà giết được hơn 1000 cao thủ, làm cho bọn họ không có chút sức lực nào để phản công. Cô ta vừa mới nhắm mắt lại một lúc thì trên mặt đất đã tràn đầy xác chết. Cô ta đếm sơ lược qua, cũng đã hơn 300. Cô ta chỉ vừa mới nhắm mắt chưa tới một phút mà thôi. Lúc này bóng dáng bình thường trên sân kia, bỗng nhiên trở nên vô cùng cao lớn. Anh hùng cứu thế chiến thần bất bại, mùi máu tươi tanh nồng sộc thẳng vào khứu giác. Cảnh tượng rung động hướng thẳng vào thị giác của cô ta. Nhưng quan trọng nhất vẫn là đánh thẳng vào lòng của cô ta. Cô ta là Khương Di Quân, đệ nhất mỹ nhân kinh thành. Cảnh tượng nào mà chưa từng thấy qua chứ? Loại người nào mà chưa gặp chứ? Nhưng trước đây cô ta chưa từng thấy mọi thứ xảy ra ngày hôm nay. Đặc biệt là người đàn ông giống như chiến thần này. Anh vốn là người cô ta vừa ghét vừa khinh thường. Nhưng anh lại mang đến cho cô ta sự kinh ngạc lớn đến như vậy. Rốt cuộc anh là ai chứ? Anh thật sự chỉ là con riêng của nhà họ Diệp thôi sao? Là đứa con hoang trong miệng của tất cả mọi người sao? Giữa sân đấu, Diệp Quân Lâm càng đánh càng hăng hơn. Anh mạnh mẽ đến mức làm cho hơn ngàn cao thủ đều phải tuyệt vọng. Không đúng. Rõ ràng Diệp Quân Lâm đã mất một thời gian dài để nghỉ ngơi và hồi phục, tại sao anh vẫn còn mạnh như thế? Không đúng. Anh còn mạnh hơn so với trước kia, bọn họ cảm thấy tuyệt vọng. Hơn nữa bọn họ còn phát hiện, hình như Diệp Quân Lâm cũng không có ý định xông vào biệt thự cứu người. Anh muốn một lưới hốt gọn tất cả mọi người. Dường như bọn họ đã trúng kế rồi. Một bộ phận khác do bọn họ phái đi có thể sẽ gặp nguy hiểm. Bọn họ căn bản là không hề thấy Chí Oánh và Lý Tử Nhiệm. Ở trong biệt thự phía bên kia, cao thủ của nhiều quốc gia xông vào tới tấp. Nhưng lại không phát hiện một bóng người nào ở bên trong. Làm gì có bóng dáng của Lý Tử Nhiệm và Chí Oánh chứ? Nhưng những cao thủ theo dõi hàng đầu của bọn họ luôn theo dõi hai người, từ đầu đến cuối hai người đều ở trong biệt thự, căn bản là chưa từng ra ngoài. Dù Diệp Quân Lâm có lợi hại hơn nữa thì người của bọn họ cũng rất kinh khủng. Bọn họ cũng không thể biến mất trước mặt đám quân tinh nhuệ của nhiều quốc gia được. Việc này không có khả năng. Bọn họ không có thời gian để suy nghĩ. Rút lui. Ngay lập tức có người hạ lệnh. Nếu như Lý Tử Nhiệm và Chí Oánh không có ở đây thì có nghĩa là ở đây có mai phục. Bọn họ vừa định tui lại thì có một giọng nói truyền đến ngay sau đó, các vị, cứ muốn như vậy mà đi sao? Cùng với âm thanh đó, bộ ngũ Kiêu Hùng, Phiêu Anh Đoàn, U Linh Quân, Bách Thú Doanh và Tủ Kim Vệ đều đồng loạt xuất hiện. Bọn họ bao vây toàn bộ những cao thủ này lại. Sau đó nhanh chóng đánh bại bọn chúng. Đã quá lâu rồi Trung Phương chưa từng cảm thấy kích động như bây giờ. Trận chiến này gần như là nghiêng hẳn về một phía. Không một ai trong số cao thủ của nhiều nước này có thể trốn thoát, tất cả đều bị đánh thảm hại. Ngoài khu biệt thự, gương mặt Khương Di Quân hiện lên vẻ khó tin nổi. Cô ta vừa mới tận mắt nhìn thấy Diệp Quân Lâm áp chế tất cả bọn họ. Đây chính là hơn 1000 cao thủ đấy. Lăng Thiên Long mở to mắt, bất ngờ nhìn thấy xác chết nằm la liệt khắp nơi. Anh ta bị hoảng sợ và ngất đi một lần nữa. Quá khủng bố, khủng bố đến tột cùng. Nơi này giống như biến thành địa ngục chân gian. Cơ thể Khương Di Quân vẫn luôn run lẩy bẩy. Người đàn ông trước mắt này thật sự giống y như ma thần vậy. Khoảng cách giữa cô ta với anh thật sự quá lớn. Trước kia cô là bại tướng dưới tay tôi, và bây giờ cũng vậy. Diệp Quân Lâm lạnh lùng nhìn những bại tướng dưới tay bọn họ. Khương Di Quân nhìn chằm chằm vào Diệp Quân Lâm la lên, rốt cuộc là anh. Anh có thân phận gì? Ta không thể tưởng tượng ra thân phận của Diệp Quân Lâm. Tuyệt đối không phải là một tên con hoang đơn giản như vậy. Mãi cho đến sau khi trải qua tình cảnh này, Khương Di Quân mới thực sự hiểu một cách tổng quát về Diệp Quân Lâm. Hóa ra Diệp Quân Lâm phớt lờ nhà họ Diệp, thậm chí còn đánh cược với Diệp Minh Thiên, không phải vì anh thiếu hiểu biết. Mà là người ta có tư bản đứng sau lưng. Đủ để thách thức tư bản của nhà họ Diệp. Giờ phút này, Khương Di Quân không chỉ so sánh một mình nhà họ Diệp với Diệp Quân Lâm nữa. Mà là mang toàn bộ cả nhà họ Diệp ra so sánh rồi.
thiên tài số một của nhà họ Diệp, Diệp Thần. Từng là đứa con trời đẹp nhất mà cô ta từng thấy trước đây nhưng bây giờ cô ta cũng không mang ra để so sánh với Diệp Quân Lâm nữa rồi. Trận chiến này, nếu là Diệp Thần, thì đã chết từ sớm rồi. Đến cả cô ta cũng chết rồi. Nhưng người đàn ông này thì bất khả chiến bại, nghiền nát tất cả mọi người. Mà còn cứu cô ta trong lúc nguy khó. Cho nên cô ta biết người đàn ông này tuyệt đối không đơn giản như vẻ ngoài đó. Anh có năng lực và thân phận khiến gia tộc họ Diệp ở Kinh Thành phải hối hận. Cô không cần biết. Diệp Quân Lâm lạnh lùng vô tình mà nhìn cô ta. Khương Di Quân nhìn bóng lưng đó, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Cô ta xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành như vậy, là quốc sắc thiên hương. Từ đầu đến cuối lại không thể đánh động được Diệp Quân Lâm. Anh có cái tư cách này trách. Vậy thì Diệp Quân Lâm cũng quá lạnh lùng rồi đó. Chẳng lẽ không có một chút cảm tình nào đối với cô ta sao? Dù sao cô ta cũng xinh đẹp như vậy mà. Nói chuyện dịu dàng một chút cũng được mà. Đúng rồi. Anh vừa cứu cô ta nữa mà. Nghĩ đến cảnh tay Diệp Quân Lâm đặt trên vai cô ta liền cười thâm. Rõ ràng thì anh ta đối với mình cũng là có một chút cảm giác. Nếu không tại sao cứu cô ta chứ? Cô ta làm ra chuyện đáng ghét như vậy, giết chết không phải càng tốt hơn sao? Tại sao lại cứu cô ta chứ? Điều đó cho thấy Diệp Quân Lâm đối với cô ta không phải không chút động lòng. Cảm ơn anh lúc nãy cứu tôi một mạng. Cơ thể của Khương Di Quân lúc này vẫn còn đang run rẩy. Vốn dĩ cô ta muốn khiến Diệp Quân Lâm hối hận, không ngờ cô ta lại dính vào một cuộc tranh chấp lớn như vậy. Xém chút nữa trở thành địa ngục của cô ta. Không cần cảm ơn, chỉ cầu xin cô sau này đừng đến quấy rối tôi nữa là được. Diệp Quân Lâm nói mà không thèm quay đầu lại. Khương Di Quân cắn cần môi nói, anh lạnh lùng như vậy để làm gì chứ? Lúc nãy anh không phải cũng cứu tôi rồi sao? Ý của Khương Di Quân rất đơn giản, Diệp Quân Lâm nhất định là vì cô ta mới cứu cô ta. Nếu không tại sao không quan tâm Lăng Thiên Long và người của anh đi? Mà lại chỉ cứu một mình cô ta. Đúng là tôi cứu cô rồi, nhưng không có nghĩa là tôi có ý hết, chỉ bởi vì cô là người Lạc Việt, chính là đơn giản như vậy thôi. Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói. Vậy còn Lăng Thiên Long thì sao? Anh ấy cũng là người Lạc Việt vậy, còn có thuộc hạ của anh ấy nữa. Tại sao anh không cứu? Khương Di Quân thẳng thẳng hỏi. Diệp Quân Lâm lạnh giọng nói, là do tôi biết Lăng Thiên Long biết anh ấy sẽ không thể chết nên mới không ra tay thôi. Dù sao cơ thể Lăng Thiên Long vốn luyện võ, một cú đấm của cao thủ đó lúc nấy anh ấy vẫn có thể chịu đựng được. Còn thuộc hạ của anh ấy đều không phải người Lạc Việt, tôi cần cứu làm gì? Diệp Quân Lâm trả lời. Khương Di Quân sững sờ. 10 tên hộ vệ của Lăng Thiên Long đều không phải là người Lạc Việt, mà là người nước Dương. Hừ, cứu cô không vì gì khác, cô nên cảm tạ bản thân là người Lạc Việt đi. Nói xong Diệp Quân Lâm liền rời khỏi. Khương Di Quân sững sờ ngay tại chỗ. Trong chuyến đi Giang Bắc lần này, cô ta vốn đã nghĩ sẽ không xảy ra chuyện gì cả. Vậy mà lại xuất hiện một cuộc tranh chấp lớn như vậy. Lần này cô ta đã chứng kiến được bộ mặt thật sự của Diệp Quân Lâm. Hóa ra cô ta cảm thấy người có thể sánh được với mình chỉ có Dư Âng Thần mà thôi, vậy mà hình mẫu mà cô ta thích nhất là chiến thần Côn Luân trong truyền thuyết. Bây giờ lại thêm một người nữa, Diệp Quân Lâm. Có thể là vì Diệp Quân Lâm đối với cô ta lạnh lùng như vậy chăng? Rất nhanh liền có người phụ trách đưa cô ta và Lăng Thiên Long rời khỏi. Thuận tiện xử lý toàn bộ chiến trường một cách gọn gàng. Lúc Diệp Quân Lâm về đến biệt thự, hiện trường cũng không còn dấu vết nào nữa. Như thể vốn dĩ như chưa từng có ai đi qua vậy. Nhưng lần này hơn 2.000 cao thủ của hàng trăm quốc gia toàn bộ đều đã tới đây rồi. Bọn họ đến chết cũng không nghĩ ra được rốt cuộc Lý Tử Nhiệm và Chí Oánh đang ở đâu. Bọn họ rời khỏi đây từ lúc nào nào vậy? Tại sao những người tinh nhuệ của hàng trăm quốc gia cũng không điều tra ra nổi? Bọn họ rõ ràng là luôn luôn dõi theo hai người đó. Thực ra Lý Tử Nhiệm và Chí Oánh vốn dĩ không rời khỏi căn biệt thự này nửa bước. Bởi vì chẳng có ai có thể ở dưới con mắt những người tinh nhuệ của hàng trăm quốc gia đem người chuyển đi được. Nói khoa trương một chút, ánh mắt cả thế giới đều đang nhìn chằm chằm Lý Tử Nhiệm và Chí Oánh. Hai người rời đi là chuyện không thể nào. Thực ra, hai người Lý Tử Nhiệm đều đang ở trong biệt thự.
Điều này bắt nguồn từ thiết kế phòng kiểu mới của Diệp Quân Lâm. Lúc đầu anh đặc biệt để mắt đến một điều, ở dưới biệt thự xây một căn phòng bí mật. Vì chính là để có một ngày xuất hiện tình huống kiểu này, anh không có cách bảo vệ kịp thời, có thể để Lý Từ Nhiệm bọn họ trốn ở đó. Không ngờ lần này có vẻ hữu dụng rồi. Diệp Quân Lâm muốn thu hút tất cả mọi người tới đây, để một lưới bắt hết. Nhưng anh lại luôn ở lại trong biệt thự, đối phương không thể ra tay. Euro có thể sẽ không lợi dụng được hiệu quả của chiêu dùng một lưới bắt hết. Anh vốn đang lo tìm cơ hội rời khỏi biệt thự, đem chiến trường phân chia ra. Kết quả Lăng Thiên Long và Khương Di Quân lại đến. Cho anh một cơ hội tuyệt vời, để anh rời khỏi biệt thự, để kẻ thù ra tay. Nói đúng thì hai người này đã đóng góp không ít. Đã quá, rất lâu rồi mới được đã như vậy rồi. Trung Phương hét lớn. Lần này toàn bộ quân của bọn họ bị tiêu diệt, nhất định bọn họ đau đớn lắm rồi. Mọi người cười nói. Rất nhanh tin tức của Nam Giang đã truyền khắp cả Lạc Việt, truyền khắp cả thế giới. Toàn bộ 18 quốc gia ở nước ngoài và các thế lực khác đều trợn tròn mắt. Thất bại rồi. Vậy mà thất bại rồi. Mà còn thất bại thê thảm như vậy, không có một người nào có thể quay về. Anh rốt cuộc mạnh đến thế nào? Trong trận chiến này hơn 2.000 cao thủ của hàng vạn thế lực ở nước ngoài cùng nhau tập hợp lại thành toàn bộ đoàn quân đều đã bị tiêu diệt. Trận chiến này khiến Côn Luân lừng danh lại vang dội khắp thế giới. Thứ ma quỷ đó vẫn mạnh như vậy. Cho dù có điểm yếu, anh cũng sẽ bất khả chiến bại. Vẫn là đánh giá trước đây, đây là thân, người phàm không thể giúp anh. Lạc Việt trấn quốc chiến thân Côn Luân đối mặt với sự xâm lược của mấy nghìn cao thủ ở nước ngoài lại lần nữa ra tay gây chấn động, đại sát bốn phương, làm cho toàn bộ quân bị tiêu diệt, đàn áp hàng trăm nước. Tin tức lan truyền rộng ra. Lúc này, cả thế giới xôn xao. Chiến thần Côn Luân của Lạc Việt so với lúc trước càng lớn mạnh, càng là vô địch thiên hạ. Lại thêm một lần nữa giải thích câu đó, có anh ở đó, Lạc Việt chính là cấm địa. Không có bất kỳ ai dám xâm phạm. Đặc biệt là khắp nơi trên Lạc Việt đều đang hoan hô. Trận chiến thắng lợi này khiến Lạc Việt Vân luôn vang lặng lại lần nữa xôn xao. Lạc Việt lớn mạnh, các con dân cũng càng tự hào. Đặc biệt là trận chiến này hả giận quá rồi. Cho kẻ xâm lược một đòn quá đau đớn. Lạc Việt không phải ai cũng có thể dòm ngó sao. Chiến thần Côn Luân lại một lần nữa được đẩy lên một tầm cao mới. Đến ngày nay có rất nhiều ước mơ của trẻ em đều là bảo vệ đất nước, làm cho Lạc Việt càng thịnh vượng. Hóa ra có một khoảng thời gian rất dài, cách nhìn của bọn trẻ đều bị lệch lạc. Tất cả đều muốn làm người nổi tiếng trên mạng. Khương Di Quân và Lăng Thiên Long ngoan ngoãn ngồi máy bay trở về. Khi lên chuyến bay, bọn họ phát hiện mọi người trên máy bay đều vô cùng vui mừng, Tết cũng không vui như vậy. Đây là thế nào vậy? Cô ta rất tò mò. Chiến thần Côn Luân lại tôn vinh danh tiếng nước Lạc Việt của tôi rồi. Trận chiến này, ở Nam Giang thật là hả giận. Có người kích động hét lên. Đợi chút, cái gì, chiến thần Côn Luân? Sắc mặt của Khương Di Quân thay đổi rõ rệt. Trong khoảng thời gian này cô ta vừa bận chữa trị cho Lăng Thiên Long, vừa ngây ngây ngô ngô. Hoàn toàn không biết mấy cái tin tức trọng đại của Lạc Việt này. Bây giờ nghe thấy trận chiến đỉnh cao ở Nam Giang. Đó không phải là tự cô ta đích thân trải nghiệm, mà cô ta còn tận mắt chứng kiến tất cả sao? Điều đáng sợ nhất là nhân vật chính lại là chiến thần Tản Viên. Diệp Quân Lâm chính là chiến thần Tản Viên. Hóa ra anh ấy chính là đại anh hùng trong lòng tôi. Sau khi biết được sự thật này, Khương Di Quân liền đứng bật dậy, tỉnh thân kích động, khuôn mặt mang biểu cảm không thể tin được. Hành động bất thường của cô ta thu hút sự chú ý của những người trên máy bay. Lăng Thiên Long đang ngồi trên ghế cũng có biểu cảm như bị điên. Vậy mà người đó lại chính là chiến thần của đất nước Lạc Việt. Vậy mà bọn họ lại xông vào trận chiến đỉnh cao. Là may mắn hay là xui xẻo đây chứ? Nói may cũng may, nói xui cũng xui. Khương Di Quân cuối cùng cũng hiểu những câu Diệp Quân Lâm nói lúc đó. Cứu bọn họ là bởi vì bọn họ là con dân Lạc Việt. Đây là chiến thần thời thời khắc khắc. Là hệ thống trung tâm tài nguyên và con người của đất nước Lạc Việt. Khương Di Quân đối với Diệp Quân Lâm ngoài sự sùng bái và ngưỡng mộ ra, lại thêm một phần kính phục. Cảnh giới của Diệp Quân Lâm bọn họ không thể so sánh được. Ở trước mặt nỗi hận thù của nước nhà, anh còn có thể buông bỏ nỗi hận thù cuồn cuộn xuống được.
rõ ràng biết Lăng Thiên Long đến chính là muốn mạng của anh ấy. Vậy mà còn cứu Lăng Thiên Long. Có thể sống được ở Lạc Việt, có thể có được chiến thần tản viên bảo hộ. Là một chuyện hạnh phúc biết bao. Tâm trạng Khương Di Quân phức tạp, không ngừng nhìn ra ngoài cửa sổ. Lần này sau khi về đến Kinh Thành, trên đời này lại không có người đàn ông nào có thể lọt vào mắt cô ta. Phụ nữ đã từng nhìn thấy qua sư tử hổ cọp rồi, chắc chắn không thích chó hoang. Biết được tin tức Lăng Thiên Long bị thương, cho nên ông nội của Khương Di Quân, cha của Khương Văn Hán và Khương Chiếu không đích thân tới thăm hỏi. Còn có Lăng Phi dược chủ của hoàng tộc họ Lăng, cũng chính là ông nội của Lăng Thiên Long. Hả, làm sao bị thương thành ra thế này rồi? Khi nhìn thấy Lăng Thiên Long bị đánh thành như tàn phế, mọi người đều hoảng hốt. Rốt cuộc chuyện là như thế nào? Không phải là đi tìm Diệp Quân Lâm báo thù sao? Làm sao bị đánh thành như vậy? Còn 10 người hộ vệ mạnh mẽ ta đặc biệt cố ý mời từ Dương Quốc đâu? Người đâu rồi? Lăng Phi Dược vội vàng hỏi. Khương Di Quân mím môi nói, đều chết cả rồi. Cái gì, đều chết rồi, chuyện thế nào vậy, là Diệp Quân Lâm làm sao? Lăng Phi Dược hỏi, ông ta và Khương Văn Hán ba người liên tục nuốt một ngụm nước bọt. Nếu như thật sự là Diệp Quân Lâm làm, vậy thì kinh khủng quá rồi. Lăng Thiên Long rõ ràng là vị công tử đứng thứ hai rồi. Khương Di Quân lắc lắc đầu, không phải Diệp Quân Lâm thực sự không phải do Diệp Quân Lâm động tay. Tôi nói mà, làm sao Diệp Quân Lâm có thể chứ? Nếu nó có thể đánh bại vị công tử đứng thứ hai, gia tộc họ Diệp chẳng lẽ không mời được nó vào nhà họ Diệp sao? Khương Chiếu không thở phào nhẹ nhõm. Khương Di Quân và Lăng Thiên Long trầm mặc không nói gì. Nói thật thì, bọn họ đều không có tư cách nói về Diệp Quân Lâm. Là chúng tôi gặp cao thủ nước ngoài đi ám sát chiến thần Côn Luân, 10 người hộ vệ là do bọn họ giết chết, đến Lăng Thiên Long cũng bị bọn họ đánh bị thương. Khương Di Quân nói, hả, các con thực sự đã tham gia trận chiến đó, bây giờ toàn bộ kinh thành đều đang bàn luận đó, nhà họ Diệp đã đang điều tra thân thế của chiến thần Côn Luân rồi. Cũng phải xem chiến thần Côn Luân là xuất thân từ mạch chính của gia tộc họ Diệp đó. Khương Chiếu không kinh ngạc nói. Mi mắt nhắm hờ của Lăng Thiên Long động đậy. Anh ta chính là mạch chính của gia tộc họ Diệp duy nhất ở kinh thành đó. Sắc mặt Khương Di Quân phức tạp nói. Thực ra tụi con nhìn thấy được chiến thần Côn Luân rồi, chính là anh ta cứu tụi con một mạng, nếu không tụi con cũng chết rồi. Cái gì, con nhìn thấy chiến thần Côn Luân rồi. Chiến thần Côn Luân bộ dạng như thế nào? Mấy người Khương Văn Hán, Khương Chiếu không cũng như Lăng Phi Dược đều giống như điên lên. Cho dù là bọn họ cũng là hoàng tộc ở Kinh Thành, nhưng có thể gặp được chiến thần Côn Luân. Đối với bọn họ mà nói cũng là một loại vinh dự. Hơn nữa huống hồ bây giờ nghe thấy Khương Di Quân bọn họ là được chiến thần Côn Luân cứu. Biểu cảm của bọn họ đều là biểu cảm điên cuồng. Ánh mắt tất cả mọi người không ngừng nhìn Khương Di Quân. Hy vọng biết được người trong truyền thuyết độc nhất vô nhị này có dáng vẻ như thế nào. Là con trời thực sự, từ nay về sau trong lòng con sẽ không dễ dàng dung túng cho bất kỳ người đàn ông nào khác. Không gả cho anh ấy, con nguyện ý độc thân đến dài. Khương Di Quân vừa trả lời một câu như vậy. Ngay lập tức, mấy người Khương Chiếu không đều hiểu rõ ra. Khương Di Quân đây là đã nhìn thấy thiên thượng thần long thực sự. Nếu không cô ta tuyệt đối sẽ không ra quyết định như vậy. Trước đây người cô ta nhìn ưa mắt nhất chỉ có duy nhất Diệp Thần. Nhưng cô ta cũng không có ra quyết định như vậy. Chỉ sau khi cô ta nhìn thấy được chiến thần Côn Luân mới đưa ra quyết định như vậy. Con gái con cần phải cân nhắc kỹ càng đó. Khương Chiếu không thở dài. Con đã cân nhắc kỹ càng rồi, cha, làm phiên cha truyền tin tức ra ngoài đi. Khương Di Quân thành khẩn yêu cầu. Khiến mọi người xung quanh không ngờ nhất chính là Lăng Thiên Long cũng ủng hộ Khương Di Quân. Mọi người rất là kinh ngạc. Lăng Thiên Long luôn thích Khương Di Quân, thậm chí còn chuẩn bị để nhà họ Lăng cầu hôn. Làm sao lại từ bỏ rồi? Lời giải thích duy nhất chính là Lăng Thiên Long bị chiến thần Côn Luân đánh bại rồi. Rất nhanh, cả kinh thành đều truyền ra một tin tức, mỹ nhân đẹp nhất kinh thành Khương Di Quân tuyên bố đã để tâm tới chiến thần Côn Luân, nếu anh ấy không cưới, thì sẽ sống cả đời đến ni giả. Tin tức này vừa lan ra, cả kinh thành đều xôn xao. Khương Di Quân cả đời này chẳng lẽ không muốn gả đi sao? Vậy mà lại dựa vào cách này. Nhưng cô ta không phải không có khả năng vươn tới chiến thần Côn Luân,
còn có một chút chút hy vọng. Đêm này, vô số người theo đuổi Khương Di Quân đều mất ngủ. Bọn họ không có bất kỳ cách nào. Dù sao đó cũng là chiến thân Côn Luân. Ai có thể so sánh được chứ? Bên trong sảnh lớn của nhà họ Diệp ở Kinh Thành. Hay, Côn Luân thật sự xứng đáng là chiến thần Lạc Việt trấn quốc của gia, trận này đánh thật hả giận. Diệp Minh Thiên hét lớn. Mạnh, mạnh quá rồi. Hóa ra rất nhiều người đều cho rằng chiến thần Côn Luân chỉ biết dẫn binh chiến đấu. Không ngờ năng lực của anh ấy lại mạnh như vậy. Hàng nghìn người mạnh nhất đều bị một người nghiền nát. Mọi người khen ngợi nói. Diệp thần kích động nói, thực ra mạnh nhất vẫn là trận chiến phong thần năm đó. Anh ta biết rất rõ tất cả về chiến thần Côn Luân, bao gồm cả chi tiết cuộc chiến. Không sai, chiến thần Côn Luân đã đánh bại đại tướng 18 thần quốc bằng một nắm đấm sắt, đó mới là thật sự mạnh. Những người khác nhớ lại trận chiến phong thần, khen ngợi không ngớt. Lần này, càng làm cho Lạc Việt của tôi thịnh vượng. Sinh ra đứa con như Diệp Côn Luân, Diệp Minh Thiên cảm thán. Ánh mắt ông ta liếc sang người Diệp Thần. Nếu chiến thần Côn Luân là Diệp Thần thì tốt biết bao. Là con trai ông ta thì tốt biết bao. Chiến thần Côn Luân họ Diệp, nhưng đến bây giờ, chúng ta lại không biết xuất thân của giọt máu nhà họ Diệp đó. Lúc trước tìm rất nhiều lần rồi, không hề có manh mối. Các tiền bối nhà họ Diệp mặt buồn rầu. Diệp Minh Thiên tuyên bố tiếp theo tôi sẽ sử dụng tất cả người có máu mủ liên quan đi điều tra thân phận của chiến thần Côn Luân. Con trai nhà họ Diệp bắt buộc phải nhận tổ quy tông. Dù đã trải qua mấy thập đại, cũng là người của nhà họ Diệp chúng tôi. Phải đem chiến thần Côn Luân quay về nhà họ Diệp ở Kinh Thành là một nhánh của gia tộc họ Diệp ở Lạc Việt, một gia tộc thuần túy lâu đời nhất, là mạch máu tổ tiên chính gốc thật sự. Có thể nói thế này, ở Lạc Việt phàm là họ Diệp, đều có quan hệ với mạch máu tổ tiên. Dù thế nào cũng có thể quan hệ với nhau. Cho nên Diệp Minh Thiên muốn đón chiến thần Côn Luân về nhà họ Diệp. Nhà giàu có tiếng nhất ở Lạc Việt, nếu có chiến thần Côn Luân chấn giữ, đó sẽ là một cục diện không thể tưởng tượng được. Sau khi Diệp Minh Thiên ngồi ổn định trong nhà lại muốn cống hiến cho gia tộc. Mang chiến thần Côn Luân chiêu mộ về nhà họ Diệp là điều ông ta muốn làm. Bất luận cái giá phải trả có nhiều đến bao nhiêu, chuyện này nhất định ông ta phải làm được. Một khi có được chiến thần Côn Luân, nhà họ Diệp chúng ta sẽ vĩnh viễn tồn tại, đó chính là một sao song tử. Đó Diệp Minh Thiên đã tưởng tượng ra được bức tranh kia rồi. Ngoài vị sao song tử còn có một người chính là Diệp Thần.